Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 401, thấy anh không may tôi cũng cảm thấy rất vui sướng. Nhiếp Hạ Quân khẽ dùng tay vuốt vài sợi tóc lòa xòa trên trán, lão nói. Đồng chí Giản Thuận Bình đã công tác nhiều năm, đã cho ra nhiều cống hiến không nhỏ với công tác lao động ở tỉnh Sơn Nam. Tôi cảm thấy đồng chí như vậy có lẽ đã phát huy cao độ năng lực của mình, hay là để cho anh ấy đến Hội đồng Nhân dân tỉnh, nghe Chủ tịch Mã nói nơi đó còn ghế trống, còn thiếu một vị Chủ tịch Ủy ban Tôn giáo, thế thì chúng ta cho đồng chí Giản Thuận Bình bổ sung vào đó. Có câu gần ban công sẽ thấy được ánh trăng sớm hơn, tỉnh đoàn chính là một đơn vị ở gần bên cạnh tỉnh ủy nên sẽ là nơi cực kỳ linh thông tin tức. Trước khi hội nghị thường ủy được mở ra thì bọn họ đã biết được đề tài thảo luận của hội nghị lần này. Đối với những đề tài thảo luận khác thì đám cán bộ tỉnh đoàn căn bản không quan tâm, thứ liên quan đến bọn họ chính là sát nhập trường nghề thanh niên và trung tâm hướng nghiệp vào phòng lao động thương binh xã hội tỉnh. Nhưng dù bọn họ có lo lắng thế nào thì cũng không quên trước đó bí thư Lưu Truyền Thụy đã đến tỉnh đoàn và nói rõ vấn đề, kết quả không còn gì là bí mật nữa, thế cho nên bọn họ cũng không ôm hy vọng quá lớn. Bí thư Vương, chẳng lẽ ngài thật sự cho chúng tôi kiếm ăn trong nước sôi lửa bỏng? Không bao lâu nữa tôi sẽ bị dày vò chết. Trúc Nghiêm Dương lúc này có bộ dạng thật sự rất hoảng hốt và đáng thương. Trúc Nghiêm Dương vẫn là hiệu trưởng của trường nghề thanh niên, nếu như lúc này hắn không được tỉnh đoàn điều động đến vị trí khác, chỉ sợ tất cả đã xong, hắn sẽ là người của phòng lao động thương binh xã hội tỉnh. Dù đến phòng lao động thương binh xã hội tỉnh thì cấp bậc của hắn sẽ không hạ xuống, thế nhưng có câu vua nào chiều nấy, hắn cũng không hy vọng rời khỏi tỉnh đoàn đi đến phòng lao động thương binh xã hội. Vì thế mà lúc này Trúc Nghiêm Dương thật sự muốn bỏ qua chức vụ hiệu trưởng trường nghề thanh niên, cũng vì vậy mà hắn tìm đến Vương Tử Quân không dưới 10 lần. Đến phòng lao động thương binh xã hội là nơi nước sôi lửa bỏng, lời này của anh nếu bị lãnh đạo nghe được, chỉ sợ anh sẽ bị gõ cờ lê vào đầu. Vương Tử Quân nhìn Trúc Nghiêm Dương rồi khẽ cười và trầm giọng nói. Ôi, bí thư Vương của tôi, đây là lúc nào rồi mà ngài còn có thể nói lời vui đùa như vậy? Hôm nay tôi cả gan mạo phạm ngài lần thứ nhất, dù sao thì tôi cũng nói thẳng ra, nếu như ngài không chịu hồi tôi về, đừng trách tôi gây rối đấy nhé. Trúc Nghiêm Dương đặt mông ngồi xuống ghế salon trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, sau đó dùng giọng thề thốt không chịu bỏ qua nói. Vương Tử Quân thật sự phải cười xòa trước thái độ vô lại của Trúc Nghiêm Dương, nhưng hắn lại nâng ly nước lên và đắc ý uống trà. Bí thư Vương, ngài cũng không thể trơ mắt nhìn tôi nhảy vào hố lửa được. Trúc Nghiêm Dương nhìn bộ dạng cực kỳ bình tĩnh của Vương Tử Quân, hắn thật sự giống như đứng đống lửa ngồi đống than, càng không thể nào yên được. Hắn đứng lên khỏi ghế salon, lại chụp lấy tay áo của Vương Tử Quân, vẻ mặt cực kỳ tội nghiệp. Cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, Kim Duệ Hằng đi vào thấy Trúc Nghiêm Dương trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn khẽ nói. Bí thư Vương, bí thư Âu Dương mời anh sang họp. Họp cái gì? Vương Tử Quân không ngờ sẽ họp vào lúc này, hắn chợt nhướng mày hỏi Kim Duệ Hằng. Có thể là về trường nghề thanh niên. Kim Duệ Hằng dùng giọng nghiêm túc nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lại là trường nghề thanh niên, vấn đề này hình như là vết sẹo khó thể lái đi được, sợ rằng đám cán bộ tỉnh đoàn chỉ cần không phải lúc cần thiết thì đều nhắc đến vấn đề này. Có phải có gì biến hóa không? Trúc Nghiêm Dương đứng bên cạnh Vương Tử Quân chợt cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Không phải. Kim Duệ Hằng lắc đầu nhìn Trúc Nghiêm Dương, hắn há hốc miệng muốn nói nhưng cuối cùng lại không nói ra. Vương Tử Quân khẽ gật đầu nhìn Kim Duệ Hằng, sau đó hắn cầm lấy ly nước của mình đi về phía phòng họp tỉnh đoàn. Đến khi hắn vào phòng họp thì Triệu Nguyên Cố đã ngồi sẵn bên trong. Đến lúc này còn có tâm tư họp bàn gì nữa, thuần túy chỉ là rãnh rỗi hô khẩu hiệu, thật sự là ăn no dưỡng mỡ. Triệu Nguyên Cố thấy Vương Tử Quân đi vào thì âm thanh có hơi cao vút. Triệu Nguyên Cố nổi giận thì Vương Tử Quân cũng hiểu, nhưng hắn cũng không muốn nói nhiều, hắn mặc kệ đối phương thích nói gì thì nói, mình không nghe là được. Hắn khẽ gật đầu với Triệu Nguyên Cố, sau đó ngồi xuống vị trí của mình. 3 phút sau Âu Dương Dương với một bộ trang phục công sở màu xanh xuất hiện cuối cùng ở cửa phòng họp. Sau khi nàng ngồi xuống vị trí của mình thì nói. Hôm nay tôi triệu tập các vị đến, chỉ có một mục đích. Chính là vì vấn đề cơ cấu của trường nghề thanh niên. Mọi người đều biết bây giờ tỉnh ủy đang mở hội nghị thường ủy, chúng ta cũng chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng. Âu Dương Dương cũng không nói chuẩn bị cái gì nhưng ai ngồi đây cũng hiểu rõ ràng, không ai mở miệng, bọn họ chỉ lẳng lặng chờ nàng nói tiếp. Tôi có tâm tình giống mọi người,
tôi cũng không cam lòng với sắp xếp như vậy, nhưng cá nhân tôi phục tùng tập thể, phục tùng đại cục, thế cho nên không cam lòng cũng không giải quyết được vấn đề gì. Tỉnh ủy đã cho ra quyết định, chúng ta cũng chỉ có thể phục tùng. Tôi biết rõ mọi người có cảm xúc thế nào, thế nhưng bí thư Lưu Truyền Thụy đã nói rất rõ ràng, tỉnh đoàn chúng ta cần phải coi đại cục làm trọng, không thể có mâu thuẫn với quyết định của tỉnh ủy. Hơn nữa chúng ta phải quán triệt chỉ thị của tỉnh ủy, cố gắng chứng thực và làm tốt công tác. Tôn Trạch Hồng hít vào một hơi thuốc thật sâu, Triệu Nguyên Cố thì cúi đầu viết lách, Hoắc Tương Nhiễm xoắn tay vào nhau mà không nói gì. Dù sao thì chuyện này vốn làm tỉnh đoàn mất mặt, vì hội nghị văn phòng khối chính quyền tỉnh đã cho ra quyết định, bọn họ còn gì để nói. Bí thư Vương, quá trình chuyển giao không có vấn đề gì chứ? Nếu là trước kia thì bí thư Âu Dương Dương sẽ trưng cầu ý kiến, thế nhưng lúc này nàng cũng không có tâm tình như vậy. Nàng là người lăn lộn trong quan trường nhiều năm, tự nghĩ mình không phải là kẻ ngu dốt, quan trường nhiều lúc cần những kẻ thức thời. Dưới một vài tình huống, lãnh đạo không coi trọng năng lực cá nhân của anh, mà nhìn vào phản ứng và thái độ của anh khi lãnh đạo cho ra quyết sách có liên quan. Nói thật thì Âu Dương Dương mở hội nghị này chỉ muốn quán triệt và chứng thực chỉ thị của tỉnh ủy, tỉnh đoàn nhất định phải biểu hiện thái độ cho tốt, thế cho nên mới phải bất đắc dĩ tổ chức họp vào lúc này. Không có vấn đề. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Âu Dương Dương rồi trầm giọng nói. Vậy thì tốt rồi. Âu Dương Dương khẽ nâng ly trà lên làm một ngụm, sau đó nàng nhìn qua Lâm Thụ Cường đang làm bản ghi chép. Chủ nhiệm Lâm, sau hội nghị anh cho ra quyết định của tôi, báo lên cho lãnh đạo. Đồng thời hai ngày tới anh giúp Bí Thư Vương làm tốt công tác chuyển giao. Âu Dương Dương nói, Lâm Thụ Cường tất nhiên sẽ tỏ ra cung kính lắng nghe, nhưng trong lòng lại vui sướng nở hoa. Đối với đa số cán bộ tỉnh đoàn thì, đối với một hạng mục tốt của đơn vị, bây giờ đến thời kỳ hái quả lại bị đám người phòng lao động thương binh xã hội hái mất, tất nhiên tất cả mọi người sẽ sinh ra cảm giác nhục nhã. Nhưng Lâm Thụ Cường thì không nghĩ như vậy, hắn có oán hận rất sâu với Vương Tử Quân, sự việc này xảy ra thì hắn lại cảm thấy rất thỏa thuê và vui sướng. Trường nghề thanh niên thật sự cho ra thành tích xa xỉ, thế nhưng thành tích đó là của Vương Tử Quân. Phòng lao động thương binh xã hội tuy rất không ra gì nhưng lại cướp đi thành tích của Vương Tử Quân, đối với Lâm Thụ Cường thì không có vấn đề gì. Thử nghĩ xem, có gì đắc ý và thoải mái hơn khi được thấy một tên khốn đang đắc ý sung sướng thì vui quá hóa buồn mà ngã vào hầm phân. Chương 402, một thích kết quả làm lòng người vui sướng. Lâm Thụ Cường cực kỳ đi theo câu nói người không vì mình trời tru đất diệt, dù lợi ích của đơn vị bị ảnh hưởng nặng nề nhưng trời sập có lãnh đạo chống đỡ. Chỉ cần mình bình yên, lợi ích bản thân không bị xâm phạm, sự việc không làm mình khổ sở khốn khó, như vậy thì có liên quan gì đến mình. Thế là hắn cảm thấy đây thật sự chính là một sự kiện cực kỳ vui sướng, dù sao thì người chịu đả kích nặng nề nhất vẫn chính là Vương Tử Quân. Sự việc chưa đến lúc cuối cùng thì không thể cho ra định luận. Đây chính là lời nói của Vương Tử Quân với tên cán bộ phòng lao động thương binh xã hội đến đưa thiếp mời. Bây giờ tên cán bộ kia đã truyền lời nói của Vương Tử Quân ra khắp văn phòng tỉnh ủy. Hiện tại đang tổ chức hội nghị thường ủy, tất cả gút mắc sẽ sắp kết thúc, dù người của tỉnh đoàn sẽ không vạch áo cho người xem lưng, thế nhưng Vương Tử Quân nói ra một lời như vậy cũng sẽ trở thành một câu chuyện cười cho người ta vào những lúc trà dư tửu hậu. Hội nghị lần này có thể nói là hội nghị ban ngành ngắn nhất từ trước đến nay, sau khi nói xong những lời sắp xếp thì xem như tan cuộc. Bí thư Vương, tối nay anh có rảnh không? Tôi mời anh uống vài ly. Hoắc Tương Nhiễm đột nhiên đứng lên rồi mời Vương Tử Quân, hắn tỏ ra cực kỳ chân thành. Tất cả mọi người đều cảm thấy Hoắc Tương Nhiễm có biểu hiện thật lòng, cũng không phải là cố ý giả vờ. Vương Tử Quân nhìn vẻ nhiệt tình bùng ra từ trong ánh mắt của Hoắc Tương Nhiễm, hắn chợt sinh ra cảm giác mình không cần ai an ủi, nhưng ý tốt của đối phương cũng khó thể từ chối. Hắn lập tức gật đầu sảng khoái nói. Ha ha, tối nay tôi sẽ vung đao chém thịt của tổ trưởng Hoắc. Lúc đó anh Hoắc cũng đừng mắng dao của tôi quá sắc bén đấy. À, anh cứ mặc sức mà làm thịt tôi, nhưng tôi nhắc nhở anh một câu, đó là tửu lượng của tôi cũng không tốt, nếu uống đến mức bất tỉnh nhân sự thì nói không chừng sẽ rơi vào tình huống tôi mời khách nhưng anh thanh toán, đến lúc đó thì anh cũng đừng đau lòng đấy nhé. Hoắc Tương Nhiễm vung tay lên mỉm cười trêu chọc. Tôn Trạch Hồng ở bên cạnh vừa thu dọn vừa nói chen vào. Chuyện uống rượu cũng không được thiếu tôi. Tử Quân đã đi vào tỉnh đoàn được nhiều ngày, cũng chưa có ai đánh giá anh trên bàn rượu. Tôi thấy không bằng chúng ta cùng vung đao, đây là cơ hội tốt cho chúng ta xử lý anh Hoắc, cứ coi như tôi là người tiếp khách. Vợ tôi buổi tối có việc không nấu cơm, bản thân cũng đang rơi vào trạng thái đói bụng đau cả đầu,
xem ra chỉ có thể há miệng đi theo các vị ăn chùa mà thôi. Triệu Nguyên cố cười ha hả rồi tiến lên góp vui. Vương Tử Quân thật sự không biết nói gì hơn, nói chung đây là tâm tính chung của người trong nước, bình thường có một tâm tính xấu là rất thích xem người khác gặp chuyện không may. Dù là ai, chỉ cần sống tốt hơn chính mình thì sẽ sinh ra cảm giác không thoải mái, hận không thể nhổ vài giọt nước miếng dìm chết đối phương cho hả giận. Những người có thành tích nếu phạm phải chút sai lầm, như vậy sẽ có kẻ không chờ đợi được mà dùng kính lúp để phóng đại lên vô số lần, sau đó tung ra những tin tức rối loạn. Những căn bệnh đau mắt như vậy là rất bình thường, lý do rất đơn giản, ai bảo anh phát triển quá mạnh, phát triển hơn cả tôi. Anh phát triển tốt và mạnh mẽ không phải là gì sai, thế nhưng anh phát triển tốt mà cứ đong đưa trước mặt tôi, cái này là anh không đúng, anh phạm vài điều kiêng kỵ của mọi người. Những ngày này Vương Tử Quân đi vào trong tỉnh đoàn, uy tín đã được xác lập nhưng đám người Tôn Trạch Hồng và Triệu Nguyên Cố luôn tỏ ra rất ôn hòa. Nhưng không ngờ hạng mục đào tạo và hướng nghiệp cho đoàn viên thanh niên kiếm được chút thành tích lại bị người ta cướp mất, xem như tất cả vừa qua chỉ là chó ngáp phải ruồi, thế là quan hệ giữa các bên tiến triển rất nhanh, kéo lại rất gần. Không phải chỉ là đám người này bây giờ bắt đầu mở lời trêu ghẹo Vương Tử Quân, thậm chí những lời nói ra khỏi miệng cũng xuất phát từ tận đáy lòng. Vương Tử Quân đối mặt với ánh mắt đồng tình của mọi người mà không khỏi cười thầm, hèn gì trong quan trường có câu lên cao thì cô đơn lạnh lẽo, xem như cũng làm khó các chính khách cấp cao. Nhưng dù là thế nào thì hắn cũng không thể nói cho đám người này biết, thật ra sự việc còn chưa đến lúc cuối cùng. Các anh nói đi, chúng ta đi đâu đây? Chúng ta nên đến một quán sân vườn nào đó thì hay, chỗ đó vừa thoáng mát vừa có không gian tốt, mọi người cũng vui vẻ thoải mái hơn. Cuối cùng Âu Dương Dương cũng mở miệng, nhưng ý nghĩa lời nói lại không cho phép người khác từ chối. Bầu không khí trong phòng chợt trở nên hòa hợp hơn rất nhiều. Âu Dương Dương là bí thư tỉnh đoàn, lần đầu tiên cảm thấy các thành viên ban ngành có chung một suy nghĩ như vậy. Lúc này nàng cảm nhận được tình huống đoàn kết trước nay chưa từng có, nàng thật sự rất cảm khái, nhưng lúc này nàng cũng hiểu rất rõ, bầu không khí hòa hợp sẽ không duy trì được bao lâu. Bí thư Âu Dương, bí thư Âu Dương. Trung Địch Hồng từ bên ngoài chạy vào, bộ ngực phập phồng dữ dội dưới lớp trang phục công sở. Có chuyện gì? Âu Dương Dương nhìn Trung Địch Hồng, nàng khẽ hỏi. Nàng rất coi trọng cô thư ký này của mình, thế nên dù là lúc này thì nàng cũng không đành lòng trách mắng. Hội nghị thường ủy đã kết thúc, tiểu cao của ban số 1 thuộc văn phòng tỉnh ủy đã gọi điện thoại đến, nói rằng trường nghề thanh niên và trung tâm hướng nghiệp đều thuộc về phòng lao động thương binh xã hội. Trung Địch Hồng thở hồng hộc nói. Kết quả này nằm trong dự đoán của mọi người, cũng không có gì đáng chờ mong. Vì thế mà những lời của Trung Địch Hồng căn bản không làm cho ai giật mình ngạc nhiên. Âu Dương Dương càng cười khổ nói. Tiểu Trung, kết quả này không phải là mọi người đã sớm dự đoán được rồi sao? Cô vội vàng chạy đến chỉ vì báo cáo tin tức này sao? Xem ra chức thư ký của cô lúc này cũng có chút không hợp cách đấy. Âu Dương Dương nói ra những lời như vậy làm cho đám người Tôn Trạch Hồng cười vang, Triệu Nguyên Cố càng cười nói với Trung Địch Hồng. Tiểu Trung, cô có phải muốn nói với bí thư Âu Dương Dương một tiếng, chính là chưa dùng qua cơm chiều và tối phải không? Nếu thật sự là như vậy thì tôi nói cho cô biết, cô đã chọc đúng tâm tư khổ sở của bí thư Âu Dương rồi, xem ra cô là một thư ký cực kỳ hợp cách đấy. Bí thư Triệu, tôi cũng không phải đến nói những điều này, tôi nói là. Hội nghị thường ủy đã cho ra quyết định đưa bí thư Âu Dương tiến lên làm trưởng phòng lao động thương binh xã hội tỉnh. Trung Địch Hồng bị Triệu Nguyên Cố trêu chọc, nàng đỏ mặt tía tai, tâm tình rất kích động, thế là lớn tiếng nói. Âu Dương Dương nhận chức trưởng phòng lao động thương binh xã hội tỉnh. Điều này sao có thể? Khoảnh khắc này ba người Tôn Trạch Hồng đang tươi cười chợt cô động lại, cả đám dùng ánh mắt khó tin nhìn Trung Địch Hồng, vẻ mặt đều là khó thể tưởng tượng được. Chương 402, 2 thích kết quả làm lòng người vui sướng. Tiểu Trung, vui đùa quá lố rồi đấy, cô nói bậy bạ gì vậy? Âu Dương Dương là người tỉnh táo lại đầu tiên, nàng nhìn thoáng qua Trung Địch Hồng đang thở dốc phập phồng. Sau đó nhìn không được mở miệng trách mắng. Bí thư Âu Dương, tôi không nói bậy, tôi nói sự thật. Trung Địch Hồng thấy bí thư Âu Dương không chịu tin thì chợt trở nên gấp gáp. Âu Dương Dương đang định lên tiếng thì chuông điện thoại di động vang lên, Hoắc Tương Nhiễm bị tiếng chuông điện thoại làm cho bừng tỉnh, hắn vội lấy ra nhìn dãy số, sau đó đi ra ngoài phòng họp, bộ dạng cười hề hề thần bí. Nhưng sau khi nối thông điện thoại thì hắn nhanh chóng trở nên cung kính. Điều này cũng nhanh chóng thể hiện thân phận của người gọi điện thoại đến. Hoắc Tương Nhiễm là một mở đầu,
Thế là ngay sau đó tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập, điện thoại của Vương Tử Quân, Tôn Trạch Hồng, Triệu Nguyên Cố đều vang lên, thậm chí điện thoại của chủ nhiệm Lâm Thụ Cường cũng vang lên. Điện thoại cũng không quá lâu, khi cắt điện thoại thì ai cũng không hẹn mà tụ tập lại bàn tròn, nhưng lúc này vẻ mặt của mọi người là không thể tin. Bí thư Âu Dương, chúc mừng, chúc mừng. Vương Tử Quân nhìn biểu hiện gương mặt không đồng nhất của mọi người, hắn là người đầu tiên mở miệng nói lời chúc mừng Âu Dương Dương. Lúc này Âu Dương Dương đã biết tin tức là thật, bây giờ nghe thấy Vương Tử Quân nói lời chúc mừng thì đầu óc nhanh chóng vận chuyển quay cuồng. Nàng dù thế nào cũng không ngờ mình sẽ được đề bạt làm trưởng phòng lao động thương binh xã hội tỉnh, hơn nữa còn đẩy Giản Thuận Bình ra để ngồi vào vị trí, coi như không nói lời nào mà cướp vị trí của người ta vào tay mình. Là ai ra lực? Dù Âu Dương Dương cũng có chỗ dựa trong số các vị thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng chỉ với lực của một người như vậy thì sẽ tuyệt đối không thành. Hơn nữa nàng cũng biết rõ ràng, chỗ dựa của mình chỉ có thể giúp đỡ giữ lại cơ cấu trong tỉnh đoàn, còn những thứ khác thì nàng căn bản không nghĩ nhiều. Bây giờ tuy trường nghề thanh niên và trung tâm hướng nghiệp chuyển sang cho phòng lao động thương binh xã hội tỉnh, nhưng Âu Dương Dương nàng lại tiến lên ngồi vào vị trí trưởng phòng lao động thương binh xã hội. Tuy chức vụ trưởng phòng này cũng là cấp giám đốc sở như bí thư tỉnh đoàn, thế nhưng nếu nói về thực quyền thì bí thư tỉnh đoàn kém hơn trưởng phòng lao động thương binh xã hội rất nhiều lần. Chẳng lẽ là hắn sao? Âu Dương Dương nhìn gương mặt như nước chảy mây trôi của Vương Tử Quân, nàng chợt nghĩ đến câu nói chưa đến lúc cuối cùng thì cũng đừng nên cho ra định luận của hắn, thế là trong lòng nàng tràn đầy nghi vấn. Nhìn vào những gì mình biết từ sau khi có kết giao với Vương Tử Quân, Âu Dương Dương tuyệt đối tin Vương Tử Quân không phải là loại người ăn nói bừa bai, nếu không 10 phần nắm chắc thì sẽ không bao giờ mở miệng. Chỉ cần căn cứ vào giọng điệu của hắn thì rõ ràng là đã đoán được kết quả rồi sao? Vì sao hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay mà vẫn còn giả vờ ngây ngốc như vậy? Không nói lời nào mà để cho người ta cười nhạo như vậy. Âu Dương Dương rất muốn biết là ai thúc đẩy chuyện này, nhưng nhìn gương mặt trẻ tuổi và tươi cười không chút sợ hãi của vị trợ thủ kia, nàng cảm thấy rất giằng co. Người kia ngày thường ít nói nhưng một khi đã ra tay thì nát đá tan vàng, cực kỳ khủng khiếp, làm cho người ta giật mình líu lưỡi. Nhưng khi nghĩ đến độ khó của sự việc lần này thì nàng lại thầm cảm thấy dao động. Hắn sao có thể ảnh hưởng đến quyết định của các vị thường ủy tỉnh ủy được? Bí thư Âu Dương, hôm nay chỉ phải mời khách, tỉnh đoàn chúng ta rõ ràng là xong hỉ lâm môn. Hôm nay chúng ta phải uống một bữa thật sảng khoái, ăn lớn uống lớn, không say không về. Tôn Trạch Hồng biểu hiện cực kỳ thân mật, hắn nhanh chóng chạy đến bên cạnh Âu Dương Dương rồi lớn tiếng nói. Triệu Nguyên Cố và Hoắc Tương Nhiễm cũng nhanh chóng chạy đến bên cạnh Âu Dương Dương để nói lời chúc mừng. Nhưng khi bọn họ chúc mừng thì ánh mắt thỉnh thoảng vẫn đảo qua người Vương Tử Quân, giống như trên người Vương Tử Quân ở bên cạnh có chất giấu bí mật kinh người nào đó. Tuy bọn họ không thừa nhận, lại càng không dám tin, thế nhưng lời nói của Vương Tử Quân ngày hôm trước vẫn liên tục vang vọng trong lòng. Sự việc còn chưa đến cuối cùng, chẳng lẽ bây giờ bí thư Âu Dương Dương đổi vị trí cũng là kết quả cuối cùng trong tính toán của hắn? Nghĩ đến tình huống vài ngày hôm trước ngắt lời Vương Tử Quân, Triệu Nguyên Cố chợt giữ im lặng nhưng trái tim lại đập lên điên cuồng. Hắn thật sự không thể nào kiềm chế nhịp tim của mình, hắn chưa từng có tâm tính hoảng loạn như vậy, đây là tình huống mà hắn chưa từng gặp phải khi công tác ở tỉnh đoàn. Hắn biết mình đang rơi vào trạng thái hoảng loạn, đây chính là cảm giác đi đến đúng thời điểm quan trọng của cuộc đời, thật sự đứng ngồi không yên. Triệu Nguyên Cố vuốt vuốt mái tóc, hắn vô thức nhìn về những người khác, ánh mắt những người chung quanh cũng hầu như là giống mình. Sự việc còn chưa đến lúc cuối cùng, Vương Tử Quân nói ra những lời kia thật sự giống như chân lý, thật sự quá đúng, vì sự kiện lần này thật sự còn lâu mới đến lúc cuối cùng. Âu Dương Dương thăng chức, như vậy vị trí bí thư tỉnh đoàn sẽ bỏ trống, một củ cải bị nhổ đi sẽ để lại lỗ hổng, ai sẽ ngồi lên? Bầu không khí trong phòng họp vô tình biến đổi rất nhiều, đám người mới vừa rồi còn đoàn kết chung mối thù, bây giờ giống như là những người thuộc các giai cấp khác nhau, mỗi người đều có một chỗ đứng của riêng mình. Có một tầng bảo hộ khác biệt, khoảng cách giữa hai bên càng được thể hiện cực kỳ rõ ràng. Âu Dương Dương đứng nơi này mà đột nhiên cảm thấy có chút phát lạnh. Đặc biệt là khi ánh mắt của nàng rơi lên người hai vị cấp phó thủ hạ là Tôn Trạch Hồng và Triệu Nguyên Cố, nàng thấy giống như có một cơn bão tố đang chậm rãi bùng lên, cuối cùng sẽ có một ngày tỉnh đoàn đầy gió cuốn mây tuôn, sóng biển dâng ngập trời. Anh nói gì? Giản Thuận Bình thật sự giống như không tin vào lỗ tai của mình, giọng điệu của hắn trước đó rất bình thản. Bây giờ lại hầu như là thét gào điên cuồng. Vẻ mặt đám người Ngô Thành Dân đang báo cáo công tác trong phòng làm việc của Giản Thuận Bình chợt biến đổi,
Trong ấn tượng của bọn họ thì trưởng phòng Giản là một người thích ẩn giấu, dù là núi sập xuống đầu cũng cực kỳ bình tĩnh. Nhưng bây giờ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Điều gì làm cho trưởng phòng Giản giận tím mặt và thất thố như vậy? Làm sao có thể? Làm sao có thể? Đám người Ngô Thành Dân không nghe được những câu trả lời ở đầu dây bên kia, thế nhưng câu trả lời của trưởng phòng Giản lại quá rõ ràng. Câu nói của trưởng phòng đã chứng thực một sự thật, đó chính là cú điện thoại kia đem đến một tin tức không tốt. Tin tức không tốt, chẳng lẽ trường nghề thanh niên không thuộc về quản lý của phòng lao động thương binh xã hội? Nhưng dù là như vậy thì trưởng phòng cũng không đến mức thất thố như thế. Người thanh niên nghĩ đến tình huống vừa rồi lãnh đạo tươi cười tiếp nhận điện thoại, thế là trong lòng chợt bùng lên cảm giác xấu. Chương 403, cộng khổ không bằng đồng cam. Ngô Thành Dân nhìn về phía trưởng phòng Giản Thuận Bình, cảm thấy lãnh đạo của mình vừa rồi ngồi như núi, bây giờ cơ thể đã nghiêng ngã hơn phân nửa, gương mặt đầy uy nghiêm đã có biểu hiện mệt mỏi không chịu nổi. Trưởng phòng Giản, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này điện thoại đã rời xa lỗ tai Giản Thuận Bình, chỉ còn vang lên những âm thanh tút tút, thế nhưng hắn vẫn chưa phát giác, vẫn nhìn về phía trước bằng ánh mắt thất thần. Sao có thể như vậy? Giản Thuận Bình vô lực nghiêng đầu đi chỗ khác, hắn nhìn thoáng qua Ngô Thành Dân, sau đó lẩm bẩm nói. Trưởng phòng Giản, anh làm sao vậy? Có phải có gì không khỏe không? Nếu không tôi gọi xe cho ngài. Ngô Thành Dân giữ lấy người Giản Thuận Bình, hắn dùng giọng ân cần nói. Tôi không sao, Thành Dân, anh nói xem, điều này sao có thể, điều này sao có thể. Giản Thuận Bình kéo tay của Ngô Thành Dân giống như bắt được cỏ cây cứu mạng, hắn dùng giọng không cam lòng nói với Ngô Thành Dân. Ngô Thành Dân nhìn bộ dạng của Giản Thuận Bình, hắn vội vàng nghiêng đón. Trưởng phòng Giản, có phải là hội nghị thường ủy đã không thông qua đề nghị của chúng ta? Tôi cảm thấy nếu là như vậy thì nói không chừng cũng là... Không, được thông qua. Giản Thuận Bình không chờ Ngô Thành Dân nói xong lời an ủi mà nhanh chóng vung tay rồi lớn tiếng nói. Thông qua sao? Nếu đã thông qua thì sao ngài còn mất hứng như vậy? Đây không phải là kết quả nước chảy thành sông sao? Ngô Thành Dân chợt ngẩn ngơ, hắn thật sự không rõ, chuyện này đã được thông qua thì vì sao trưởng phòng lại mất hứng và chán nản đến mức khốn khổ như vậy? Trưởng phòng Giản, vừa rồi đài truyền hình gọi điện thoại đến, nói là đã liên hệ với lãnh đạo đài truyền hình, sẽ phát chuyên mục của anh vào lúc 10 giờ sáng. Các anh em ở đài truyền hình nói đây là nể mặt trưởng phòng Giản, thế cho nên mới cố gắng đẩy chương trình của anh lên trước, nếu là đơn vị khác thì sợ rằng cũng không được ưu đãi như vậy. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Hà Minh Sương tiến vào bên trong với vẻ mặt vui mừng, hắn nhanh chóng đi đến bên cạnh Giản Thuận Bình. Hà Minh Sương cũng không chú ý đến vẻ mặt không đúng của Giản Thuận Bình, lúc này hắn đang chìm đắm trong vui sướng vì làm được chuyện tốt cho lãnh đạo. Phải biết rằng văn phòng đã nghĩ hết biện pháp để sắp xếp chuyện này, thế nhưng lại không có tác dụng quá lớn, nhưng khi hắn thông qua một người quen trước kia, thế là đã xem như hoàn thành sự việc khó khăn này. Ôi, cũng sắp đến rồi giờ rồi, trưởng phòng Giản, mời anh xem. Hà Minh Sương đưa mắt nhìn đồng hồ, sau đó hắn vội vàng mở tivi. Khi tiếng nhạc vang lên thì bên trong truyền ra âm thanh leng keng có lực của trưởng phòng Giản Thuận Bình. Dạy nghề và kiếm việc làm cho công nhân thanh niên chính là một công tác quan trọng của phòng lao động thương binh xã hội tỉnh. Mục đích của chúng tôi trong đề nghị sát nhập trường nghề thanh niên vào phòng lao động thương binh xã hội chính là muốn thông qua sự cố gắng của hai bên để... Cơ thể của Giản Thuận Bình vốn có chút lay động. Bây giờ nghe được âm thanh phát ra từ TV thì cuối cùng cũng chống đỡ không nổi. Hắn cảm thấy đầu mình nổ ầm một tiếng, sau đó tất cả trở nên mơ hồ. Trưởng phòng Giản, anh làm sao vậy? Ngô Thành Dân cảm thấy bờ vai của mình trầm xuống, vội vàng rời Giản Thuận Bình ra xem, thì ra vị trưởng phòng đại nhân vừa rồi còn dựa lên vai hắn, bây giờ đã té xỉu. Hà Minh Sương đang chuẩn bị sẵn để chờ được lĩnh công sau khi tin tức được phát lên TV. Lúc này hắn nghe thấy tiếng hét của Ngô Thành Dân thì cũng nhanh chóng chạy đến. Hắn nhìn Giản Thuận Bình ngã xuống đất ngất xỉu mà không khỏi run lên, sau đó lớn tiếng nói. Trưởng phòng Giản, anh cũng không nên kích động như vậy, chỉ là một lần lên TV, cũng không đáng để như vậy. Trên quan trường có rất nhiều nhân tố kỳ dị, nếu một khi đã liên quan đến vấn đề cực kỳ mẫn cảm là nhân sự thì sẽ có kẻ vui có kẻ buồn, vài nhà sướng vài nhà sầu. Trong phòng làm việc của trưởng phòng tổ chức ở lầu 3 khu nhà phòng tổ chức, Âu Dương Dương đang nghiêm chỉnh ngồi nghe Hứa Tiền Giang nói chuyện. Tuy không phải lần đầu tiên nàng trải qua tình huống như thế này, hơn nữa trình tự và nội dung làm từng bước cũng không khác gì trước kia, thế nhưng lúc này nàng lại lắng nghe rất chăm chú.
Đồng chí Âu Dương, hy vọng chị tiến lên vị trí và cương vị công tác mới thì không phụ lòng kỳ vọng và phó thác của lãnh đạo tỉnh ủy. Trưởng phòng Hứa dùng giọng tiêu sái tự nhiên nói ra một câu, xem như kết thúc đối thoại hôm nay. Âu Dương Dương cũng thuần thục nói hai câu, sẽ cố gắng tăng cường học tập, mau chóng tiến vào trạng thái công tác, nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của lãnh đạo, v.v. Tốt lắm, trưởng phòng Âu Dương, nói rát miệng không bằng vung tay làm việc. Tôi cũng không muốn nghe những lời hứa của chị, tôi muốn nhìn hành động thực tế và kết quả của nó. Tôi tin tưởng quyết nghị của tổ chức là có lý do rõ ràng, trưởng phòng Âu Dương sẽ không phụ lòng trọng vọng, sẽ tiếp nhận gánh nặng mà tổ chức giao phó, sẽ làm tốt vai trò trưởng phòng. Hứa Tiền Giang khẽ cười, sau đó hắn phất tay cắt đứt những lời bày tỏ thái độ của Âu Dương Dương. Âu Dương Dương và Hứa Tiền Giang cũng có quan hệ không tồi, sau khi kết thúc đối thoại thì nàng tự nhiên đứng lên, cầm bình trà rót vào ly cho trưởng phòng Hứa và cho chính mình, sau đó mới dùng giọng chân thành nói. Lão lãnh đạo, đa tạ ngài, nếu không có anh thì tôi không biết bị ức hiếp thành bộ dạng thế nào nữa. Trên mặt Hứa Tiền Giang lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng chỉ sau nháy mắt đã khôi phục lại như thường, không có bất kỳ biểu cảm nào khác. Hắn khẽ nâng ly lên nhấp một ngụm, lúc này mới chậm rãi nói. Âu Dương, không cần cảm tạ tôi, cô có năng lực công tác, thế cho nên ánh mắt của lãnh đạo và nhân dân đều sáng như tuyết, đều thấy rõ ràng. Tôi cũng chỉ là thuận thế mà làm, trọng trách này là do chị đến gánh, cũng hoàn toàn xứng đáng. Nhưng chúng ta đóng cửa nói thật với nhau, nói thật thì ngay cả tôi cũng không ngờ sự việc lại như vậy, không ngờ thể diện của cô lại rất lớn, ngay cả vị chính ủy phân khu trước nay thường xuyên bỏ quyền lên tiếng ở hội nghị thường ủy cũng lên tiếng giúp đỡ cô. Nếu không thì cô cảm thấy Giản Thuận Bình sẽ đơn giản và sảng khoái tiến vào đảm nhiệm vị trí chủ tịch ban tôn giáo của Hội đồng Nhân dân tỉnh sao? Chính ủy phân khu là ai thì Âu Dương Dương biết rất rõ, nhưng nàng nghe xong những lời của Hứa Tiền Giang thì lại không khỏi ngây cả người. Nếu nói nàng có chút quen biết với vị chính ủy kia thì không sai, nhưng hai người chỉ là gặp mặt chào hời hợt mà thôi, căn bản không có giao tình. Nhưng thái độ của chính ủy lại rất rõ ràng, đó là kiên định giúp đỡ Âu Dương Dương. Sao đối phương lại làm như vậy? Lão lãnh đạo, ngài. Âu Dương Dương nhìn thoáng qua Hứa Tiền Giang, nàng định nói có phải lãnh đạo nói giỡn hay không, nhưng nghĩ đến thân phận của Hứa Tiền Giang, nàng lại nuốt những lời này xuống. Hứa Tiền Giang là một trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, lão tất nhiên sẽ rất mẫn cảm, hơn nữa lại có nhiều hiểu biết về Âu Dương Dương. Lão thầm nghĩ, đừng nói là Âu Dương Dương có hoạt động, nếu nàng không hoạt động thì rốt cuộc là ai nói vị chính ủy kia ra tay? Nhiếp Hạ Quân, Lưu Truyền Thụy, hay là một loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu của LTG, nhưng những ý nghĩ này nhanh chóng bị lão chối bỏ. Nếu nói theo giao tình thì vị chủ tịch Hào Nhất Phong hình như có quan hệ gần với chính ủy phân khu hơn đám người kia. Tôi cái gì, Âu Dương này, cô cũng không biết là vì sao thì cũng đừng nghĩ nhiều, coi như cô Hồng Phúc Tề Thiên, trong lúc tối tăm được cao nhân tương trợ. Hứa Tiền Giang cũng không muốn cứ mãi dây dưa ở vấn đề này, lão khẽ phất tay vừa cười vừa nói. Có cao nhân tương trợ, một câu nói vô tâm của Hứa Tiền Giang rơi vào trong tai của Âu Dương Dương lại làm cho nàng run lên mạnh mẽ. Lúc này hình bóng quen thuộc của Vương Tử Quân chợt xuất hiện trong lòng nàng. Là hắn sao? Âu Dương Dương thật sự không thể tin, vì sự việc này quá lớn đến mức với cấp bậc của Vương Tử Quân thì căn bản không thể xen vào. Nhưng trực giác lại nói cho nàng biết, chuyện này đột nhiên nghịch chuyển. Đột nhiên nổi gió bão giữa đất bằng làm cho người ta thật sự chấn động, chắc chắn có liên quan mật thiết đến tên cán bộ trẻ tuổi không tầm thường kia. Chương 404, cá nhỏ cũng có thể bùng sóng lớn. Âu Dương, ngoài những chuyện này, tôi còn có một chuyện muốn trưng cầu ý kiến của cô. Tôi hy vọng cô đứng trên phương diện đại cục để cho tôi một đề nghị, cô cảm thấy sau khi mình rời khỏi tỉnh đoàn, ai sẽ là người tiếp nhận vị trí của cô? Hứa Tiền Giang giống như không phát hiện ra sự khác thường của Âu Dương Dương, lão tiếp tục mở miệng hỏi. Bây giờ đến vấn đề nhân tuyển cho vị trí lãnh đạo đứng đầu tỉnh đoàn, Âu Dương Dương biết trưởng phòng Hứa hỏi như vậy chỉ là trưng cầu ý kiến theo đúng trình tự, dù nàng có nói thế nào cũng chỉ có tính chất tham khảo mà thôi, cũng không là gì cả. Nhưng lúc này nàng vẫn phải suy xét về các vị phó bí thư của mình, sau đó mới lên tiếng. Trưởng phòng Hứa. Bình tĩnh xem xét thì tôi thấy thích hợp nhất chính là bí thư Vương Tử Quân, chỉ tiếc là tư chất lý lịch quá mỏng, lại mới được đề bạt làm bí thư tỉnh đoàn được nửa năm. Còn những người khác, tôi cảm thấy lãnh đạo tỉnh nhất định sẽ cho ra một quyết đoán tốt nhất. Quả thật là lý lịch của Vương Tử Quân quá mỏng. Hứa Tiền Giang cũng không xa lạ gì Vương Tử Quân, lão đặt bút trong tay xuống,
sau đó nói thêm hai câu với Âu Dương Dương, lại nói tiếp. Âu Dương Dương, cô cảm thấy Hoắc Tương Nhiễm như thế nào? Tuy trưng cầu ý kiến của mình nhưng Âu Dương Dương lại thấy trong lời nói của Hứa Tiền Giang có chút khuynh hướng. Nếu bây giờ sáng suốt nhất thì đi theo câu chuyện của trưởng phòng Hứa, nhưng như vậy rõ ràng là không nói thật, nàng cảm thấy nếu mình làm như vậy thì rõ ràng là nói một đằng làm một nẻo. Tôi tin lãnh đạo tỉnh ủy nhất định sẽ cho ra lựa chọn phù hợp. Âu Dương Dương trầm ngâm một lát rồi dùng giọng từ chối cho ý kiến nói. Thái độ lập lờ nước đôi của Âu Dương Dương làm cho Hứa Tiền Giang hiểu ra vấn đề, thế là cũng không tiếp tục hỏi, chỉ gật đầu đứng lên nói cuộc đối thoại hôm nay đã kết thúc. Nhưng sau khi Âu Dương Dương rời khỏi phòng, lão lại rút một điếu thuốc trong gói mà nãy giờ không động vào để hút vào một hơi. Hào Nhất Phong ngồi trên ghế, lão lặng lặng nhìn chiếc phao đang phập phồng cách đó chục mét, cần câu kim loại được nắm chặt trong tay. Gió khẽ thổi là cho người ta sinh ra cảm giác giống như đang phiêu diêu bên ngoài trần thế. Tề Chính Hồng bên cạnh Hào Nhất Phong cũng cầm một cây cần câu, ngồi lặng lặng, ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua tán lá tạo nên hai điểm sáng trên người hắn, nhìn qua rất chói mắt. Người khác không biết sẽ cho rằng đây là hai người bình thường thích câu cá, dù thế nào cũng không ngờ hai người đàn ông ngồi kia chính là hai vị lãnh đạo đứng hàng thứ nhất và thứ hai ở khối chính quyền tỉnh Sơn Nam. Nơi đây là cá tự nhiên, không dễ câu, vì thế mà câu mới thú vị. Hào Nhất Phong vung tay nhìn thoáng qua Tề Chính Hồng, lão nói tiếp. Ông chủ con đập này làm không tệ, cá nấu mẻ kết hợp với một bình rượu lâu năm có thể làm cho người ta sinh ra cảm giác không tệ. Tề Chính Hồng thật sự không quá hứng thú với những trò thế này, thế nhưng hắn cũng không muốn làm ảnh hưởng đến hào hứng của Hào Nhất Phong, thế nên chỉ có thể gật đầu. Đến khi Hào Nhất Phong nói xong, lúc này Tề Chính Hồng mới lên tiếng. Chủ tịch Hào, nghe nói anh Giản nhập viện rồi. Anh Giản là ai thì Hào Nhất Phong biết rõ ràng, lão khẽ gật đầu nhưng cũng không nói ra bất kỳ lời nào. Tề Chính Hồng biết rõ Hào Nhất Phong cũng không có quá nhiều hảo cảm với Giản Thuận Bình, thế cho nên cũng không dây dưa ở phương diện này. Hắn thay đổi chủ đề. Chủ tịch Hào, lúc này bàn tay của bí thư Nhiếp hầu như đã khá dài, không những ăn trong nồi còn ngồi nhìn sang chậu, điều này thật sự khó thể chấp nhận được. Anh cảm thấy đây là anh ta động tay vào sao? Hào Nhất Phong không quay đầu, ánh mắt nhìn về phía phao câu rồi khẽ nói. Tề Chính Hồng tất nhiên tỏ ra rất nghi vấn về những biến đổi đột nhiên trong hội nghị thường ủy vừa rồi, lúc này hắn nghe Hào Nhất Phong nói như vậy thì cũng không muốn đi đường vòng và thẳng thắn nói. Chủ tịch Hào, sao tôi thấy đây không giống như phong cách của anh Nhiếp? Tất nhiên đây không phải là phong cách của anh ta, nếu như anh ta nắm trong tay một lực lượng lớn như vậy, cũng không nhẫn nhịn đến ngày hôm nay mới ra tay. Hào Nhất Phong cười cười rồi lại thở dài một hơi. Chủ tịch Hào, anh nói ai? Bây giờ tôi thật sự còn không hiểu rõ, vị chính ủy phân khu hôm qua thật sự có chuyện gì xảy ra. Tôi thấy lần này anh ta đến tham gia hội nghị thường ủy có mục đích quá rõ ràng. Đó là đến để làm chỗ dựa và cho Âu Dương Dương một phiếu. Tề Chính Hồng nói rồi khẽ đứng lên, một miếng mồi cá được hắn ném vào trong nước, những bọt nước nhỏ văng lên tung tóe. Chính Hồng, anh kinh ngạc như vậy cũng đúng. Hào Nhất Phong xê dịch cần câu rồi nói. Anh nói không sai, ngày hôm qua anh ta tham gia hội nghị thường ủy chủ yếu để cho Âu Dương Dương một phiếu. Đó thật ra chỉ là suy đoán của Tề Chính Hồng. Nhưng bây giờ nghe lời khẳng định của Hào Nhất Phong thì trong lòng vẫn kinh ngạc. Thầm nghĩ rốt cuộc là ai mà có thể diện lớn như vậy, đã có thể làm cho một vị thường ủy tỉnh ủy đứng ra bỏ phiếu cho Âu Dương Dương. Tối qua tôi đã đến gặp anh ấy biết rõ ý nghĩ của tôi, thế là chỉ nói ra bốn chữ. Hào Nhất Phong chậm rãi quay đầu, trên gương mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Bị người nhờ vả? Nhiếp Hạ Quân sao? Tề Chính Hồng hỏi một câu. Sau đó hắn chợt cảm thấy hôm nay mình có vẻ mất trình độ, nếu quả thật là Nhiếp Hạ Quân, sợ rằng bây giờ tỉnh Sơn Nam sẽ không ở vào trạng thái hiện tại. Bị người nhờ vả. Người nhờ vả nếu không phải là Nhiếp Hạ Quân thì sẽ là. Tề Chính Hồng lắc đầu, nhưng nếu không phải hai người kia thì là ai? Trong tỉnh Sơn Nam, rốt cuộc còn ai có thể diện lớn như vậy? Còn nữa, lão già xảo quyệt Lưu Truyền Thụy trước nay luôn thích trung lập, vì sao hôm nay lại hồ đồ đi chung với Nhiếp Hạ Quân? Hội nghị thường ủy ngày hôm qua thật sự khá bức bối với Tề Chính Hồng, hôm qua không phải hắn không muốn lên tiếng, thế nhưng đám người kia căn bản không cho hắn cơ hội mở miệng. Không, phải nói là đến khi Tề Chính Hồng có thể mở miệng thì những lời muốn nói phải nuốt vào bụng, cảm giác bức bối của hắn là thế nào thì hoàn toàn có thể nghĩ ra được. Nghĩ về tình hình hôm qua mà Tề Chính Hồng cảm thấy thật sự có chút không đúng,
đám người kia đáng lý sẽ không liên hợp lại với nhau cùng một chỗ, bây giờ lại vì một vấn đề không quá đặc biệt mà có cùng âm thanh với nhau, đây tuyệt đối không phải là trùng hợp. Nếu không phải là trùng hợp thì dĩ nhiên là có người thao túng, mà người thao túng nếu không phải là Nhiếp Hạ Quân thì sẽ là ai? Hào Nhất Phong nhìn Tề Chính Hồng rơi vào trầm tư mà cũng không nói gì, lúc này phao trong nước chợt phập phồng. Lão vung tay, một con cá chép to như lòng bàn tay mang theo vài giọt nước bị giật văng lên bãi cỏ. Hào Nhất Phong vui vẻ nắm con cá trong tay, sau đó lão khẽ cười nói. Chính Hồng, đôi khi tạo ra sóng gió cũng không phải là cá lớn, một con cá nhỏ như thế này cũng có thể tạo ra sóng gió. Cá nhỏ, Tề Chính Hồng thấy Hào Nhất Phong câu được cá thì vội vàng đứng lên, bây giờ nghe được một câu hai nghĩa của Chủ tịch Hào thì không khỏi ngây người, trong lòng khẽ động. Chủ tịch Hào, ngài hoài nghi chuyện này là do hắn làm. Phải là hắn, nếu không liên quan đến ích lợi thì dù là Nhiếp Hạ Quân cũng sẽ không thể thúc đẩy những người kia cùng hướng về phía Giản Thuận Bình. Đặc biệt là vị chính ủy phân khu, căn bản không thể nào ra tay vì sự việc không liên quan đến mình. Trong tỉnh Sơn Nam này chỉ có một con cá nhỏ như hắn mới có thể tạo ra sóng gió mà thôi. Hào Nhất Phong bỏ con cá vừa câu được vào một cái thùng cách đó không xa, sau đó dùng giọng khẳng định nói. Tôi sao lại quên mất điều này, đối phương là con rể của Mạc gia, chính ủy phân khu của chúng ta sao có thể từ chối được. Tề Chính Hồng lại ngồi xuống ghế, hắn nở nụ cười tự chế giễu nói. Tôi cho rằng tiểu tử kia đi đến tỉnh đoàn thì sẽ sống yên ổn vài ngày, không ngờ đối phương còn chưa ngồi vững vàng thì đã nổi gió làm mưa. Nhưng tiểu tử kia rõ ràng là nhảy quá xa, vì hắn vừa mới tiến lên vị trí phó bí thư được nửa năm, bây giờ vị trí lãnh đạo tỉnh đoàn cũng sẽ không thể lọt vào tay hắn được. Ừ, nhưng đối phương nếu đã giở trò làm cho người của chúng ta sống không yên, chúng ta cũng nên tìm chút việc cho hắn mới được. Hào Nhất Phong lại ném lưỡi câu vào trong nước rồi vừa cười vừa nói. Đối với Tề Chính Hồng và Hào Nhất Phong thì mất đi một vị trí trưởng phòng lao động căn bản không phải là chuyện gì to tát. Thứ mà bọn họ cần lo lắng chính là đại thế ở tỉnh Sơn Nam đang dần biến đổi, nếu như Nhiếp Hạ Quân và Lưu Truyền Thụy hoàn toàn liên hợp với nhau, như vậy đầu súng sẽ liên tục chĩa về phía bọn họ. Bây giờ sự việc xảy ra nhìn có vẻ như ngẫu nhiên, xem như chỉ có thể cười bỏ qua mà thôi. Tề Chính Hồng khẽ gật đầu, với thân phận của bọn họ thì tất nhiên sẽ không thể trực tiếp đối phó với Vương Tử Quân. Như vậy rất mất mặt. Như thế sẽ đánh vào người đứng sau lưng Vương Tử Quân, rõ ràng sẽ tạo ra cuộc chiến không đáng có, được không bù nổi mất. Chủ tịch Hào, bây giờ ghế bí thư tỉnh đoàn đang bỏ trống, anh cảm thấy chúng ta để cho Lâm Mộc Dương đến nắm thì thế nào? Hào Nhất Phong khẽ gật đầu. Mộc Dương đã rèn luyện ở phòng tài chính được 3 năm, tôi cảm thấy điều này rất có thể. Thời tiết dần ấm lên từng ngày, lúc này trung tâm thành phố Sơn Viên ngày càng thêm phồn hoa. Khi xe của Vương Tử Quân đi thẳng vào trung tâm thành phố thì Trương Thiên Tâm đã chờ sẵn. Cậu Vương, bên này. Trương Thiên Tâm không phải đến một mình, ở bên cạnh còn có một cô gái hơn 20 trang điểm nồng nặc và ăn mặc rất sexy. Lúc này Vương Tử Quân cũng không nhìn rõ bộ dạng của cô gái kia, thế nhưng chỉ cảm thấy hai mắt đối phương thâm quầng, giống hệt như một con gấu trúc đáng yêu. Cô gái kia vốn đáng ôm lấy Trương Thiên Tâm, bây giờ thấy Trương Thiên Tâm đứng lên, nàng cũng vội vàng đứng lên theo. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với cô gái kia, sau đó hắn ngồi xuống bên cạnh Trương Thiên Tâm hỏi. Vội vàng gọi điện thoại cho tôi, có gì xảy ra sao? Không có gì thì không được tìm cậu sao? Vài ngày rồi không gặp, chỉ muốn tìm cậu uống vài ly tâm sự mà thôi. Trương Thiên Tâm nói rồi chỉ vào một cửa hàng nói. Cậu Vương, cậu nên buông lỏng một chút, đời người có được bao nhiêu? Anh em uống rượu, vui vẻ ca hát, biết đâu đời sẽ tươi vui hơn. Cậu xem kìa, hai ta độ tuổi tương đồng, nhưng cậu cứ đâm đầu vào công tác, cũng không hưởng thụ cuộc sống, như vậy không bao lâu nữa thì già mất rồi. Hơn nữa người ta có câu, trẻ không chơi già hối tiếc, cậu cũng không biết sao. Vương Tử Quân nghe những lời ngụy biện của Trương Thiên Tâm mà cười ha hả, nói thật thì hắn cũng rất thích ngồi bên đường uống rượu như thế này, chưa nói đến những phương diện gì khác, như vậy sẽ tự do tự tại và thoải mái vui sướng. Trương Thiên Tâm đã sớm gọi món. Sau khi Vương Tử Quân ngồi xuống thì những nhân viên phục vụ mặc trang phục giống nhau đã nhanh chóng dọn ra 6-7 món ăn. Tử Quân, chúng ta làm một ly. Trương Thiên Tâm uống hết nửa ly bia trong tay, sau đó mới kéo cô gái ở bên cạnh nói. Tử Quân, đây là Vivi, gọi là Tiểu Vi thì được. Tiểu Vi, chào anh Vương đi, em cũng không thiệt thòi đâu. Trương Thiên Tâm tự giới thiệu cô gái bên cạnh cho Vương Tử Quân, sau đó lại vỗ tay lên mông cô gái.
lời nói mang theo vài phần phóng đãng. Vương Tử Quân cũng chỉ có thể lắc đầu với tính cách như vậy của Trương Thiên Tâm, bây giờ theo lời của Trương Lộ Giai thì Trương Thiên Tâm đã đỡ hơn trước rất nhiều, ít nhất thì bây giờ sau khi cùng Quân Thành kết hợp để làm ăn và liên tục phát triển thì đã chiếm hết nửa đỉnh mức tiêu thụ sản phẩm điện ở tỉnh Sơn Nam. Dù lúc này mỗi ngày đều vẫn sống phóng túng, thế nhưng dù sao cũng xem như có một công việc đứng đắn để làm. Tiểu Vi cũng là một cô gái có ánh mắt tinh tường, nàng đi theo Trương Thiên Tâm một thời gian không tính là quá lâu, thế nhưng nàng biết rất rõ tính cách của Trương Thiên Tâm. Nàng biết rõ người này tuy có vẻ tùy tiện nhưng lại cực kỳ kiêu ngạo, dù là nói chuyện với một vị chủ tịch quận hơn 30 tuổi cũng ưỡn ngực ngẩng đầu, gương mặt lạnh lẽo. Nhưng bây giờ hắn đối mặt với một người đàn ông không lớn tuổi hơn mình bao nhiêu, nhìn qua giống như sinh viên lại rất kính trọng. Người có thể làm cho Trương Thiên Tâm kính trọng như vậy tất nhiên sẽ không phải bình thường, thế cho nên Vivi cũng không dám xem thường. Chào anh Vương. Vivi vừa giúp Vương Tử Quân rót bia vừa cười nói. Lần đầu tiên gặp mặt, em xin mời anh Vương một ly. Dù Vương Tử Quân cũng không có quá nhiều hảo cảm với cô gái này nhưng cũng không có gì chán ghét, hắn khẽ nâng ly bia lên, uống một hơi hết nửa ly. Tử Quân, hôm qua bố lại mắng tôi phải nhìn vào cậu mà học tập, bây giờ có một người bừng bừng hào quang đi ngay bên cạnh, cũng không biết đối với tôi là may mắn hay đau khổ nữa. Trương Thiên Tâm thở dài một hơi, bộ dạng giống như rất đau thương. Vương Tử Quân cười cười, hắn nâng ly bia lên uống một ngụm với Trương Thiên Tâm rồi nói. Nếu cậu cố gắng làm việc, cũng sẽ không kém tôi chút nào. Được rồi, tôi cũng rất muốn như vậy. Cậu xem bây giờ thế nào, tôi cũng đã có tiền, làm ra tiền, bây giờ thời gian cũng thoải mái hơn, mà tôi cũng không muốn biến thành cổ máy kiếm tiền. Trương Thiên Tâm uống một hớp bia rồi nói tiếp. Tử Quân! Tôi nghe nói đơn vị của cậu đang có một ghế trống, cậu có phương pháp nào tiến lên được không? Có phương pháp nào tiến lên được không? Vương Tử Quân cười cười, hắn tất nhiên cũng có ý nghĩ với vấn đề này, nhưng những thứ đó cũng không phải dùng trên bàn rượu vào lúc này. Chương 405, tôi cũng không có đuôi chờ anh tóm. Trương Thiên Tâm nhìn nụ cười trên mặt Vương Tử Quân mà giống như nhớ ra một thứ gì đó. Tử Quân, tôi cũng không cố ý, coi như tự phạt một ly. Lại nói tiếp, tôi cảm thấy trong đơn vị tỉnh đoàn thì cậu là người thích hợp tiến lên nhất, chỉ là con bà nó lý lịch lại là phần tử phá hoại. Mọi việc đều có thể có biến. Vương Tử Quân thấy Trương Thiên Tâm nói như vậy thì cùng nâng ly lên uống một ngụm. Nụ cười trên mặt Trương Thiên Tâm càng thêm sáng lạn, chuyện này nếu không liên quan đến Vương Tử Quân thì hắn sẽ không hỏi cẩn thận như vậy. Lúc này thấy Vương Tử Quân tỏ ra không có vấn đề, lại nói quá rõ ràng, hắn cũng không hỏi tiếp. Chỉ nâng ly lên cùng uống. Thoải mái và buông thả vào đúng thời điểm sẽ rất tốt. Sau khi uống cạn ly bia thì Vương Tử Quân chợt nghiêng đầu, hắn chợt sững sờ, vì một người vốn không nên xuất hiện ở chỗ này nhưng lại hiện ra trước mắt hắn. Âu Dương Dương, lại là Âu Dương Dương. Nhưng lúc này Âu Dương Dương không biết vì sao lại cùng đứng với một cô gái trẻ tuổi, bên cạnh hai người còn có một người đàn ông trung niên. Vương Tử Quân trầm ngâm một lát, sau đó hắn đứng lên đi về phía ba người Âu Dương Dương. Khi hắn đi đến thì lúc này Âu Dương Dương đang vung tay cản bàn tay của cô gái đối diện. Âu Dương, có gì từ từ nói, cô đang làm gì vậy? Người đàn ông trung niên nhìn bàn tay cô gái trẻ bị Vương Tử Quân đẩy ra và lui một bước, thế là hắn tiến lên bắt được bàn tay của Âu Dương Dương. Nhưng khi người đàn ông giữ lấy tay của Âu Dương Dương, cô gái trẻ chợt nổi giận vì bị Âu Dương Dương đẩy ra, nàng vung bàn tay đánh thẳng vào mặt Âu Dương Dương. Khi Vương Tử Quân đi đến thì Âu Dương Dương đã bị cô gái trẻ bên kia cho một tát. Vương Tử Quân thấy tình huống như vậy thì thật sự giật mình ngây ngốc, người phụ nữ sắt nói 102 ở đơn vị tỉnh đoàn thật sự khó thể liên hệ với tình huống bị một tát vào lúc này. Âu Dương Dương vốn dĩ đã có chút kích động, bây giờ đã thật sự nổi giận. Nàng liều mạng vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay của người đàn ông trung niên kia. Nhưng người đàn ông cũng ý thức được tâm tình của Âu Dương Dương đã biến đổi. Hắn vừa dùng sức giữ lấy Âu Dương Dương vừa vội vàng giải thích. Âu Dương, Tiểu Thiến cũng không phải cố ý, cô cũng đừng so đo, chuyện của chúng ta thì do chúng ta giải quyết, cô cần gì phải đẩy người khác vào làm gì. Có gì để nói nữa? Anh nói cho cô ta biết, nếu như cô ta không đồng ý, anh trực tiếp ly hôn, đến lúc đó xem ai mất mặt xấu hổ. Người phụ nữ được gọi là Tiểu Thiến kia lúc này chợt giật mình tỉnh táo, nàng nghe được lời khuyên Âu Dương Dương của người đàn ông trung niên. Thế là không khỏi lớn tiếng nói. Lúc này đã có vài người vây quanh ba người Âu Dương Dương, tuy Vương Tử Quân cuối cùng cũng không biết có chuyện gì xảy ra,
Thế nhưng hắn cũng biết rõ một vấn đề, nếu như cứ tiếp tục như vậy thì Âu Dương Dương sẽ là người bị hại. Ba người náo loạn cái gì ở đây vậy? Không phải là vì tiền chữa bệnh cho ông cụ ở nhà sao? Chúng ta về nhà nghĩ biện pháp là được, cũng không cần gây rối loạn trên đường. Vương Tử Quân nhanh chóng đi đến bên cạnh Âu Dương Dương, hắn kéo cả Âu Dương Dương và người đàn ông trung niên kia ra ngoài. Âu Dương Dương không ngờ sẽ gặp Vương Tử Quân ở đây, thế là tâm tình rối loạn như ma. Khi Vương Tử Quân kéo tay nàng đi, trong đầu nàng chợt rối loạn, cũng không nói lời nào, chỉ tùy ý cho hắn kéo mình ra ngoài. Tên đàn ông kia nghe thấy Vương Tử Quân hét lên như vậy thì không khỏi sững sờ, cái gì mà tiền chữa bệnh cho ông cụ. Nhưng khi hắn nhìn thấy Âu Dương Dương đi theo tên thanh niên kia ra ngoài, hắn chợt hiểu ra vấn đề, hắn cũng không muốn gây rối loạn trước mặt công chúng, thế là cũng nhanh chóng đi theo. Lúc này vốn có ba tầng người đến vây quanh xem náo nhiệt, bây giờ nghe nói đó là tranh cãi vì việc gom góp tiền thuốc chữa bệnh cho trưởng bối trong nhà, cả đám cũng không muốn tiếp tục ở lại, thế là chỉ sau nháy mắt thì đám người đã tản đi. Vương Tử Quân đi đến một góc tường khá rộng cách địa điểm cũ cả trăm mét mới buông lỏng tay hai người kia ra. Âu Dương Dương dùng ánh mắt đã bình tĩnh trở lại để nhìn Vương Tử Quân, sau đó nói. Bí thư Vương, cảm ơn anh. Hừ, Trấn Dũng, tôi nói cô nàng Âu Dương Dương này nhất định không phải là kẻ chịu cô đơn, thế mà anh còn chưa tin. Hừ, anh nhìn người đàn ông của người ta xem, cũng không thua kém anh. Cô gái đi theo được gọi là Tiểu Thiến chờ Âu Dương Dương và Vương Tử Quân chào hỏi nhau xong thì lớn tiếng hô hào. Vương Tử Quân nghe thấy những lời như vậy thì vẻ mặt chợt biến đổi, nhưng hắn cũng không mở miệng, chỉ nhìn về phía Âu Dương Dương và người đàn ông gọi là Trấn Dũng. Hình như mình đã gặp người này ở đâu đó rồi thì phải. Khi Vương Tử Quân đưa mắt nhìn người đàn ông trung niên thì trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, rốt cuộc là gặp mặt ở đâu. Lúc này hắn thật sự nghĩ không ra. Gương mặt Âu Dương Dương lúc này đã có hơi đỏ hồng dưới ánh đèn đường, hai mắt phượng càng đầy vẻ phẫn nộ. Nếu so sánh với Âu Dương Dương thì người đàn ông tên là Trấn Dũng kia cũng có chút địch ý, mà cuối cùng thì lại biến thành vui sướng. Âu Dương, tôi còn tưởng rằng cô sống rất khổ sở, thì ra cô cũng không cam lòng tụt hậu. Nếu đã như vậy thì coi như xong, chúng ta không truy cứu lẫn nhau, hôm nay xem như thanh toán xong, nếu không sự việc náo loạn cũng bất lợi cho hai bên. Tên đàn ông nói một câu với Âu Dương Dương, sau đó dùng ánh mắt hung hăng nhìn Vương Tử Quân. Tiểu tử, mày! Người đàn ông trung niên còn chưa kịp nói dứt lời thì một đấm đã giáng vào sau lưng. Trương Thiên Tâm đi theo Vương Tử Quân, vốn hắn là người không có việc gì để làm, bây giờ thấy đối phương dám úp sọt rác lên mặt bạn mình, hắn nào khách khí bỏ qua. Tiểu tử cái gì, tôi cảnh báo ông, nói chuyện phải sạch sẽ một chút, nếu không ông sẽ phế mày. Có câu kẻ ngang ngược sợ kẻ lỗ mãng sợ kẻ không muốn sống. Người đàn ông kia tuy lớn lối trước mặt Vương Tử Quân nhưng đối mặt với một Trương Thiên Tâm áo quần ngăn nắp và lời lẽ hào hùng thì không khỏi có chút sợ hãi. Anh muốn gì, tôi nói cho anh biết, tôi là giáo sư đại học, nếu anh dám mạo phạm, tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Ha ha ha, cái gì mà không bỏ qua? Này thằng nhãi, hôm nay ông nói cho mà biết, ông muốn thì chơi cả cục công an, chứ một đứa giáo sư như mày ông không có hứng. Trương Thiên Tâm chỉ tay vào người đàn ông trước mặt rồi dùng giọng hung hăng nói. Trấn Dũng, chúng ta không so đo với bọn họ. Âu Dương Dương, ngày mai nếu không cho chúng tôi một câu trả lời thuyết phục, đừng trách Trấn Dũng đưa cô ra tòa. Chồng, chúng ta đi. Cô gái Tiểu Thiến quăng ra một câu như vậy, sau đó nàng hung hăng kéo Trấn Dũng đi nơi khác. Trương Thiên Tâm nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, hắn phát hiện Vương Tử Quân cũng không chặn đối phương lại, thế là cho hai người kia đi qua. Cặp nam nữ quỷ dị này ôm eo nhau công khai bỏ đi. Âu Dương Dương nhìn cặp nam nữ bỏ đi, nàng cảm thấy hai mắt cay cay, trong đầu chán nản và rối loạn, thế là khóc giống lên. Vẻ mặt Âu Dương Dương có chút hoảng hốt, biểu hiện cực kỳ đau lòng. Nàng nhìn người phụ nữ kia ôm người đàn ông của mình bỏ đi, nàng nhớ lại năm xưa khi hai người còn vui vẻ bên nhau, nàng đã từng là bảo bối được hắn nâng niu trong lòng bàn tay. Năm xưa người đàn ông kia thật sự rất tuyệt vời. Mỗi lần hắn đưa nàng đi dạo phố, căn bản không cần nói gì thì nàng cũng có thể biết được hắn muốn đi đâu. Hai người thật sự rất ăn ý và hiểu nhau, hắn nghĩ cái gì nàng cũng biết, mà nàng nghĩ gì hay muốn gì thì hắn cũng biết. Âu Dương Dương cảm thấy mình và người đàn ông kia thật sự đã trải qua một khoảng thời gian hôn nhân hạnh phúc, đó là một phần cảm tình khắc cốt ghi tâm, đó là quá khứ mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng hướng tới. Khi đó mỗi ngày bọn họ đều đi tản bộ, mỗi tối đều đến công viên đi dạo.
mãi đến khuya mới về nhà. Bọn họ đi la cả những cửa hàng ven đường, giống như một cặp tình nhân nồng nàn tình cảm trên phim truyền hình, cũng gắp thức ăn cho nhau, đưa thức ăn vào miệng nhau. Âu Dương Dương không ăn thịt vì sợ mập nên nhường tất cả cho hắn, hắn sẽ ăn hết những phần thịt kia, lại đưa những thứ gì không quá béo cho nàng. Nàng thích ăn rau thì hắn sẽ gắp rau cho nàng, tự động gắp những gì nàng không thích sang bên tô của mình. Vài năm kết hôn và chung sống bên nhau, hai người bọn họ có vẻ cực kỳ hạnh phúc, có vài lần Âu Dương Dương nhìn hắn cho ra những hành động nhỏ nhặt nhưng cực kỳ cảm động, thế là không khỏi chảy cả nước mắt. Âu Dương Dương nghĩ rằng đi theo một người đàn ông như vậy thì cả đời mình sẽ được hạnh phúc, cũng không biết vì sao mình lại may mắn như vậy. Không ngờ, thật sự không ngờ có chuyện xảy ra. Âu Dương Dương cảm thấy mình rất mệt mỏi, bước chân có vẻ không còn sức lực, bóng lưng lộ ra vẻ mệt mỏi và ai oán. Vương Tử Quân cũng không biết nên khuyên cái gì, chỉ có thể an ủi nàng vài câu, nói bí thư Âu Dương cũng đừng quá đau thương, nếu vì một người đàn ông như vậy mà đau lòng thì không đáng. Trương Thiên Tâm ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh Vương Tử Quân, tuy hắn là kẻ tùy tiện nhưng thật sự nhìn thấy hai người kia có chuyện cần bàn, thế là nhanh chóng leo lên xe bỏ đi. Anh ta là Trương Trấn Dũng, nếu xét từ phương diện pháp luật thì là chồng tôi. Âu Dương Dương thở dài một hơi, nàng miễn cưỡng nở nụ cười với Vương Tử Quân, trong hốc mắt lại bắt đầu chảy ra một hàng lệ nóng. Tuy đã sớm nhìn ra mối quan hệ không giống như bình thường của Âu Dương Dương và người đàn ông trung niên kia, nhưng bây giờ Vương Tử Quân vẫn có chút bất ngờ. Xem ra mọi nhà đều có sự việc khó giải quyết, đều có chút vấn đề, hôn nhân của Âu Dương Dương xảy ra vấn đề, hạnh phúc gia đình đổ vỡ, thật sự rất khốn khổ. Hôn nhân của chúng tôi thực chất chỉ còn là danh nghĩa mà thôi, người phụ nữ đi cùng anh ta, chính là sinh viên của anh ta trước kia. Tôi chỉ cảm thấy không cam lòng, giống như cực kỳ khó chịu vì bị người đàn ông kia phụ lòng mình. Âu Dương Dương lúc này giống như thật sự cần một người để trút ra những phiền muộn trong lòng. Bí thư Âu Dương, thứ cho tôi nói thẳng, nếu như lúc này mà chị ly hôn thì thật sự không phải lựa chọn sáng suốt. Vương Tử Quân biết mình khuyên Âu Dương Dương như vậy là có chút tàn nhẫn, nhưng hắn cũng không cổ vũ Âu Dương Dương chia rẽ gia đình của mình. Dù sao thì nàng cũng là người trong quan trường, hơn nữa còn là một người phụ nữ xinh đẹp, có chút động tĩnh gì sẽ truyền đi rất xa. Vì thế hắn trầm mặc một lúc, cuối cùng nói ra lời đề nghị của mình. Lúc này trong một quán cơm ở phía bên kia đường lại mở một bài nhạc buồn, yêu một người vốn đã không muốn quay về, chờ đợi một người vốn đã không còn tình cảm. Nước mắt đã cạn, cửa đã đóng, cặp môi mím chặt, cần gì phải đau khổ cưỡng cầu, đau khổ truy đuổi. Một khúc hát như vậy làm cho cảm tình của Âu Dương Dương bị đè nén lâu nay chợt bùng phát, nàng ngồi mà cúi đầu, cảm giác mất hết sức lực. Nàng không nhìn Vương Tử Quân, cũng không nghe lời hắn nói. Vẻ mặt rất mệt mỏi, tất cả cảm giác đau lòng đều ghi rõ trên mặt. Âu Dương Dương tất nhiên hiểu những gì Vương Tử Quân đang nhắc nhở mình, lúc này là thời điểm quan trọng nàng tiếp nhận vị trí phát triển lao động, nếu như bây giờ kết thúc hôn nhân, như vậy sẽ tạo nên một ảnh hưởng khó thể đo lường với tương lai chính trị của nàng. Đối với người trong thể chế thì tương lai chính trị còn quan trọng hơn cả tính mạng của mình, chứ đừng nói đến chuyện tình cảm. Dù sao anh cũng đang tại vị và có chức vụ rõ ràng. Tất nhiên kẻ thù chính trị cũng chỉ nhìn chằm chằm vào anh, để xem anh có đuôi cho người ta tóm vào tay hay không. Dù xuất phát từ bất kỳ nguyên nhân gì, chỉ là ly hôn thì sẽ để lại một câu hỏi lớn, sẽ làm cho người ta suy nghĩ lung tung, dùng lời tổng kết của một người tràn đầy cảm xúc thì đó là tình huống trúng đạn. Tôi biết rõ điều này, thế cho nên hắn mới uy hiếp tôi, muốn thông qua nó để uy hiếp tôi, để tôi giúp anh ta làm một việc. Âu Dương Dương ngẩng đầu lên thật mạnh nói. Chuyện trong nhà tôi sẽ cố gắng xử lý tốt, tôi cũng tin Bí Thư Vương có thể giữ được bí mật này. Điều này thì Bí Thư Âu Dương cứ yên tâm. Vương Tử Quân nói lời bảo đảm với Âu Dương Dương, sau đó trầm ngâm một chút rồi nói. Bọn họ ép chị làm gì? Nói tôi xem, biết đâu tôi có vài lời khuyên hữu ích cho chị. Cũng không có gì, chính là muốn tôi giúp bọn họ cho vay không tuân theo quy định. Bây giờ bọn họ đang mở công ty thiết kế, kinh doanh thâm hụt. Cần phải có một nguồn vốn lưu động để công ty có thể vận chuyển bình thường. Nhưng lúc này bọn họ đã không còn gì để gán nợ, nào có ngân hàng nào cho bọn họ vay nữa. Âu Dương Dương nói, giọng điệu có vài phần đùa cợt. Còn bao nhiêu yêu và hận thì chỉ cần nhìn mặt Âu Dương Dương là biết, rõ ràng bây giờ tình cảm của nàng với người chồng cũ đã là yêu ít nhưng hận nhiều. Vì vậy mà bọn họ muốn thông qua chị để được cho vay. Vương Tử Quân chợt phán đoán ra cách làm của Âu Dương Dương trong sự kiện lần này, hắn nói tiếp. Công ty của bọn họ tên gì?
Công ty thiết kế Tư Trình. Âu Dương Dương phất tay nói tiếp. Bí thư Vương, chúng ta hôm nay cũng đừng thảo luận đề tài mất hứng này nữa, bây giờ anh có rảnh không? Nếu không thì chúng ta uống vài ly. Vương Tử Quân lúc này cũng không muốn uống rượu với Âu Dương Dương, với trạng thái của nàng vào hiện tại mà mượn rượu giải sầu thì không bao lâu sẽ say ngất. Nhưng nếu hắn từ chối thì sợ nàng sẽ đi uống rượu một mình, cũng không biết sẽ phát sinh vấn đề gì. Chương 406, đẩy tôi lên đầu súng. Được, bí thư Âu Dương, chúng ta uống một chút, xem như sớm tiễn chân ngài. Được, chúng ta đi tìm một hàng quán nào đó vậy, tôi thích cảm giác ngồi ngoài đường như vậy. Âu Dương Dương vung tay lên với Vương Tử Quân, hai người cùng đi đến một cửa hàng vỉa hè. Âu Dương Dương thật sự không làm ra vẻ, nàng gọi vài món, gọi vài chai bia. Bí thư Vương, hôm nay tôi gọi anh một tiếng huynh đệ, tôi không biết nói với anh thế nào cho phải, cũng không biết phải làm sao để biểu đạt cảm tình của mình, lú này xem như không nói lời nào thì hay hơn. Âu Dương Dương lại nâng ly lên, vẻ mặt nàng khôi phục như thường, không còn là một cô gái khóc chết đi sống lại vì một người đàn ông như trước. Lúc này nàng đã khác, đã là một nữ lãnh đạo cực kỳ có quan uy, là một vị trưởng phòng lao động thương binh xã hội tỉnh Sơn Nam. Âu Dương Dương nói một câu hai nghĩa, ẩn ý khá sâu. Lời cảm tạ của nàng cũng không giống như cảm ơn hành động vừa rồi của Vương Tử Quân, tất nhiên Vương Tử Quân nghe và hiểu, lúc này hắn chậm rãi nâng ly lên cùng với nàng, cũng không nói nhiều. Bí thư Vương, hôm qua trưởng phòng Hứa có nói chuyện với tôi theo trình tự tổ chức, hỏi tôi ai là người thích hợp tiếp nhận công tác ở tỉnh đoàn. Tôi đề cử anh. Nhưng tư chất lý lịch của anh quá mỏng, nếu không thì hoàn toàn có thể tiến lên làm bí thư tỉnh đoàn. Âu Dương Dương rót bia cho Vương Tử Quân, sau đó dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói. Âu Dương Dương rõ ràng đang cho ra một thái độ, đó là tôi toàn lực ủng hộ anh, cực lực đề cử anh. Thái độ này cho thấy mối quan hệ giữa hai người đã tiến lên một bước mới. Vương Tử Quân ngược lại rất thích nghe những lời thế này. Dù sao thì trong quan trường cũng không phải là nơi cho một người chiến đấu hăng hái. Nếu có thêm vài người bạn như Âu Dương Dương, như vậy sẽ có thêm nhiều người tặng hoa cho hắn ở trên đường phát triển, sẽ đạt đến hiệu quả hai bên cùng hợp tác thắng lợi. Tôi không đủ tư chất và lý lịch để là người đứng đầu tỉnh đoàn, thế nhưng nếu chủ trì công tác tỉnh đoàn, bí thư Âu Dương cảm thấy thế nào? Vương Tử Quân cũng không che giấu mục đích của mình, hắn trực tiếp mở miệng. Chủ trì công tác. Âu Dương Dương chợt lộ ra nụ cười, nàng đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, trong mắt có thêm vài phần tán thưởng. Lúc này những hoài nghi trong lòng nàng đã tan biến, cũng càng có thêm vài phần khẳng định. Xem ra chuyện này thật sự là Vương Tử Quân nhúng tay vào. Hắn đẩy mình lên, cũng chính là có tính toán cho con đường phát triển của hắn. Không thể trở thành lãnh đạo đứng đầu tỉnh đoàn, thế nhưng nếu được đề bạt chủ trì công tác tỉnh đoàn, dù chỉ là một thời gian ngắn. Như vậy dù đến khi đề bạt lên vị trí chính thức ở tỉnh đoàn hay xuống tuyến dưới rèn luyện cũng cực kỳ có lợi, tốt hơn rất nhiều so với tình huống một vị phó bí thư tỉnh đoàn xuống tuyến dưới nhận chức. Trong đầu Âu Dương Dương chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, nàng trầm ngâm một lát rồi nói. Bí thư Vương, tôi cảm thấy anh rất phù hợp chủ trì công tác tỉnh đoàn, như vậy cũng làm cho công tác của tỉnh đoàn tiến thêm một bước mới. Âu Dương Dương có lực khống chế khá mạnh, nàng uống hết ba chai bia thì cũng không tiếp tục uống thêm. Hai người cũng không nói về chuyện công tác, chỉ nói tào lao thêm nửa giờ, sau đó kẻ trước người sau bỏ đi. Vương Tử Quân đưa tay vẫy một chiếc taxi rồi bỏ đi, đúng lúc này Trương Thiên Tâm gọi điện thoại đến. Hắn ở đầu dây bên kia nói rằng có tiết mục rất hay, muốn mời Vương Tử Quân đến cùng chơi đùa. Vương Tử Quân nghe thấy tiếng nhạc điếc tai trong điện thoại, hắn cũng hiểu tiết mục mà Trương Thiên Tâm nhắc đến là gì, hắn lắc đầu rồi nói. Thiên Tâm, cậu giúp tôi một chuyện. Cậu điều tra rõ ràng về công ty thiết kế Tư Trình giúp tôi một chút. Công ty Tư Trình, chưa từng nghe nói qua, nhưng anh Tử Quân cứ yên tâm, ngày mai đúng giờ này sẽ có đầy đủ tư liệu về công ty kia cho anh. Trương Thiên Tâm ở đầu dây bên kia chợt cười lớn, hắn lên tiếng đảm nhiệm công việc. Khi Âu Dương Dương được thăng chức thì bầu không khí ở tỉnh đoàn càng thêm quỷ dị hơn so với trước kia. Trước đó mọi người có thể thảo luận vui vẻ không quan tâm đến những thứ gì khác, bây giờ bọn họ tỏ ra rất chặt chẽ. Chỉ sợ nói sai sẽ đắc tội lãnh đạo, rõ ràng là được không bù mất. Ba người Tôn Trạch Hồng, Triệu Nguyên Cố và Hoắc Tương Nhiễm vẫn ít liên hệ với nhau, nhưng lúc này ba người bọn họ lại có quan hệ thân mật với Vương Tử Quân. Dù bất kỳ lúc nào gặp mặt Vương Tử Quân thì bọn họ cũng nở nụ cười sáng lạn, dù sao trong mắt bọn họ thì Vương Tử Quân căn bản không phải là đối thủ cạnh tranh của mình. Bí thư Vương, anh có bận rộn gì không?
vì tối hôm qua uống chút rượu nên hôm nay Vương Tử Quân đi làm có hơi muộn, hắn ngồi xuống ghế trong phòng làm việc thì Triệu Nguyên Cố cười ha hả đi vào. Bí thư Triệu, mời anh ngồi. Vương Tử Quân thấy Triệu Nguyên Cố đi vào thì vội vàng đứng lên mời ngồi. Triệu Nguyên Cố cũng không khách khí, hắn ngồi xuống ghế salon rồi nói. Cũng là anh có thời gian thanh nhàn. Triệu Nguyên Cố nói một câu hai nghĩa, Vương Tử Quân giả vờ như nghe không hiểu nói. Cái gì là thời gian thanh nhàn? Những ngày nay có khá nhiều công tác, bây giờ tôi thấy mặt Kim Duệ Hằng thì thật sự cảm thấy rất sầu khổ. Ha ha ha. Triệu Nguyên Cố nghe thấy Vương Tử Quân nói lời thú vị như vậy thì cười ha hả, hắn nói hai câu chuyện ngoài lề với Vương Tử Quân, sau đó dùng giọng thần bí nói. Bí thư Vương, nói cho anh biết một tin tức, ngày mốt bí thư Cát của Trung ương đoàn sẽ đến tỉnh chúng ta kiểm tra chỉ đạo công tác. Vương Tử Quân tiến vào công tác ở tỉnh đoàn đã khá lâu, tất nhiên hắn biết rõ bí thư Cát là ai. Dưới tình huống bình thường thì bí thư Cát xuống kiểm tra chỉ đạo công tác, người nói với mình đầu tiên phải là cán bộ văn phòng tỉnh đoàn. Bây giờ văn phòng không thông báo mà Triệu Nguyên Cố lại thần bí đến tìm mình, biết đâu vị bí thư Cát kia có liên quan đến Triệu Nguyên Cố. Xem ra Triệu Nguyên Cố bắt đầu đi theo đường ngầm, trong đầu Vương Tử Quân chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn cười ha hả nói. Bí thư Cát đến tỉnh chúng ta kiểm tra thị sát, đây chính là một cơ hội rất tốt. Bí thư Triệu, tôi chúc mừng anh. Ha ha, chỉ là tôi từng công tác với bí thư Cát vài năm, vị lãnh đạo này rất hiền hòa. Bí thư Vương, đến khi anh ấy xuống kiểm tra công tác, không bằng chúng ta cùng dùng bữa cơm với lãnh đạo, để cho lãnh đạo cảm nhận được sự nhiệt tình của cán bộ tỉnh đoàn chúng ta. Triệu Nguyên Cố dùng giọng khiêm tốn nói với Vương Tử Quân. Sau khi Vương Tử Quân gật đầu đồng ý thì Triệu Nguyên Cố nói thêm vài ba câu, lúc này mới rời khỏi phòng. Triệu Nguyên Cố vừa đi chưa được bao lâu thì Vương Tử Quân nhận được điện thoại của văn phòng, tin tức truyền đến chính là bí thư Cát sắp đến tỉnh Sơn Nam để kiểm tra chỉ đạo công tác. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống mà khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Tình huống bây giờ cũng không nằm ngoài suy đoán của hắn, đám người Triệu Nguyên Cố và Tôn Trạch Hồng tranh giành nha quá mạnh mẽ, đây càng là cơ hội với hắn. Hai bên tranh giành nhau quá mạnh mẽ và không có kết quả thì bắt buộc phải thỏa hiệp, chỉ cần hắn nắm giữ đúng độ lửa, có thể lấy hạt rẻ trong lò than, ngược lại cũng không phải không có khả năng. Dù mình không thể ngồi trên vị trí bí thư tỉnh đoàn, thế nhưng là một phó bí thư chủ trì công tác là lựa chọn rất tốt. Vương Tử Quân khẽ gõ tay lên mặt bàn, trong lòng liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Khi hắn đang tính toán nên trao đổi vài câu với bí thư Nhiếp Hạ Quân, đúng lúc điện thoại vang lên. Hắn thuận tay cầm lấy điện thoại, lúc này trong điện thoại vang lên âm thanh của Quách Tiên Vi. Bí thư Vương, anh có bận rộn gì không? Giọng điệu của Quách Tiên Vi vang lên rất thoải mái thân thiết và khách khí, làm cho người ta sinh ra cảm giác thoải mái. Chào trưởng phòng Quách. Vương Tử Quân cười ha hả hàn huyên vài câu với Quách Tiên Vi, chợt nghe Quách Tiên Vi nói. Bí thư Vương, danh sách đề cử tiếp nhận vị trí bí thư tỉnh đoàn đã được quyết định, thật sự là một trận đấu long trời lở đất. Từ miệng Quách Tiên Vi mà Vương Tử Quân biết được những nhân tuyển được đề cử làm bí thư tỉnh đoàn. Danh sách này cũng không giống như suy đoán trước đó của hắn, chẳng những có Tôn Trạch Hồng, Triệu Nguyên Cố, Hoắc Tương Nhiễm, còn có một người mà hắn không biết đó là thần thánh phương nào, là Lâm Mộc Dương. Hơn nữa Lâm Mộc Dương kia lại là nhân tuyển đứng đầu. Dù cách sắp xếp sẽ không nói lên phân biệt trước sau, thế nhưng dựa theo quy củ bất thành văn của quan trường, chỉ cần người sắp xếp đầu tiên thì trên cơ bản người này đã nắm chắc chức vụ trong tay, những người khác căn bản chỉ có thể dẫn ra pháp trường mà thôi. Lâm Mộc Dương này là ai? Vương Tử Quân cũng không hỏi, hắn chỉ mở mời cảm tạ Quách Tiên Vi, cũng mời đối phương khi nào rảnh thì cùng nhau tụ hội, sau đó cúp điện thoại. Điều này không phải là Vương Tử Quân không quan tâm Lâm Mộc Dương là ai, căn bản là hắn tin chỉ sau một thời gian không lâu, tất cả tư liệu của Lâm Mộc Dương sẽ rơi vào tay hắn. Quả nhiên một giờ sau thì Tôn Trạch Hồng đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Nói ra thì Tôn Trạch Hồng là phó bí thư hàng đầu trong tỉnh đoàn, hắn hoàn toàn xứng đáng tiếp nhận vị trí bí thư đứng đầu. Bây giờ đột nhiên có một người lạ mặt xuất hiện, sao không làm Tôn Trạch Hồng tức giận cho được. Bí thư Vương, anh nói xem là có chuyện gì. Chúng ta không đi làm phiền ai, bây giờ người ta lại đến ức hiếp lên đầu mình. Tôn Trạch Hồng nổi giận cũng không phải giả, Lâm Mộc Dương xuất hiện làm cho hắn chợt sinh ra một cảm giác thấp kém, đó chính là khả năng mình tiếp nhận vị trí bí thư tỉnh đoàn là rất thấp, tràn đầy nguy cơ. Vương Tử Quân cười an ủi Tôn Trạch Hồng vài câu, sau đó Tôn Trạch Hồng mở miệng phàn nàn, nhưng cũng từ trong miệng hắn mà Vương Tử Quân biết Lâm Mộc Dương kia là ai.
Lâm Mộc Dương năm nay 32 tuổi, là phó phòng tài chính tỉnh Sơn Nam, đây là một vị cán bộ trẻ, nhưng càng làm hắn thêm nổi bật chính là trước khi làm phó phòng tổ chức đã từng làm thư ký cho Dương Độ Lục được 3 năm. Trong tỉnh Sơn Nam có lưu truyền một tin tức nhỏ, đó là trước đó Dương Độ Lục muốn đưa Lâm Mộc Dương đến thủ đô, lại bị Lâm Mộc Dương từ chối. Có người nói nếu Lâm Mộc Dương đến thủ đô thì tương lai sẽ càng tươi sáng hơn. Bí thư Vương, nếu đưa một người ngoài vào tỉnh đoàn, đây không phải là nói trong tỉnh đoàn không có người phù hợp sao? Dựa vào cái gì chúng ta lại rơi vào tình huống này? Kết quả thật sự sẽ là như vậy sao? Tôn Trạch Hồng nổi giận một lúc rồi nói ra suy tính của mình. Những chuyện này người quyết định là tỉnh ủy, chúng ta có thể làm gì được? Vương Tử Quân khẽ dựa lưng lên ghế salon, gương mặt không chút biểu cảm, bộ dạng không thể làm gì khác hơn được. Bí thư Vương, tuy chúng ta phải phục tùng quyết định của tổ chức, thế nhưng chúng ta cũng phải phản ánh tư tưởng của mình với lãnh đạo. Bí thư Lưu là lãnh đạo trực tiếp của chúng ta, tôi cảm thấy chỉ cần chúng ta phản ánh lên, anh ấy tuyệt đối sẽ không thể không quan tâm. Tôn Trạch Hồng nói, hai mắt nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân. Tìm Lưu Truyền Thụy để phản ánh tình huống. Vương Tử Quân đón ánh mắt của Tôn Trạch Hồng rồi khẽ cười nói. Đó cũng là một biện pháp, nếu Bí thư Tôn đi đầu thì tôi sẽ nhất định hưởng ứng. Thời gian bây giờ rất quan trọng, nếu đến đúng thời điểm cần ra tay thì tôi sẽ nhất quyết không chối từ. Tôn Trạch Hồng xoa xoa bàn tay rồi cười hì hì nói. Bí thư Vương, chuyện này nói ra thì người không nên tham dự vào chính là tôi. Anh cũng biết rồi đấy, tôi cũng là người được đề cử như Lâm Mộc Dương, nếu tôi tham gia phản ánh, chỉ sợ Bí thư Lưu không những không tiếp thu, hơn nữa còn cho ra kết quả ngược lại. Nhưng Bí thư Vương anh thì khác, anh không phải người được đề cử, phản ánh vấn đề sẽ coi như lấy đại cục làm trọng, cũng xem như đại biểu cho ý kiến của cả tỉnh đoàn, sẽ có sức thuyết phục rất lớn với Bí thư Lưu. Tôn Trạch Hồng nói đến đây thì giọng điệu càng có thêm vài phần giật dây. Chỉ cần làm tốt chuyện này, sau này tôi sẽ không bao giờ bạc đãi anh. Vương Tử Quân tất nhiên hiểu rõ ý nghĩ của Tôn Trạch Hồng, nhưng hắn khinh thường thì khinh thường, lúc này vẫn phải cười cười nói. Bí thư Tôn, anh phân phó thì tôi có bao giờ từ chối chưa? Dù phía trước là vực sâu hay sấm sét thì tôi cũng sẽ toàn lực ứng phó. Còn chuyện có thu được hiệu quả mong muốn ở chỗ Bí thư Lưu hay không, tôi cũng không thể nắm chắc được. Khi thấy Vương Tử Quân đồng ý thì Tôn Trạch Hồng nhanh chóng trở nên thành thật hơn, tất nhiên hắn thành thật chỉ là vì có việc cần nhờ vả Vương Tử Quân, cho nên mới có biểu hiện như vậy. Bí thư Vương, anh nói đúng. Nhưng bây giờ chúng ta ngoài viên phản ánh với lãnh đạo thì còn làm được gì nữa? Lâm Mộc Dương nói hậu trường thì có hậu trường, nói lý lịch thì có lý lịch. Nói thật nhé, ngoài việc phản ánh với lãnh đạo thì tôi căn bản không nghĩ ra được phương án nào khác. Tôn Trạch Hồng nói ra như vậy cũng xem như 7 phần giả 3 phần thật. Khi nghe nói Lâm Mộc Dương được đề cử làm bí thư tỉnh đoàn thì hắn thật sự sinh ra cảm giác giống như bị người ta đánh vào đầu. Tuy hắn cũng là cán bộ cấp phó sở, cũng còn trẻ. Nhưng hắn biết rõ cấp phó sở của mình so với cấp phó sở của Lâm Mộc Dương ở bên kia nặng nhẹ khác nhau thế nào. Nhưng nếu nói Tôn Trạch Hồng bỏ qua cơ hội tiến lên cấp bậc giám đốc sở thì đánh chết cũng không bao giờ, đây là cơ hội quá tốt, cả đời cũng không có lấy một lần, nếu bỏ qua thì rõ ràng cả đời này chưa chắc còn cơ hội. Vì vậy sau khi suy xét thật kỹ thì Tôn Trạch Hồng vẫn hạ quyết tâm. Hắn tìm Vương Tử Quân, hắn muốn thông qua tỉnh đoàn để tăng thêm độ nặng cho mình. Nhưng hành vi này rốt cuộc có được bao nhiêu tác dụng? Thực tế thì chính hắn cũng không thể biết rõ được. Chương 407, ngôn ngữ như đao khuấy động phong vân. Bí thư Tôn, ngài cũng đừng nên nản chí, ngài cũng có ưu thế. Ngài là cán bộ công tác trong tỉnh đoàn nhiều năm, tiến lên làm bí thư tỉnh đoàn cũng không có vấn đề gì cả. Hơn nữa nếu ngài tiến lên làm bí thư tỉnh đoàn, thật sự rất có lợi cho quá trình triển khai mở rộng công tác của tỉnh đoàn. Vương Tử Quân vừa rót một ly trà cho Tôn Trạch Hồng vừa cười nói. Bí thư Vương, lời này của anh thật sự nói đến tâm khảm tôi, nếu lãnh đạo cũng được như anh thì nào còn chuyện gì để nói. Nhưng Lâm Mộc Dương cũng không phải hạng vừa, nghe nói công tác rất tốt, từng nhiều lần được lãnh đạo khối chính quyền tán thưởng. Tôn Trạch Hồng đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, hắn càng cảm thấy Vương Tử Quân rất thuận mắt, càng nói thì càng xâm nhập hơn. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Tôn Trạch Hồng, trong lòng thầm nghĩ đã đến lúc. Thế là cười nói. Bí thư Tôn, bây giờ tỉnh đoàn chúng ta nhờ cậy vào anh cũng không thể lùi bước vào thời điểm này. Nếu Lâm Mộc Dương đã được lãnh đạo khối chính quyền coi trọng, tình huống bên trong không ai hiểu rõ, hơn nữa tỉnh ủy cũng không phải là nhà của một người,
lãnh đạo mắt sáng như tuyết sẽ phân biệt rõ ràng. Hơn nữa tôi cũng không tin Lâm Mộc Dương là thánh nhân, cũng không phạm sai lầm. Tôi nghe người ta nói cũng có nhiều đơn thư tố cáo phòng tài chính được gửi đến Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy. Hai mắt Tôn Trạch Hồng chợt sáng ngời, hắn chợt cảm thấy một câu nói vô tâm của Vương Tử Quân đã nói đến tâm khảm mình. Lâm Mộc Dương là một đối thủ hùng mạnh, nhưng chỉ cần mình đánh ngã đối phương sẽ chẳng còn là gì. Đúng, tôi cũng không tin như vậy. Bí thư Vương, chúng ta nên cùng nhau cố gắng, tôi luôn tin tưởng vào ngày mai tươi sáng. Tôn Trạch Hồng cười ha hả bắt chặt bàn tay của Vương Tử Quân, hắn dùng giọng thỏa mãn nói. Vương Tử Quân nhìn hình bóng bỏ đi vội vàng của Tôn Trạch Hồng, hắn nở nụ cười, sau đó thu dọn trà trên bàn. Tuy hắn đã cho Tôn Trạch Hồng một lời đề nghị không quá tốt, chưa biết có ý nghĩa gì không, nhưng muốn quấy động mây gió sẽ không là vấn đề. Sau khi biết được tin tức Lâm Mộc Dương có xuất thân là kinh tế của Dương Độ Lục thì Vương Tử Quân cảm thấy dù thế nào cũng không cho đối phương đến công tác ở tỉnh đoàn. Tuy hắn không sợ tranh chấp với Lâm Mộc Dương, thế nhưng dưới tình huống có thể bớt đi một chuyện, hắn tình nguyện bớt đi một chuyện cho đỡ phiền. Vương Tử Quân tiễn chân Tôn Trạch Hồng chưa được bao lâu thì Hoắc Tương Nhiễm đi vào phòng. Nếu so với bộ dạng thỏa thuê mãn nguyện trước đó thì lúc này Hoắc Tương Nhiễm nhìn có vẻ khá chán nản, nếu so với Tôn Trạch Hồng thì hắn đến chủ yếu là kể khổ với Vương Tử Quân. Bí thư Tử Quân, anh nói xem như vậy là có chuyện gì? Một người ngoài nhưng lại muốn đến làm lãnh đạo tỉnh đoàn, đúng là con bà nó không hay. Hoắc Tương Nhiễm không che giấu sự phẫn nộ của mình, hắn trầm giọng mắng. Vương Tử Quân hiểu rõ vì sao Hoắc Tương Nhiễm lại nổi giận như vậy. Trong hội nghị ban ngành thì Hoắc Tương Nhiễm là người sắp xếp cuối cùng, tuy trước nay có bố vợ giúp đỡ nhưng hắn biết hy vọng của mình là không lớn. Đặc biệt là bây giờ có một Lâm Mộc Dương xuất hiện, càng làm cho hắn cảm thấy uể oải. Chuyện này tôi biết rõ, vừa rồi Bí thư Tôn đã đến oán trách với tôi về vấn đề này, còn nói tôi nên phản ứng lên cho tỉnh ủy. Tôi cảm thấy các anh đều đã được đề cử, nếu đi phản ánh cũng không phù hợp, vì vậy mới phải xem xét. Vương Tử Quân cười nhìn Hoắc Tương Nhiễm rồi khẽ nói. Hoắc Tương Nhiễm chợt sững sờ, sau đó hắn há miệng, cuối cùng nói. Như vậy cũng tốt, mà này Bí thư Vương, bây giờ rất thích hợp phản ứng vấn đề với lãnh đạo, mà người thích hợp nhất chỉ có thể là anh. Nếu tôi đi thì thật sự sẽ có vấn đề, tôi nói gì cũng không thể nào có lực bằng anh nói ra được. Điều này tôi hiểu. Vương Tử Quân rót trà cho Hoắc Tương Nhiễm rồi nói tiếp. Nhưng chỉ sợ phản ánh cũng không có tác dụng gì. Lời nói của Vương Tử Quân thật sự làm cho Hoắc Tương Nhiễm xúc động, chút hưng phấn của hắn vừa mới có chợt tan biến sạch sẽ. Hắn biết rất rõ, loại sự việc thế này dù là phản ánh đến lãnh đạo thì cũng không giải quyết được gì. Dù sao cũng không có người nào, không có bất kỳ vị lãnh đạo nào tình nguyện để cho cấp dưới ảnh hưởng đến quyền lợi của mình. Vậy phải làm thế nào? Hoắc Tương Nhiễm hít vào một hơi thuốc, trên mặt là vẻ khó xử. Vương Tử Quân cũng đốt thuốc, hắn hít vào một hơi thật sâu rồi nói. Nghe nói bây giờ lãnh đạo phiền nhất không phải là tố cáo, chính là những người chạy quan có quan, anh nói xem, Lâm Mộc Dương không phải là thế sao? Chạy quan có quan. Hai mắt Hoắc Tương Nhiễm chợt sáng ngời, hắn hít vào hai hơi thuốc thật sâu, sau đó dùng giọng khẳng định nói. Tôi cảm thấy hắn ta nhất định là người như vậy. Vương Tử Quân và Hoắc Tương Nhiễm ngẩng đầu lên, sau đó đều cười rất ăn ý, cũng không tiếp tục bàn về đề tài này. Nhưng trong lòng đối phương đang nghĩ gì thì bọn họ hiểu rất rõ. Hoắc Tương Nhiễm ngồi lại không bao lâu thì bỏ đi, sau khi Hoắc Tương Nhiễm đi thì Kim Duệ Hằng lại đến gõ cửa. Bí thư Vương, vừa rồi Bí thư Tôn gọi điện thoại đến, nói hôm nay anh ấy không tham gia hội nghị đoàn ở trường Đại học Sơn Viên, mong anh đi giúp. Vào lúc nào? Vài ngày nay Vương Tử Quân đã gặp qua nhiều tình huống thế này, đám người Tôn Trạch Hồng chỉ lo nhìn chằm chằm vào vị trí bí thư tỉnh đoàn, cũng không có thời gian làm những chuyện gì khác. Dù bây giờ có hội nghị thì bọn họ cũng chỉ có thể đẩy sang cho người khác mà thôi. Kim Duệ Hằng nhìn đồng hồ treo tường trong phòng Vương Tử Quân, hắn dùng giọng xấu hổ nói. Bí thư Vương, có lẽ là 10 giờ. 10 giờ, bây giờ đã hơn 9 giờ rồi. Vương Tử Quân cũng không thể không nể mặt chi đoàn của trường Đại học Sơn Viên, thế là hắn khua tay nói. Anh Kim, anh thông báo Thái Thần Bân chuẩn bị xe, hai người chúng ta cùng đi. Vâng, Kim Duệ Hằng rất tình nguyện đi ra ngoài tham gia họp hoặc hội nghị thế này, vì nó không những đại biểu cho bữa trưa có thể ăn ngon, nếu không có gì ngoài ý muốn sẽ nhận được chút quà biếu của đơn vị, hơn nữa đi theo sau bí thư Vương Tử Quân cũng là hắn tình nguyện. 5 phút sau Vương Tử Quân đã an vị trên chiếc xe Santana của mình,
tuy xe của Âu Dương Dương vẫn đặt trong sân nhưng hắn sẽ không động vào. 10 giờ có thể nói là thời điểm xe cộ ra vào cổng khu văn phòng khối chính quyền và tỉnh ủy rất đông, những lúc này thì xe của các đơn vị xếp hàng như chở phà sang sông. Nếu so sánh với những chiếc xe rất có cấp bậc kia, chiếc Santana của Vương Tử Quân có vẻ hơi thấp kém. Bí thư Vương, anh nhìn chiếc xe kia xem, nghe nói giá hơn cả triệu. Kim Duệ Hằng ngồi hàng ghế trước, hắn chỉ về phía một chiếc Mercedes-Benz đang chạy trước mặt không xa rồi dùng giọng hâm mộ nói. Vương Tử Quân trước nay cũng không quá thích thú với xe cộ, khi kết hôn thì Tần Hồng Cẩm có cho hắn một chiếc xe, nhưng sau khi kết hôn thì hắn cũng không động vào. Thấy Vương Tử Quân khẽ gật đầu thì Kim Duệ Hằng lập tức hấp háy mắt nói. Bí thư Vương, nhắc đến chuyện dùng xe thì bây giờ người ta đã bắt đầu ganh đua so sánh. Ví dụ như chuyện kết hôn, trước kia kết hôn có một chiếc Santana làm xe hoa thì quá tốt rồi, bây giờ thì anh xem còn ai dùng Santana nữa chứ. Bình thường cũng phải là Audi, sợ rằng ngay cả Audi cũng còn trên nữa là. Chủ nhiệm Kim, thật sự có chuyện này sao? Thái Thần Bân thật sự rất có hứng thú với chuyện xe cộ. Hắn nhịn không được lên tiếng. Kim Duệ Hằng biết rõ Thái Thần Bân là tâm phúc của Vương Tử Quân, dù đối phương chỉ là lái xe nhưng bây giờ đã là biên chế cán bộ của tỉnh đoàn. Hắn thật sự không dám xem thường, thế là cười hì hì nói. Thần Bân, cậu cũng đừng nói không tin, ví dụ như anh họ của tôi, anh ấy là công nhân, nhưng con trai kết hôn thì nhà gái đưa ra yêu cầu xe hoa phải là Audi, tốt nhất là Mercedes-Benz, không chịu xe hoa cấp bậc thấp. Kim Duệ Hằng nói đến đây thì cười nói. Anh họ của tôi không còn cách nào khác, anh ấy đến tìm tôi, làm cho tôi thật sự phiền lòng muốn chết. Két! Vương Tử Quân đang nghe hai người Kim Duệ Hằng và Thái Thần Bân nói chuyện với nhau, hắn chợt cảm thấy chiếc xe thắng gấp. Nếu như không phải tốc độ xe khá chậm, chỉ sợ thắng gấp như vậy sẽ làm cho Vương Tử Quân văng ra khỏi ghế. Vương Tử Quân nhướng mày và nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn thấy một chiếc xe Honda dừng ngay trước chiếc Santana của mình. Hai chiếc xe dừng sát bên nhau, ngồi trong xe nhìn thì căn bản không thấy rõ hai chiếc xe này có đụng vào nhau hay không. Còn bà nó, các người lái xe kiểu gì vậy? Khi Thái Thần Bân chuẩn bị xuống xe thì một tên thanh niên hơn 20 tuổi dung sức mở cửa kính bên cạnh Thái Thần Bân, sau đó quát lớn. Thái Thần Bân cũng không phải là người thích bị người ta ăn hiếp, lúc này thấy đối phương mở miệng mắng thì lập tức đẩy cửa xe ra nói. Tôi lái xe thế nào sao? Tôi còn định hỏi anh lái xe kiểu gì? Đây là nơi nào, anh chạy nhanh còn tùy ý quay đầu, có biết nguy hiểm thế nào không? Tôi nói cho anh biết, nếu không muốn sống thì cũng phải nghĩ cho người khác, người ta cũng không muốn chết theo anh. Tiểu tử, mày nói ai muốn chết, mày nói lại lần nữa tao xem, để xem ông có phế mày đi không? Tên lái xe kia tuy không quá cao nhưng lại vung tay muốn túm áo Thái Thần Bân. Vương Tử Quân nhìn thấy Thái Thần Bân đã giữ lấy tay của tên lái xe kia, thế là hắn đẩy cửa xe ra nói. Thần Bân, xe có va chạm hay không? Nếu va chạm thì gọi cảnh sát giao thông, không thì đường ai nấy đi. Tất cả đều là người đi đường, nói cho nhẹ nhàng một chút là được, các người làm xước sơn xe tôi, hôm nay nếu không giải quyết ổn thỏa thì đừng hòng bỏ đi. Tên lái xe thanh niên nhìn Thái Thần Bân rồi mắng. Tiểu tử, buông tay tao ra. Thái Thần Bân đi theo Vương Tử Quân tuy tính tình đã bớt nóng hơn trước kia, nhưng lúc này thấy đối phương còn có ý hỗn láo với Vương Tử Quân. Thế là lửa giận bùng lên, hai tay vung ra, trực tiếp bẻ ngoặt tay của đối phương. Anh nói gì, nói lại lần nữa tôi xem. Thái Thần Bân tức giận bẻ ngoặt tay đối phương ra sau lưng, sau đó lạnh lùng nói. Muốn đánh người sao, còn không mau thả ra. Khi tên lái xe kia bị Thái Thần Bân vặn tay kêu lên đau đớn thì một cán bộ trẻ tuổi mặc tây trang thẳng thớm bước xuống xe, hắn nhìn thoáng qua Thái Thần Bân rồi nói tiếp. Cũng không biết là người đến từ phương nào mà lớn lối như vậy. Chào trưởng phòng Lâm. Khi tên cán bộ kia xuống xe thì có vài tên bảo vệ chạy đến, khi thấy người này thì nhanh chóng nở nụ cười đón chào. Nhưng người kia vừa nói ra khỏi miệng đã tiếp tục nói. Trưởng phòng Lâm, dạo này tôi có hơi bận rộn, còn tưởng rằng ngài còn đang công tác ở tỉnh ủy. Tên đàn ông được gọi là trưởng phòng Lâm khẽ gật đầu với tên bảo vệ rồi nói. Anh Lý, hai năm qua không gặp anh, xem ra công phu miệng lưỡi còn mạnh mẽ hơn xưa. Anh Lý tỏ ra khó thể nhịn được, nhưng hắn cũng không tranh cãi với trưởng phòng Lâm. Hắn quay sang nổi giận đùng đùng nhìn nhóm người Vương Tử Quân, sau đó lớn tiếng nói. Các người là đơn vị nào, có biết quy củ không? Văn phòng tỉnh ủy là nơi các người có thể gây rối sao? Còn không mau xin lỗi trưởng phòng Lâm, nếu không tôi sẽ gọi công an đến đưa đi hết.
Vương Tử Quân nghe thấy tên bảo vệ gọi người đàn ông kia là trưởng phòng Lâm, trong lòng có vài phần khẳng định tên kia là ai. Hắn cũng không quan tâm đến lời mắng mỏ của anh Lý kia, vì đến vị trí hiện tại của hắn, cũng không muốn chấp nhất với một bảo vệ. Nhưng Vương Tử Quân không nói lời nào thì không có nghĩa rằng không ai lên tiếng, lúc này Kim Duệ Hằng đứng bên cạnh thấy tên bảo vệ nhìn sang thì lên tiếng. Anh Lý, đều là người một nhà, anh cũng đừng nói nhiều. Anh Lý cũng biết Kim Duệ Hằng, lúc này vẻ mặt đã có vẻ hòa hoãn hơn, nhưng nếu so ra thì anh Lý vẫn tự động đứng sang bên cạnh hàng ngũ của trưởng phòng Lâm. Tuy Kim Duệ Hằng ở cùng khu văn phòng tỉnh ủy, nhưng đây chỉ là một vị phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh đoàn, dù thế nào cũng không thể nào so sánh với một trưởng phòng Lâm trước kia là thư ký tâm phúc của bí thư tỉnh ủy. Kim Duệ Hằng, thì ra là anh, được rồi, còn không mau thả người, đồng thời xin lỗi trưởng phòng Lâm. Trước kia trưởng phòng Lâm cũng là người của văn phòng tỉnh ủy, chắc chắn sẽ bỏ qua cho. Anh Lý nói xong thì quay sang cười với trưởng phòng Lâm. Trưởng phòng Lâm, đó là chủ nhiệm Kim của văn phòng tỉnh đoàn, anh xem chuyện này nên xử trí thế nào. Trưởng phòng Kim nghe thấy đối phương là người của tỉnh đoàn, vẻ mặt hắn chợt biến đổi, ngay sau đó trên mặt là nụ cười nhạt. Hắn khẽ vung tay nói. Thì ra là người một nhà, thế này đi, xin lỗi một lời là xong. Là người một nhà, Kim Duệ Hằng tất nhiên hiểu, mà Vương Tử Quân đứng cách đó không xa cũng hiểu. Người thanh niên bị thái thần bân bẻ ngoặt tay cũng hiểu. Lúc này tuy hắn bị bẻ ngoặt tay rất đau nhưng trong lòng thầm kêu không may, hắn là lái xe của trưởng phòng Lâm, hắn biết rõ trưởng phòng của hắn sắp trở thành bí thư tỉnh đoàn, nếu bây giờ phát sinh xung đột với người của tỉnh đoàn thì sợ rằng mình sẽ không có kết quả tốt. Nhưng tên lái xe đi theo lãnh đạo nhiều năm, hắn nào chịu được uất ức. Hắn ỷ mình đi theo trưởng phòng Lâm nhiều năm mà dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thái thần bân. Tiểu tử, hôm nay coi như mày gặp may, trưởng phòng Lâm đã nói rồi. Mày cờ nóp không mau thả ra và xin lỗi tao. Thái thần bân nghe thấy đối phương nói như vậy thì khẽ dùng lực, ánh mắt đưa sang nhìn Vương Tử Quân, mà Kim Duệ Hằng cũng đưa mắt nhìn Vương Tử Quân. Đã là người một nhà, vậy thì trưởng ban, để người ta xin lỗi một tiếng là xong. Vương Tử Quân phất tay cho Thái thần bân, tỏ ý Thái thần bân thả người. Tiểu tử, có nghe thấy gì không, người của mày nói mày xin lỗi tao kìa. Tên lái xe thanh niên tuy nghe được lời của Vương Tử Quân, nhưng trong ấn tượng của hắn thì chỉ cần lãnh đạo của mình báo tên, dù là ai cũng phải cúi đầu. Hắn nghĩ rằng tình huống hôm nay chắc chắn sẽ chẳng có gì khác hơn. Tên lái xe nghe không rõ nhưng trưởng phòng Lâm lại nghe thấy rất rõ ràng, khi Kim Duệ Hằng đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, hắn chợt ý thức được tên thanh niên nhìn còn trẻ tuổi hơn mình kia chính là người đứng đầu. Xin lỗi là tốt rồi, đều là người một nhà, nói một câu xin lỗi cũng không có việc gì. Anh Lý cũng không muốn đắc tội với hai bên, khi nghe người của tỉnh đoàn nói ra hai chữ xin lỗi thì gương mặt hắn tràn đầy nụ cười, hắn phản ứng rất nhanh, nhưng hắn lại không nghe rõ lời của Vương Tử Quân. Anh nói chúng tôi phải xin lỗi sao? Trưởng phòng Lâm tiến về phía trước một bước, trong ánh mắt mang theo uy thế bức người. Vương Tử Quân gật đầu nói. Dựa theo tình huống vừa xảy ra, lỗi là do xe của anh, tất nhiên anh phải xin lỗi. Chẳng lẽ trên thế gian này còn có chuyện người không sai phải xin lỗi sao? Vương Tử Quân dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn trưởng phòng Lâm, hắn dùng giọng thản nhiên nói. Trưởng phòng Lâm lộ ra nụ cười sáng lạn, hắn nhìn về phía hai chiếc xe vài lượt, sau đó nói. Nếu như tôi không xin lỗi thì sao? Không cần anh xin lỗi, vì anh không lái xe, chỉ cần anh ta xin lỗi là được. Vương Tử Quân kẽ chỉ về phía tên lái xe đã được Thái Thần Bân buông lỏng ra một ít. Lại dùng giọng không kiêu ngạo không xu nịnh nói. Lúc này anh Lý và tên lái xe trẻ tuổi đã nghe rõ lời của Vương Tử Quân, bọn họ nhìn gương mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân, trong lòng thầm nghĩ, tại sao đối phương còn chưa báo danh ra? Để cho mọi người được biết là thần thánh phương nào. Trưởng phòng Lâm nhìn Vương Tử Quân, trong mắt hắn bùng lên một ngọn lửa hừng hực. Những năm qua hắn luôn phát triển xuôi trèo mát mái, chưa từng bị kẻ nào khiêu khích như vậy. Nhưng hắn là một cán bộ cấp phó sở. Hắn cũng không phải người lỗ mãng. Hắn đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, thầm nghĩ đây có lẽ là một vị công tử của lãnh đạo tỉnh nào đó. Không đúng, mình đều biết rõ lãnh đạo tỉnh Sơn Nam, vậy rốt cuộc đối phương là ai? Nếu cậu ta không xin lỗi thì sao? Trưởng phòng Lâm chợt có ý nghĩ như vậy, hắn dùng giọng cực kỳ ẩn giấu hỏi. Không xin lỗi thì cứ để xe ở đây. Vương Tử Quân khẽ nhìn đồng hồ rồi thản nhiên nói. Vương Tử Quân tuy không lớn tiếng, cũng không nói nhiều nhưng từng chữ rơi vào trong tai làm cho anh Lý nhức đầu. Hắn thầm nghĩ người kia đúng là lớn lối,
hai xe vừa vặn dừng ở cổng tỉnh ủy, nơi đây có không ít lãnh đạo đi qua lại, nếu hai bên đấu nhau ở đây không sợ lãnh đạo tỉnh ủy nổi giận sao? Trưởng phòng Lâm cũng sững sờ, tuy đôi khi hắn rất bá đạo nhưng lại chưa từng nghĩ sẽ phải để xe lại đây. Hắn nhìn gương mặt không chút sợ hãi của Vương Tử Quân, sau đó cười ha hả nói. Cậu thanh niên này rất có khí phách, nhưng chỉ sợ xe đặt ở đây thì anh Lý cũng phải kéo đi thôi. Anh Lý sẽ không dám động vào. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua anh Lý, sau đó dùng giọng cực kỳ khẳng định nói. Hai người tuy chỉ nói vài phút nhưng bốn phía có vài chiếc xe phải dừng lại, lúc này anh Lý rất nôn nóng, nhưng hắn không biết làm sao. Hắn tình nguyện nịnh nọt trưởng phòng Lâm, thế nhưng tư thế hiện tại của hai bên quá căng, hắn cũng không dám dây vào. Chủ nhiệm Kim, tỉnh đoàn các anh có tác phong vậy sao? Cảm thấy nếu nói với Vương Tử Quân thì cũng không được gì, trưởng phòng Lâm quay sang nói với Kim Duệ Hằng. Tuy hắn không biết Kim Duệ Hằng, nhưng hắn biết rõ đối phương biết mình sắp đến tỉnh đoàn làm bí thư, bây giờ Kim Duệ Hằng nghiêng về phía ai thì quá rõ ràng rồi. Kim Duệ Hằng thật sự nhức đầu, hắn nhìn hai vị cán bộ lãnh đạo trẻ tuổi đang tranh phong với nhau bằng ánh mắt và lời lẽ sắc bén, thật sự làm cho người ta rất khó hòa giải, rất khó chen vào. Một người là lãnh đạo vào lúc hiện tại, một người tương lai sẽ là lãnh đạo, nếu đắc tội với người ta thì sẽ không phải là lựa chọn tốt. Điều này, biết sai thì sửa, không sai thì nhất định không cúi đầu trước áp lực, đây chính là quy tắc làm việc của cán bộ thanh niên chúng tôi. Vương Tử Quân phất phất tay với Kim Duệ Hằng rồi thản nhiên nói. Trưởng phòng Lâm, bí thư Vương, bây giờ xe đã đến rất nhiều, tôi thấy chúng ta hay là... Kim Duệ Hằng khẽ xoa tay. Hắn cười nói với hai người Vương Tử Quân và trưởng phòng Lâm. Bí thư Vương, trưởng phòng Lâm chợt hiểu người kia là ai, mà anh Lý cũng đã hiểu. Thế là anh Lý không khỏi cảm thấy may mắn, may mà mình không trà trộn vào, nếu không hai vị lãnh đạo phó sở tranh chấp với nhau, mình cuốn vào sẽ giống như con kiến bị người ta bóp chết. Vương Tử Quân, thì ra đó là Vương Tử Quân. Trưởng phòng Lâm nhìn gương mặt bình tĩnh ung dung của Vương Tử Quân mà trong mắt lóe lên cái nhìn địch ý. Tuy đây là lần đầu tiên hắn gặp mặt Vương Tử Quân, thế nhưng địch ý của hắn cũng không phải đến bây giờ mới xuất hiện. Trưởng phòng Lâm trước kia là thư ký của Dương Độ Lục, trước kia là cán bộ phó sở trẻ tuổi nhất tỉnh Sơn Nam, thế cho nên hắn có nhiều lý do để coi Vương Tử Quân là đối thủ của mình. Thì ra là bí thư Vương, thật sự là nước lớn cuốn trôi miếu Long Vương. Chúng ta là người một nhà, bây giờ gặp nhau như vậy cũng tốt, xem như không đánh không quen. Ha ha ha, tôi là Lâm Mộc Dương. Coi như hai bên làm quen. Trên mặt trưởng phòng Lâm chợt xuất hiện nụ cười như hoa cỏ mùa xuân, sau đó hắn đưa một bàn tay về phía Vương Tử Quân. Sau khi Vương Tử Quân biết rõ đối phương là Lâm Mộc Dương thì rất muốn cho đối phương biết tay, muốn trực tiếp để xe lại đây để làm cho cổng tỉnh ủy kẹt cứng, lãnh đạo không ra vào được. Như vậy tin chắc là một giờ sau va chạm giữa hai vị cán bộ cấp phó sở trẻ tuổi nhất tỉnh sẽ truyền đi khắp thành phố Sơn Viên, truyền vào tai từng người. Đối với Vương Tử Quân thì đó không là vấn đề gì, cũng không tính là gì. Nhưng đối với một người mà bản thân vốn đã tồn tại sai lầm và bây giờ lại đang mưu cầu chức vụ bí thư tỉnh đoàn như Lâm Mộc Dương, đó chính là một tỉ vết không nhỏ. Vương Tử Quân lại đang ngồi trên vị trí phó bí thư tỉnh đoàn, thế cho nên các vị lãnh đạo cũng không muốn cho hai con lừa vào chung một chuồng. Vương Tử Quân thầm cười, xem ra chút tính toán của mình là không thực hiện được, hắn cũng đưa tay ra nói. Chào trưởng phòng Lâm. Trước nay đều nghe nói đến trưởng phòng Lâm là anh tài của văn phòng tỉnh ủy được cho ra ngoài rèn luyện, lại vì bận rộn công tác mà không đến thăm hỏi được, vì thế mới sinh ra trò khôi hài hôm nay. Sau này có lẽ tôi phải đến phòng tài chính tỉnh nhiều hơn, đồng thời cũng hoan nghênh trưởng phòng Lâm đến tỉnh đoàn làm khách, chúng ta nên tăng cường liên lạc một chút. Hai người Vương Tử Quân và Lâm Mộc Dương cười cười nói rất khách khí, thật sự giống như hai anh tài gặp mặt nhau. Anh Lý là trung đội trưởng đội cảnh sát làm nhiệm vụ bảo vệ chợt thở dài một hơi, trong lòng thầm nghĩ hai vị lãnh đạo kia xem như đã có hòa hảo. Nhưng anh Lý thì thở phào nhẹ nhõm còn Kim Duệ Hằng đứng cách đó không xa chợt cảm thấy trong lòng phát lạnh. Kim Duệ Hằng thật sự nghe rất rõ lời nói của hai vị lãnh đạo kia, Lâm Mộc Dương nói rằng mọi người cùng một nhà, đó chính là sau này Lâm Mộc Dương sẽ đến làm bí thư tỉnh đoàn, Vương Tử Quân sẽ là trợ thủ của Lâm Mộc Dương, nói gần nói xa rằng Vương Tử Quân nên chú ý. Mà bí thư Vương cũng nói lời ẩn giấu đao kiếm, dùng những câu như thường xuyên đến phòng tài chính tỉnh, thường xuyên liên lạc, mời đến chơi. Để nói Lâm Mộc Dương không thể đến công tác ở tỉnh đoàn.
Sau khi hai bên bắt tay nhau thì dù là Lâm Mộc Dương hay Vương Tử Quân cũng không nhắc đến chuyện va chạm xe, giống như căn bản chưa từng có gì phát sinh. Sau khi Thái Thần Bân thả tên lái xe kia ra, hai người lên xe, chạy như bay về hai phía khác nhau. Bí thư Vương, trưởng phòng Lâm đã dễ nói chuyện hơn nhiều so với trước kia. Kim Duệ Hằng trầm ngâm một chút rồi cố tìm lời lên tiếng. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Kim Duệ Hằng, hắn cười cười nói. À, chủ nhiệm Kim, thời gian của chúng ta có hơi căng, bây giờ cũng có hơi trễ. Thế này đi, anh gọi điện thoại cho trường Đại học Sơn Viên, để bọn họ tổ chức họp trước, chúng ta sẽ đến muộn một chút, đừng để sinh viên chờ lâu. Kim Duệ Hằng lên tiếng tiếp nhận, sau đó nhanh chóng gọi điện thoại. Lâm Mộc Dương đến phòng làm việc của Tề Chính Hồng, hắn khẽ gõ cửa, lúc này hắn đã thu hồi tất cả vẻ kiêu ngạo của mình. Hắn đi vào bên trong rồi cung kính chào một câu với Tề Chính Hồng đang ngồi xem xét văn kiện, cũng bước về phía phòng làm việc của Tề Chính Hồng. Tề Chính Hồng hơi ngẩng đầu lên, hắn đặt văn kiện trong tay xuống bàn rồi nói. Mộc Dương đến rồi đấy à, mau ngồi xuống đi. Thư ký của Tề Chính Hồng đi theo Lâm Mộc Dương vào phòng, hắn vội vàng rót nước cho Lâm Mộc Dương. Khi thư ký đi ra thì Tề Chính Hồng uống một ngụm trà rồi hỏi. Mộc Dương, 2 năm qua công tác ở phòng tài chính thế nào? 2 năm qua phòng tài chính đã cho tôi rất nhiều kinh nghiệm, nếu không có sự giúp đỡ của ngài, tôi thật sự còn không được như hôm nay. Lâm Mộc Dương khẽ nghiêng người, hắn lên tiếng với Tề Chính Hồng. Tề Chính Hồng rất thỏa mãn với thái độ của Lâm Mộc Dương, hắn gật đầu nói. Khi rời khỏi tỉnh Sơn Nam thì Bí Thư Dương có nói cậu là một hạt giống tốt, nhưng mấu chốt là quá kiêu ngạo, nói tôi giúp cậu tiêu diệt bớt đi. Bây giờ cậu đã có thể nhận thức được điều này, như vậy nói rõ công tác của tôi có chút kết quả. Tiểu Lâm sẽ vĩnh viễn không quên sự giúp đỡ và quan tâm đặc biệt của Bí Thư Dương và Chủ tịch Tề. Lâm Mộc Dương nghe Tề Chính Hồng nói đến Dương Độ Lục, hắn lập tức dùng giọng động tình nói. Được rồi, đừng bày ra tư thái phụ nữ đó nữa, nếu như bị Bí Thư Dương nhìn thấy thì cậu sẽ bị mắng. Tề Chính Hồng khẽ khoát tay rồi nói. Bây giờ tỉnh đoàn đang thiếu vị trí bí thư. Tôi đã đề cử cậu với Chủ tịch Hào, Chủ tịch cũng rất thừa nhận năng lực của cậu, cũng cho rằng cậu có thể đảm nhiệm vị trí bí thư tỉnh đoàn. Lâm Mộc Dương không nói gì, hắn biết rõ Tề Chính Hồng không phải chỉ nói những lời này, mà lãnh đạo cũng không muốn mình chưa nói dứt lời đã bị thủ hạ cắt ngang. Cậu cũng biết bây giờ vị trí bí thư tỉnh đoàn có 4 người được đề cử, cậu tuy xếp hàng đầu nhưng trong thời gian này nên cẩn thận, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện, biết không? Tề Chính Hồng nói đến câu xảy ra chuyện thì cố ý lớn tiếng nói. Lâm Mộc Dương tất nhiên hiểu ý của Tề Chính Hồng, hắn biết rõ đây là thời điểm mấu chốt của mình, hắn trầm giọng nói. Chủ tịch Tề cứ yên tâm, điều này tôi sẽ nắm rất chắc. Vậy là tốt, tỉnh đoàn có 3 vị phó bí thư tranh chấp với cậu, tuy cũng là cán bộ trẻ tuổi anh tài nhưng vẫn có chênh lệch với cậu. Sau khi đến tỉnh đoàn thì cậu cần phải chú ý đến Vương Tử Quân. Tề Chính Hồng nói đến 3 chữ Vương Tử Quân thì có hơi gằn giọng. Chủ tịch, ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt công tác với Vương Tử Quân. Lâm Mộc Dương nghĩ đến tình huống hai bên vừa chạm mặt, hắn rất đồng ý với lời nói của Tề Chính Hồng. Tề Chính Hồng giống như cũng cảm thấy mình là một vị phó chủ tịch thường vụ tỉnh mà coi trọng một phó bí thư tỉnh đoàn như thế là có vẻ quá phận, thế là khẽ vung tay lên nói. Vương Tử Quân dù có chút năng lực nhưng nói về lý lịch thì vẫn kém hơn cậu. Bây giờ dù thế nào cũng không đến lượt hắn làm bí thư tỉnh đoàn, nên cậu cũng đừng quá chú tâm, chuyện của hắn cứ khi đến tỉnh đoàn rồi tính sau. Tề Chính Hồng bận rộn nhiều việc, tuy hắn đặc biệt kêu gọi Lâm Mộc Dương đến phòng làm việc của mình, thế nhưng hắn cũng chỉ nói được vài câu đã phải đi tham gia một hội nghị. Lâm Mộc Dương rời khỏi phòng làm việc của Tề Chính Hồng, hắn chợt sinh ra cảm giác hăng say. Tuy Tề Chính Hồng không nói rõ hắn nhất định sẽ tiến lên làm bí thư tỉnh đoàn. Thế nhưng hắn là người hiểu rõ tính cách của Chủ tịch Tề, xem ra chuyện này đã chắc như đinh đóng thuyền rồi. Dù là như vậy thì Lâm Mộc Dương cũng không dám buông lỏng, hắn chuẩn bị quay về sẽ liên lạc với lãnh đạo. Dù sao thì hắn cũng chỉ là thư ký của lãnh đạo, nếu như bây giờ lãnh đạo lại tỏ ra ủng hộ mình, vị trí của mình sẽ càng thêm ổn định. Lâm Mộc Dương đi ra khỏi khu văn phòng khối chính quyền tỉnh mà không tự chủ được nhìn sang phía khu văn phòng tỉnh đoàn, đó là một khu nhà không cao. Nếu so sánh với khu văn phòng hơn 10 tầng bên này thì thật sự rất ảm đạm, rất thấp kém. Nhưng một khu nhà năm xưa vốn không lọt vào mắt của hắn, bây giờ hắn nhìn sang và lại sinh ra cảm giác rất thân cận. Chỉ không mất vài ngày nữa mình sẽ là chủ nhân của khu nhà kia, chờ đến khi mình đến nhận chức, tên Vương Tử Quân kia sẽ phải đến đón tiếp mình.
đến lúc đó Lâm Mộc Dương sẽ muốn xem tên Vương Tử Quân kia có coi hai bên có địa vị ngang nhau nữa không. Tút, tút, tút. Chuông điện thoại vang lên bên tai Lâm Mộc Dương, hắn lấy chiếc điện thoại Motorola đời mới của mình ra, nhìn vào dãy số gọi đến, hắn chợt nhăn mày. Hắn do dự một chút, cuối cùng mới nghe máy. Alo, Mộc Dương, tối nay có rảnh không? Trong điện thoại vang lên một âm thanh dịu dàng nhưng cũng có chút sợ hãi. Lâm Mộc Dương nghe được âm thanh này thì thật sự mất kiên nhẫn, thế nhưng hắn vẫn cố gắng nhẫn nại nói. Có chuyện gì, những ngày này tôi rất bận. Hôm nay là sinh nhật của bố em, mẹ gọi điện thoại đến, nói chúng ta về nhà dùng cơm. Người phụ nữ ở đầu dây bên kia chợt vội vàng nói. Lâm Mộc Dương lúc này cau mày nói. Tối nay anh còn có hội nghị, em xem thế này có được không, em mua một cái bánh sinh nhật về, nói anh chúc bố sinh nhật vui vẻ, chờ anh hết bận sẽ bổ sung sau. Khi nghe Lâm Mộc Dương nói lời từ chối thì bên kia cũng không tiếp tục có âm thanh nào khác, nhưng Lâm Mộc Dương nhìn vào trạng thái điện thoại và biết bên kia vẫn chưa cúp máy. Khi không thấy âm thanh nào khác vang lên, trên mặt hắn chợt xuất hiện vẻ mất kiên nhẫn, khóe môi xuất hiện nụ cười lạnh, hắn trực tiếp cắt điện thoại. Trưởng phòng Lâm, từ khi anh đi đến phòng tài chính tỉnh, anh em chúng ta thật sự ít khi có cơ hội gặp mặt nhau. Nhưng may quá, hôm nay anh quay về, coi như tôi phải chúc mừng anh mới được. Khi Lâm Mộc Dương đang trầm ngâm thì một tên cán bộ hơn 30 tuổi đã cười tươi hớn hở chạy đến, sau đó nhanh chóng lên tiếng nói với Lâm Mộc Dương. Anh Hào, tôi có gì hay mà chúc mừng, anh muốn ép tôi mời khách thì cứ nói thẳng, không cần phải bày biện lý do che giấu như vậy. Lâm Mộc Dương cười ha hả nhìn anh Hào rồi khẽ nói. Trưởng phòng Lâm, bí thư Lâm, bây giờ trong văn phòng này đã lan truyền tin tức về anh cảm thấy còn có thể che giấu chúng tôi được sao? Anh Hào vừa đưa thuốc cho Lâm Mộc Dương vừa cười hớn hở nói. Tổ chức còn chưa gọi đến nói chuyện, cũng không dám nói như vậy. Lâm Mộc Dương hít vào một hơi thuốc, sau đó dùng giọng khiêm tốn mà mang theo chút ngạo nghễ nói. Bí thư Vương, anh có bận gì không? Tôn Trạch Hồng cười ha hả đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân, trên gương mặt béo tốt là nụ cười sáng lạn. Khi thấy Tôn Trạch Hồng thì Vương Tử Quân vội vàng đứng lên nói. Bí thư Tôn, mời anh ngồi, mời ngồi. Bí thư Vương, chuyện ngày hôm qua xem như làm phiền anh, tôi thật sự là có việc gấp không đi được, đợi đến khi xong chuyện kia, tôi nhất định sẽ mời anh uống vài ly. Tôn Trạch Hồng ngồi xuống chiếc ghế salon đối diện với Vương Tử Quân, sau đó ném cho Vương Tử Quân một điếu thuốc. Vương Tử Quân châm lửa rồi hít vào một hơi, hắn lúc này mới nói. Bí thư Tôn, tôi thấy anh hôm qua căn bản không phải là quá bận rộn, anh hoàn toàn là không muốn đi. Trước kia thì tôi không biết, nhưng bây giờ đi mới biết đám giáo sư lãnh đạo bên trường Đại học Sơn Viên thật sự rất có khí độ, tôi thiếu chút nữa cũng khó thể nào chủ trì được. Tôn Trạch Hồng nghe thấy Vương Tử Quân oán trách thì cười ha hả nói. Bí thư Vương, người ta thật sự rất nhiệt tình. Ai bảo vị bí thư trẻ tuổi nhất của tỉnh đoàn chúng ta xuống kiểm tra chỉ đạo công tác, bọn họ tất nhiên phải chiêu đãi cho thật tốt. Hai người nói chuyện phiếm hai câu, sau đó Tôn Trạch Hồng nhìn thoáng qua tờ nhật báo Sơn Nam giấu rất kỹ trên mặt bàn làm việc của Vương Tử Quân, gương mặt có mang theo một nụ cười thần bí. Tôi có chút việc, cũng không quấy rầy bí thư Vương đọc báo chí. Sau khi tiễn Tôn Trạch Hồng ra khỏi phòng thì Vương Tử Quân lại quay về ngồi xuống bên cạnh bàn làm việc. Lúc này hắn cũng không xem xét văn kiện, lại mở báo ra xem. Trang thứ nhất của nhật báo Sơn Nam chính là hành tung của các vị lãnh đạo tỉnh và các sự kiện quan trọng, hắn xem xét rất chăm chú, sau đó lật sang trang 2. Sắp xếp theo đúng khoa học, công tác nghiêm khắc, toàn tâm toàn ý phục vụ Đại cục Phát triển Kinh tế tỉnh nhà, tác giả Phó phòng Tài chính Lâm Mộc Dương. Bài viết này chiếm hơn một nửa trang báo thứ hai, tác giả của bài viết có thể nói là mất rất nhiều công phu. Vương Tử Quân cẩn thận xem xét, nhưng khi hắn xem đến chữ cuối cùng, cũng căn bản không phát hiện trong đó có bất kỳ điều gì sai lầm. Khác biệt là bài viết này thật sự đều là các câu văn ca tụng công đức của Lâm Mộc Dương. Bài viết này của Lâm Mộc Dương rất hay, không đúng, nếu là như vậy thì Tôn Trạch Hồng sẽ không chạy đến đây nhắc nhở mình đọc nó. Trong đầu Vương Tử Quân lóe lên ý nghĩ như vậy, thế là hắn lại mở ra xem. Nhưng Vương Tử Quân lại đau đầu vì dù xem ba lượt thì hắn vẫn thấy bài viết không chút tì vết. Hắn nghĩ đến biểu hiện thần bí của Tôn Trạch Hồng, hắn thầm nghĩ hay là trong đầu bí thư Tôn có vấn đề, hoặc là đối phương đi theo đường hiệp nghị với Lâm Mộc Dương. Bí thư Vương, có bận rộn gì không? Khi Vương Tử Quân đang trầm ngâm thì Kim Duệ Hằng đi vào, khi thấy bí thư Vương đang xem báo thì hắn nói.
Bí thư Vương, anh đang đọc báo à? Vương Tử Quân dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn thoáng qua Kim Duệ Hằng, hắn không mở miệng, nhưng Kim Duệ Hằng lại nói. Bí thư Vương, bây giờ có một vài người vì chút hào quang trên mặt mình mà lấy cả những thứ không phải của mình để dán lên mặt. Cũng không có vấn đề gì cả, nhưng có những thứ nên dán, có những thứ không nên. Ví dụ như bài viết này, không hiểu đám nhân viên công tác của phòng tài chính nghĩ thế nào mà lại đem đăng báo, sao chép ai khác thì không có vấn đề, lại sao chép của Chủ tịch Lý, đúng là quá xấu hổ. Sao, còn có chuyện này à? Anh nói tôi xem. Vương Tử Quân nghe Kim Duệ Hằng nói như vậy thì lập tức hiểu được một chút, hắn đưa tờ báo cho Kim Duệ Hằng, sau đó trầm giọng nói. Kim Duệ Hằng biết rõ Vương Tử Quân có chút xích mích với Lâm Mộc Dương, hắn đến nơi này cũng chỉ vì muốn báo tin cho Vương Tử Quân, muốn nối liền quan hệ với lãnh đạo. Thế là hắn nhận lấy tờ báo trong tay Vương Tử Quân, chỉ vào một đoạn văn rồi khẽ lên tiếng nói rõ vấn đề. Vương Tử Quân nghe mà vẻ mặt không chút thay đổi, thế nhưng trong lòng lại có chút cảm phục Tôn Trạch Hồng. Hắn thầm nghĩ Tôn Trạch Hồng quả nhiên là nhân tài khó lường ở phương diện này, mình chỉ nói vài ba câu chỉ điểm thế là đối phương nghe một hiểu ba, cũng không biết lúc này Lâm Mộc Dương đang có cảm giác gì. Phòng làm việc của Lâm Mộc Dương thật sự tốt hơn của Vương Tử Quân rất nhiều, phòng tài chính dù sao cũng là đơn vị được cung phụng như thần tài, tất nhiên bọn họ sẽ không để cho khu văn phòng của mình thua kém người khác. Đây là một khu nhà 12 tầng nhìn qua cực kỳ hùng vĩ đồ sộ, bên trong lắp đặt thiết bị xa hoa và cao quý. Lâm Mộc Dương là một vị phó phòng có quyền lực rất lớn ở phòng tài chính tỉnh, phòng làm việc của hắn cách phòng của trưởng phòng không quá xa. Trong phòng làm việc của hắn thật sự có đầy đủ mọi thứ, có vài bồn hoa được đưa đến từ phương Nam càng làm cho phòng làm việc nghiêm túc có thêm vài phần bừng bừng sức sống. Lâm Mộc Dương là chủ nhân của gian phòng, hắn là người rất siêng năng công tác, tất nhiên điều này sẽ ảnh hưởng đến bầu không khí của phòng làm việc. Giống như những chậu hoa cũng biết được chủ nhân của chúng đang vui, thế là chỉ trong một đêm đã nở bừng bừng đẹp đẽ. Trưởng phòng Lâm, anh xem, đã nói có chuyện vui mà anh cứ mãi che giấu. Anh xem, những chậu hoa này 4-5 tháng mới nở một lần, bây giờ lại nở tưng bừng như vậy rồi. Chủ nhiệm văn phòng Ngải Vu Gia của phòng tài chính tỉnh Lắc Hồng đi vào trong phòng làm việc của Lâm Mộc Dương, vừa nhìn thấy Lâm Mộc Dương đứng bên những chậu hoa thì nở nụ cười dùng giọng nịnh hót nói. Chương 408, thay nhau gặt hái đơn tố cáo và giấy khen. Lâm Mộc Dương dù không có quá nhiều hảo cảm với Ngải Vu Gia, thế nhưng hắn cũng không ghét bỏ đối phương. Hắn khẽ dứt một chiếc lá rách rồi cười nói. Có chuyện gì vui sao? Thế nào tôi lại không biết? Trưởng phòng Lâm, ngài cũng đừng gạt tôi, trong phòng tài chính chúng ta có ai mà không biết trưởng phòng Lâm sắp là bí thư Lâm rồi. Anh không đề cập đến nhưng ngay cả thừa nhận cũng không chịu, có phải là sợ người ta ép ngài mời khách không? Ngài Vu Gia Lắc Hồng uốn éo đi đến bên cạnh Lâm Mộc Dương, sau đó cười ha hả nói. Lâm Mộc Dương thật sự có chút chán ghét Ngài Vu Gia đến gần mình, vì mùi nước hoa gai mũi thật sự làm cho hắn cảm thấy phiền chán. Chủ nhiệm ngài, chuyện liên quan đến tổ chức thì cũng không đến lượt tôi quan tâm. Những lời này cũng không nên lan truyền ra ngoài, người không biết còn tưởng tôi không an lòng công tác. Chủ nhiệm ngài là một trong những cán bộ lãnh đạo cấp cục, như vậy phải càng thêm chú ý điều này. Lâm Mộc Dương nói xong những lời này thì có chút hối hận, dù sao thì người phụ nữ này cũng có quan hệ không tầm thường với trưởng phòng, chính mình tuy không sợ một con đàn bà thế này, nhưng bây giờ là thời khắc mấu chốt, ngay cả con kiến cũng không dám dẫm lên. Cần gì phải đắc tội với nàng? Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, Lâm Mộc Dương chợt thay đổi giọng điệu nói. Nhưng cũng mong chủ nhiệm ngài cứ yên tâm, nếu như lời nói may mắn của chủ nhiệm ngài thành hiện thực, như vậy tôi sẽ có được cơ hội để mời chị một bữa cơm. Như vậy cũng cảm ơn trưởng phòng Lâm. Ngài Vu Gia thấy Lâm Mộc Dương có chút biểu hiện mất kiên nhẫn thì trong lòng thầm kinh ngạc, chẳng lẽ chuyện lần này có vấn đề gì đó. Tuy trong lòng thầm suy đoán như vậy nhưng nàng vẫn biểu hiện cười ha hả với Lâm Mộc Dương. Phòng làm việc của Lâm Mộc Dương có nhân viên thông tin phụ trách dọn dẹp, nhưng lúc này chính Ngải Vu Gia lại cầm lấy một chiếc khăn đặt trên mặt bàn để nghiêm túc lau dọn. Nàng vừa lau vừa oán giận nói. Tiểu Lý này đúng là, ngay cả việc dọn vệ sinh hàng ngày cũng làm không tốt, ngày mai tôi sẽ cho Hà Tiểu Ni chủ quản công tác dọn vệ sinh trong phòng của ngài, vì dù sao thì phụ nữ cũng thận trọng và siêng năng hơn. Lâm Mộc Dương chỉ cười cười, đối với chút chuyện nhỏ này hắn cũng không có ý kiến. Bây giờ Lâm Mộc Dương cũng có chút nắm chắc tâm lý của một lãnh đạo, hắn biết rõ là một lãnh đạo thì có đôi khi không có ý kiến gì thật ra chẳng khác nào là một biểu lộ tuyệt vời. Trưởng phòng Lâm, bài viết của ngài được đăng báo, ngài mau xem đi.
Ngải Vu Gia lau bàn thấy một sấp báo ngày hôm nay, nàng chợt thấy nhật báo Sơn Nam, có bài viết của Lâm Mộc Dương ở trang thứ hai, thế là nàng nhanh chóng dùng giọng khoa trương kêu lên. Đăng báo rồi sao? Lâm Mộc Dương chợt sững sờ, dù những năm qua công tác tuyên truyền đối ngoại làm rất tốt, cũng không phải lần đầu tiên mình có bài viết được đăng báo, thế nhưng loại cảm giác tuyên truyền không chào hỏi một câu này lại làm hắn sinh ra cảm giác buồn bực. Những ngày qua phóng viên và tòa soạn cũng không liên lạc gì với hắn, điều này làm hắn sinh ra cảm giác nghi ngờ, có chút đứng ngồi không yên. Hắn nhanh chóng đi đến cầm tờ báo lên xem. Lâm Mộc Dương xem qua đề mục và thở dài một hơi, đồng thời cũng cảm thấy có chút vui vẻ. Thì ra đó cũng không phải là đưa tin mặt trái, chính là ca tụng công đức của mình. Tuy bài viết này cũng không làm hắn hài lòng, nhưng dù sao thì nó cũng đề cao thanh danh của hắn, vì vậy hắn vẫn sung sướng cầm lấy tờ báo xem xét kỹ lưỡng. Trưởng phòng Lâm, tôi thật sự có ý kiến với anh đấy. Anh xem, anh làm nhiều chuyện tốt và công tác tốt như vậy, lại chưa từng dặn dò cho văn phòng chúng tôi một tiếng, để cho chúng tôi ra sức tuyên truyền vì lãnh đạo. Chủ nhiệm Yến của chúng tôi phải thông qua báo chí mới biết được chuyện tốt của ngài, anh xem, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, chưa nói đến việc các đồng sự trong phòng tài chính nghĩ thế nào, chỉ sợ tôi cũng sẽ trở thành trò cười cho các đồng sự ở các cơ quan đơn vị khác. Ngài Vu Gia vừa nói ra ý kiến của mình, lại vừa uốn éo cơ thể, bộ ngực cao ngất được quần áo phụ trợ càng có vẻ lớn hơn, cũng vô tình cọ sát một chút lên cánh tay của Lâm Mộc Dương. Vì thời tiết dần nóng lên nên hai người ăn mặc khá mỏng. Một lần cọt sát làm cho Lâm Mộc Dương sinh ra cảm giác mềm mại, thế là trong lòng lóe lên ý nghĩ khác thường, thế là lúc này cũng không thấy người phụ nữ này chán ghét như vậy. Chủ nhiệm ngài, chuyện này chị nói vậy là oan cho tôi nói cho chị biết, tôi cũng không biết gì về bài viết này cả. Lâm Mộc Dương xem hết bài viết rồi đặt tờ báo xuống, sau đó trầm giọng nói. Ngài Vu Gia thật lòng không tin lời nói của Lâm Mộc Dương, nhưng ngoài miệng lại liên tục nói lời tán thưởng. Nói trưởng phòng Lâm còn trẻ mà tài cao, ngay cả báo chí cũng nhịn không được phải nổi chống phụ trợ. Còn nói sau khi quay về sẽ nói đám cán bút trong văn phòng viết một bài thật hay, nếu không dùng truyền thông để trợ trận cho trưởng phòng Lâm, như vậy văn phòng của phòng tài chính cũng quá thờ ơ rồi. Lâm Mộc Dương thật sự rất hưởng thụ những lời nịnh hót dệt hoa trên gấm của ngài Vu Gia, nhưng ngoài mặt hắn vẫn tỏ ra rất khiêm tốn. Hắn yêu cầu ngài Vu Gia không cần đặt tâm tư lên chuyện nhỏ nhặt này, vấn đề này không thể nói trước. Thành tích không nói ra thì cũng không chạy đi đâu được. Tút, tút, tút. Khi ngài Vu Gia đang chú ý lắng nghe chỉ thị của lãnh đạo, đúng lúc tiếng chuông điện thoại vang lên. Ngài Vu Gia nhanh chóng nghe máy, sau khi dùng giọng dịu dàng nói với đầu dây bên kia hai câu thì nàng đưa máy cho Lâm Mộc Dương. Trưởng phòng Lâm, là trưởng phòng cố phòng giao thông. Ha ha, trưởng phòng cố, thế nào lại gọi điện thoại cho tôi thế này? Lâm Mộc Dương tiếp nhận điện thoại. Hắn cười ha hả nói với trưởng phòng cố ở đầu dây bên kia. Vị trưởng phòng cố kia cũng giống như Lâm Mộc Dương, cũng là một vị phó phòng có quyền lực ở phòng giao thông tỉnh Sơn Nam, hai người có quan hệ không tệ, ăn nói khá tùy ý. Lâm Mộc Dương lên tiếng, trong điện thoại cũng vang lên giọng điệu tràn đầy vui vẻ của trưởng phòng cố. Này trưởng phòng Lâm, lời nói của anh có phải đang trách tôi gọi điện thoại đến quấy nhiễu không? Ôi, anh nói vậy là oan uổng cho tôi rồi. Nhiều ngày như vậy không nhận được điện thoại của anh, không phải đang rất nhớ anh sao? Lâm Mộc Dương mở miệng chọc trưởng phòng cố hai câu có vẻ rất thân thuộc, chợt nghe thấy trưởng phòng cố nói. Hôm nay đọc bài viết của cậu, tôi cảm thấy mình cũng nên tranh thủ gọi điện thoại chúc mừng. Thế này nhé, khách sạn phòng giao thông vừa mới báo cáo cho tôi, nói là nhận được hơn 70 cân cá chấm đen, trưa nay chúng ta cùng nhau nếm thử chứ? Tốt, hôm nay đang định đi làm vài tô canh cá. Bây giờ anh cố lại gọi điện thoại đến cho ra một lựa chọn quá tốt, xem ra anh đúng là tri âm của tôi. Lâm Mộc Dương khẽ gõ ngón tay xuống bàn rồi cười mỉm nói. Vậy là tốt rồi, tôi còn tưởng cậu vì sắp thăng chức mà căn bản không còn thời gian đến chỗ tôi ăn cá. Đúng rồi, cậu có tin tức gì tốt thì cứ nói với tôi tuy không giúp cậu được ân huệ gì lớn, thế nhưng phất cờ hò reo thì vẫn hoàn toàn có thể. Trưởng phòng cố cuối cùng cũng nói ra mục đích gọi điện thoại đến lần này. Có câu kiệu hoa do nhiều người cùng nâng, bây giờ Lâm Mộc Dương đang là nhân tuyển thăng chức, tất nhiên có rất nhiều người tình nguyện dệt hoa trên gấm. Thế là Lâm Mộc Dương nói hai ba câu khiêm tốn với trưởng phòng cố, sau đó cúp điện thoại. Cú điện thoại của trưởng phòng cố giống như que diêm ném vào trong đống củi khô, sau cú điện thoại đầu tiên thì ngay sau đó tiếng chuông mãi đổ dồn. Lâm Mộc Dương vừa cúp điện thoại đã có người gọi đến, sau đó điện thoại di động lại vang lên, tất nhiên đó đều là những lời chúc mừng từ bạn bè.
đồng sự và người quen. Một giờ mà Lâm Mộc Dương tiếp hơn chục cuộc điện thoại. Tuy nụ cười trên mặt có vẻ cứng nhắc nhưng thật lòng thì Lâm Mộc Dương rất vui vẻ, dù sao những người gọi điện thoại cho hắn đều là các nhân vật có thực quyền. Hắn nghe được âm thanh nịnh nọt của bọn họ, dù thế nào thì trong lòng cũng sinh ra cảm giác vui sướng. Tút, tút, tút. Lâm Mộc Dương vừa đặt điện thoại xuống thì tiếng chuông lại vang lên, thế là hắn vung tay cầm lấy điện thoại, vừa alo một tiếng không quá quan tâm thì lập tức đứng thẳng người lên. Mộc Dương, cậu đang làm gì vậy? Người gọi điện thoại đến bây giờ cũng không phải là những lời thăm hỏi ân cần như mùa xuân lúc vừa rồi, lại càng không phải là những lời nịnh hót tận tình, vừa nghe máy đã đổ sập xuống mắng một chặp. Nhưng nếu so sánh với những lời răn dạy vừa rồi thì người gọi điện thoại đến càng làm cho Lâm Mộc Dương cảm thấy đáng sợ hơn. Chủ tịch Tề. Lâm Mộc Dương không biết sốt cuộc Minh sai ở điểm nào, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại tâm tình, cung kính nói với người ở phía bên kia. Mộc Dương ơi là Mộc Dương, tôi vẫn luôn cảm thấy cậu là người thông minh, tôi cũng không che giấu mà nói thật cho cậu biết, tôi rất xem trọng cậu. Nhưng cậu thật sự làm cho tôi thất vọng rồi, bây giờ là thời điểm nào? Đây chính là thời điểm cực kỳ quan trọng, cậu phải làm cái gì? Phải an phận, cậu bây giờ lại đi la ó, lại ném ra một bài viết ca tụng công đức của mình. Cậu đang làm gì vậy? Đây không phải là tự biên tự diễn sao? Lãnh đạo ghét nhất là những người tự cho là đúng. Tề Chính Hồng ở đầu dây bên kia cực kỳ tức giận, tâm tình lại kích động, thế cho nên âm thanh cũng đề cao lên vài phần. Chủ tịch Tề, điều này. Tâm tình của Lâm Mộc Dương lúc này giống như bị ném từ núi cao xuống vực sâu, hắn bây giờ mới ý thức được bài viết kia không phải là khen ngợi mà đang bới móc chính mình. Lúc này hắn rất muốn nói với Tề Chính Hồng là bài viết kia không phải do mình viết ra, nhưng hắn cũng không mở miệng, nuốt những lời giải thích xuống bụng. Lâm Mộc Dương rất quen thuộc tính tình của Tề Chính Hồng. Chủ tịch Tề ghét nhất là những người thấy vấn đề xảy ra thì há miệng từ chối. Theo lời của lãnh đạo, chỉ cần nó nằm trong phạm vi chức trách của anh, dù chỉ là chút nước tiểu thì anh cũng phải đón nhận. Một người không có khả năng đảm đương, như vậy sao có thể làm được đại sự? Nếu như mình vội vàng giải thích thì Tề Chính Hồng không những không tin, ấn tượng về mình cũng giảm xuống rất thấp. Sau này cậu phải chú ý, tuyệt đối không để xảy ra những chuyện thế này nữa. Tề Chính Hồng mở miệng răn dạy một lúc lâu, cuối cùng mới trầm giọng nhắc nhở. Vâng, Chủ tịch Tề, tôi đảm bảo sẽ dựa theo yêu cầu của ngài, sẽ nghiêm khắc yêu cầu chính mình. Lâm Mộc Dương vội vàng nói ra vài lời đảm bảo, đợi đến khi Tề Chính Hồng bên kia cúp điện thoại thì hắn mới khẽ đặt điện thoại xuống. Hắn thở dài một hơi, trong lòng thầm nghĩ, coi như cuối cùng mình cũng vượt qua kiểm tra. Tờ báo vẫn đặt trên bàn trước mặt Lâm Mộc Dương, hắn nhìn xuống tờ báo. Bên dưới vẫn là những hàng chữ được in đen, vẫn rất hấp dẫn ánh mắt người đọc, thế nhưng lúc này hắn chợt sinh ra xúc động muốn xé nát giải tỏa áp chế. Con bà nó, đứa nào đăng bài này nếu để ông bắt được, ông sẽ xé nát nó ra từng mảnh. Lâm Mộc Dương cầm lấy tờ báo, hắn không nhịn được vỗ mạnh xuống bàn. Nhưng Lâm Mộc Dương còn chưa kịp xem thông tin về phóng viên đăng bài, điện thoại lại vang lên. Hắn nhấc điện thoại lên, sau đó tức giận alo một tiếng. Anh Mộc Dương, anh có gì bận không? Trong điện thoại vang lên một âm thanh có chút xa lạ, nhưng một tiếng xưng hô anh Mộc Dương giống như quan hệ giữa hai người không tính là quá xa. Lâm Mộc Dương trầm ngâm một lát, chỉ sau khoảnh khắc thì hắn đã nghĩ ra đối phương là ai, chính là thư ký Triệu Tắc Cương của Phó Chủ tịch Lý. Năm xưa khi Dương Độ Lục còn ở tỉnh Sơn Nam, hai người vì đều là thư ký cho lãnh đạo nên đã từng có quan hệ với nhau. Nhưng Lâm Mộc Dương thấy Triệu Tắc Cương đến bây giờ vẫn là cấp phó cục. Thế là sau khi tiến lên làm phó phòng tài chính cấp phó giám đốc sở thì hắn ít tiếp xúc với Triệu Tắc Cương. Anh Triệu, đã nhiều ngày anh không liên lạc với tôi, có phải anh sợ phải mời tôi dùng cơm không? Rõ ràng đến bây giờ mới gọi điện thoại cho tôi. Đầu óc Lâm Mộc Dương vận chuyển rất nhanh, vốn là mối quan hệ giữa hắn và Triệu Tắc Cương đã phai nhạt, nhưng lúc này nói chuyện vẫn rất vui tươi, vẫn xem như hai bên có quan hệ vui vẻ tốt đẹp như ngày xưa. Triệu Tắc Cương hai câu. Sau đó cũng không giải thích thế nào mà khẽ nói. Trưởng phòng Lâm, tôi hỏi anh một việc, bài viết trên báo là ai viết cho anh, sao anh không chịu xem xét một chút rồi hãy gửi cho báo chí. Lâm Mộc Dương nghe thấy Triệu Tắc Cương nói như vậy thì vẻ mặt chợt biến đổi, trong lòng chợt bùng lên lửa giận, hắn lập tức trầm giọng nói. Thư ký Triệu, tôi triển khai mở rộng công tác như thế nào thì cũng không cần phải báo cáo với anh. Lâm Mộc Dương lên tiếng bằng giọng điệu lạnh lẽo, cũng rất hung ác. Trực tiếp nói ra thân phận hiện tại của Triệu Tắc Cương.
đó là một phó phòng cấp phó sở như tôi cũng không đến mức bị một thư ký nhỏ như anh lên tiếng quấy nhiễu. Trưởng phòng Lâm, tôi cũng không phải quấy nhiễu anh, tôi chỉ muốn nói cho anh biết một việc. Anh có thể viết ra chuyện liên quan đến mình, thế nhưng anh sao không thể biến đổi một chút, thậm chí ngay cả cái tên người cứu trợ cũng không sửa. Tôi nhắc nhở anh một câu, bây giờ chủ tịch Lý rất tức giận đấy. Triệu Tắc Cương nói đến đây thì giọng điệu cũng lớn hẳn lên. Tên của người cứu trợ, chuyện gì xảy ra, Lâm Mộc Dương chợt sững sờ, sau đó nhớ đến bài viết trong tờ Nhật Báo, là chính mình đã ra tay cứu trợ một cô gái vì không có tiền đóng học phí mà phải nghỉ học, nhưng là cái tên thì có vấn đề gì. Anh Lâm, anh tìm Nguyệt San 3 tháng trước mà xem. Âm thanh của Triệu Tắc Cương truyền đến từ đầu dây bên kia, ngay sau đó đã treo máy. Triệu Tắc Cương kia dám cúp điện thoại của mình. Lâm Thụ Cường tuy rất tức giận nhưng cũng không có tâm tư quan tâm đến vấn đề nhỏ nhặt này, hắn bắt đầu lục tung phòng làm việc của mình để tìm Nguyệt San 3 tháng trước. Đáng tiếc là hắn tìm một lúc lâu nhưng thật sự không thấy tờ Nguyệt San kia ở đâu. Chủ nhiệm Ngài, đưa tờ Nguyệt San 3 tháng trước đến cho tôi. Lâm Mộc Dương lại nhấc điện thoại trên bàn làm việc lên, sau đó gọi đến văn phòng của phòng tài chính. Cú điện thoại của Lâm Mộc Dương thật sự rất có tác dụng. Chỉ 10 phút sau thì Ngải Vu Gia đã cầm Nguyệt San 3 tháng trước đến. Lâm Mộc Dương cũng không quan tâm đến vẻ quyến rũ của chủ nhiệm Ngải Vu Gia, hắn phất tay cho nàng đi ngay. Ngải Vu Gia là một người phụ nữ mẫn cảm, nàng thấy động tác của Lâm Mộc Dương, nàng biết vị lãnh đạo kia đang rất khó chịu, thế là cũng không nói nhiều mà nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của Lâm Mộc Dương. Lâm Mộc Dương khóa trái phòng làm việc của mình lại, sau đó hắn mới lật tờ Nguyệt San ra xem. Nguyệt San rất mỏng. Hắn căn bản không mất nhiều sức lực đã tìm được bài viết của Chủ tịch Lý. Bài viết kia cũng không có gì đặc biệt, thế nhưng Lâm Mộc Dương cẩn thận xem xét thì không khỏi sinh ra một loại xúc động muốn chửi chó má. Sao lại có thể như vậy? Cô gái mà Chủ tịch Lý đã ra tay cứu giúp lại giống hệt như trong bài viết của mình, điều này. Lâm Mộc Dương thầm nghĩ như vậy, vẻ mặt chợt phát lạnh. Đây là có người cố ý làm như vậy, ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Lâm Mộc Dương. Ngay sau đó trong lòng hắn lại bắt đầu xuất hiện hình bóng những người có thể làm vậy với mình. Hắn là một nhân vật phong vân trong tỉnh, hắn biết mình cũng có không ít oan gia, bây giờ phiền toái lại xuất hiện, thế là trong đầu hắn chỉ xuất hiện 3 người. Hắn là bọn họ, mình bây giờ là đối thủ mạnh nhất của bọn họ, nếu bọn họ muốn tiến lên vị trí bí thư tỉnh đoàn, phải đánh ngã mình trước. Lâm Mộc Dương thầm phẫn hận, hắn khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, sau đó thầm nghĩ. Các người đã ra tay hung ác với ông, như vậy cũng đừng trách ông ra tay hung ác ngược lại. Cứ chờ đấy mà xem, thủ đoạn của ông sẽ cao hơn các người rất nhiều. Tút, tút, tút. Khi Lâm Mộc Dương đang thầm nảy sinh ý nghĩ độc ác thì điện thoại lại vang lên. Lúc này hắn rất sợ hãi điện thoại, hắn thật sự không muốn nghe máy, nhưng hắn do dự một chút và cũng phải nhấc máy lên. Alo, chào anh, tôi là Lâm Mộc Dương. Chào anh Mộc Dương, tôi là Lưu Nhị Vinh, thế nào? Lúc này anh có bận gì không? Giọng điệu của người ở đầu dây bên kia vẫn rất nhiệt tình. Lâm Mộc Dương thấy đó là điện thoại của Lưu Nhị Vinh thì thở dài một hơi, không phải là của lãnh đạo tỉnh thì quá tốt, nhưng Lưu Nhị Vinh cũng là một người không thể đắc tội. Đây là người phụ trách một khoa của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy, là người mà bất kỳ ai cũng phải cung kính cúi chào. Thì ra là anh Lưu, gần đây có bận rộn gì không? Lâm Mộc Dương tuy lúc này trong lòng rất bức bối vì sự kiện bài viết của mình trên báo, thế nhưng lúc này hắn vẫn giữ vững tinh thần buôn chuyện với Lưu Nhị Vinh. Cũng không tính là bận rộn, anh cũng biết đấy, tính chất công tác của chúng tôi làm cho chính mình tưởng rằng mình rất rảnh rỗi. Lưu Nhị Vinh cười nói hai câu rồi thay đổi chủ đề. Anh Lâm, anh đắc tội với người ta sao? Sao vậy? Lâm Mộc Dương chợt khẽ động, bàn tay có hơi run. Tôi nghe ban số 2 nói bọn họ nhận được không ít đơn tố cáo, hơn nữa phần lớn là tố cáo anh. Đúng rồi, ngoài những tờ đơn tố cáo, phòng tổ chức bên kia lại nhận được không ít giấy khen, đây cũng không phải là hiện tượng tốt. Đơn tố cáo, giấy khen, Lâm Mộc Dương đá mạnh vào chân bàn, nhưng lúc này hắn giống như mất hết sức lực, cũng không làm bàn làm việc xê dịch đi chút nào. Sau đó hắn vô lực ngồi xuống ghế, sau đó dùng giọng trầm bổng nói. Anh Lưu, anh yên tâm. Lâm Mộc Dương tôi là người cây ngay không sợ chết đứng. Con bà nó, đây là có đám tiểu nhân muốn tôi không sống yên lành, thế là cố ý gây chuyện với tôi. Vậy thì quá tốt rồi, nhưng này anh Lâm, anh cần phải chú ý, tôi nghe nói những tờ đơn kia ghi rất rõ ràng mạch lạc, rất dễ làm cho người ta hiểu lầm.
Lưu Nhị Vinh giống như phát hiện mình đã nói trắng ra, thế là cũng không nói gì thêm nữa. Lâm Mộc Dương cúp điện thoại, hắn gọi điện thoại đến phòng tổ chức. Tiếp điện thoại là một vị chủ nhiệm văn phòng của phòng tổ chức, trước kia hai bên có quan hệ rất tốt, thế cho nên vị chủ nhiệm văn phòng nhanh chóng nói ra đáp án liên quan đến vấn đề của Lâm Mộc Dương. Anh Lâm, phòng tổ chức nhận được nhiều giấy khen ngợi cũng không phải là thứ gì tốt. Khi vị chủ nhiệm kia cúp điện thoại thì nhanh chóng nhắc nhở Lâm Mộc Dương một câu. Lâm Mộc Dương cũng không ngốc, hắn tất nhiên biết rõ lúc này khen ngợi mình chẳng có gì là tốt đẹp cả. Lâm Mộc Dương nhìn tờ báo trên bàn ngay trước mặt, lại nghĩ đến những tờ đơn tố cáo, hai mắt hắn chợt trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Con bà nó, không cho các người nếm chút lợi hại thì sẽ cho rằng ông đây dễ ức hiếp. Lâm Mộc Dương quyết định như vậy và cầm điện thoại lên. Vì sắp có lãnh đạo Trung ương đoàn đến kiểm tra chỉ đạo công tác nên bầu không khí ở tỉnh đoàn khá khẩn trương, tuy tất cả công tác đã được chuẩn bị rất tốt, thế nhưng lúc này trong phòng họp tỉnh đoàn vẫn đèn đuốc sáng trưng. Dù ba người trước mắt đều treo trên mặt nụ cười tươi rói, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn có thể nhìn rõ nụ cười của ai là thật. Nếu so với Triệu Nguyên Cố thì nụ cười của Tôn Trạch Hồng và Hoắc Tương Nhiễm lại có hơi cứng nhắc. Bí thư Cát gần đây rất quan tâm đến công tác ở tỉnh Sơn Nam, lần này anh ấy xuống tỉnh Sơn Nam kiểm tra chỉ đạo công tác, có thể nói là một khẳng định với công tác của tỉnh Sơn Nam chúng ta. Tôi đã báo cáo chuyện này với Bí thư Lưu, mà Bí thư Lưu cũng đã ra chỉ thị chúng ta làm tốt công tác tiếp đãi Bí thư Cát, khi cần ra mặt thì anh ấy sẽ toàn lực giúp đỡ. Triệu Nguyên Cố ngồi xuống vị trí của mình rồi cười ha hả nói. Tôn Trạch Hồng đang cười nhưng gương mặt đã có ba phần lạnh lẽo. Hắn là phó bí thư đứng đầu trong tỉnh đoàn Sơn Nam, chuyện báo cáo với Bí thư Lưu phải là trách nhiệm của hắn, bây giờ Triệu Nguyên Cố không chú ý đến quy củ, điều này làm hắn thật sự tức giận. Tôn Trạch Hồng biết rõ vị bí thư Cát kia có quan hệ với Triệu Nguyên Cố, cái gì mà đến tỉnh Sơn Nam kiểm tra chỉ đạo công tác. Rõ ràng là xuống đây cổ vũ cho Triệu Nguyên Cố. Anh Triệu nói rất đúng, bí thư Cát đến tỉnh Sơn Nam là một lời khẳng định cho công tác của tỉnh đoàn, chúng ta là thành viên ban ngành của tỉnh đoàn Sơn Nam, tuyệt đối không thể mất mặt ở phương diện này. Tôi nghe nói bí thư Cát rất quan tâm đến vấn đề việc làm của đoàn viên thanh niên, không bằng lần này tiếp đón chúng ta để bí thư Vương là người phụ trách chủ yếu, nói rõ cho bí thư Cát biết những cố gắng của tỉnh đoàn chúng ta trong công tác dạy nghề và hướng nghiệp cho đoàn viên thanh niên như thế nào. Tôn Trạch Hồng nói ra ý kiến của mình làm cho hai mắt Triệu Nguyên Cố lóe lên hàn quang. Lần này bí thư Cát đến chủ yếu là trợ uy cho Triệu Nguyên Cố, nếu để cho Vương Tử Quân đi cùng bí thư, tuy ảnh hưởng là không lớn nhưng tuyệt đối sẽ liên lụy đến mục đích của mình. Chương 409, nước mắt phụ nữ, tội lỗi đàn ông. Chủ tịch Hào nói rất đúng, chỉ là đám người kia tự cho rằng mình thông minh mà thôi. Lâm Mộc Dương chợt ngây người, sau đó nói với Hào Nhất Phong. Người tự cho rằng mình thông minh cuối cùng sẽ thường chịu trừng phạt. Mộc Dương, cậu bây giờ quan trọng là phải ổn định, cấp bách nhất là ổn định, chỉ cần cậu ổn định thì tất cả sẽ không có vấn đề. Hào Nhất Phong nói điện thoại hơn một phút nhưng ý nghĩa của lời nói thật sự làm cho Lâm Mộc Dương phải suy xét không thôi. Ổn định, càng vào thời điểm này thì mình càng phải ổn định. Lúc này trong lòng Lâm Mộc Dương văng vẳng lời nói của Hào Nhất Phong, hắn chậm rãi ngồi xuống ghế salon. Văn kiện vẫn đặt lên mặt bàn nhưng Lâm Mộc Dương thật sự không muốn nhìn, hắn khẽ gấp tờ giấy lại, sau đó tiện tay cho vào trong đống văn kiện. Nếu Chủ tịch Hào đã lên tiếng như vậy thì Lâm Mộc Dương sẽ không tiếp tục làm gì khác, dù vung đao vung kiếm trả thù làm hắn sinh ra cảm giác vui sướng, thế nhưng cảm giác sung sướng nhất thời so sánh với những lời giúp đỡ của Hào Nhất Phong thì đáng là gì. Nhỏ không nhịn được sẽ loạn mưu lớn. Hào Nhất Phong nói không quá rõ ràng nhưng như vậy mới là rõ ràng nhất. Đó chính là mình không cần phải làm gì thì chức vụ bí thư tỉnh đoàn cũng nằm trong túi rồi. Lâm Mộc Dương rút một gói thuốc từ trong túi áo, hắn rút ra một điếu, đầu óc nhanh chóng chuyển động. Dựa vào những gì hắn biết về Chủ tịch Hào, chỉ sợ Chủ tịch Hào sẽ nổi giận vào đúng một thời điểm nào đó, đối tượng mà lãnh đạo nổi giận sẽ chính là đám tiểu nhân bị ổi đã lén dùng những trò hèn hạ với mình. Lâm Mộc Dương nghĩ đến những lời của Chủ tịch Hào Nhất Phong, hắn chợt ý thức được trước đó mình thật sự là giận điên lên. Thiếu chút nữa thì làm ra những chuyện ngu ngốc. Vẫn là Chủ tịch Hào nhắc nhở mình vào đúng thời điểm mấu chốt, may mà mình còn chưa làm gì, bây giờ hắn thật sự bất động, trên thực tế đã là thắng lợi rất lớn. Nếu so sánh với Lâm Mộc Dương thản nhiên ẩn nhẫn thì lúc này người ở tỉnh đoàn lại đang bận rộn đến mức trợn mắt há mồm. Buổi sáng cùng Bí thư Cát đi thăm vài nơi, buổi chiều lại đến kiểm tra chỉ đạo công tác với đoàn trường Đại học Sơn Viên. Tất cả tiếp đãi đã sớm chuẩn bị,
tất nhiên sẽ là hoàn thành tốt đẹp, dù là công trình cơ sở hay tài liệu báo cáo cũng làm cho Bí thư Cát liên tục gật đầu thỏa mãn. Lần này Đại học Sơn Viên tiếp đãi lãnh đạo cũng bỏ ra rất nhiều tâm tư, đó là muốn biểu hiện một bộ mặt cực kỳ tốt đẹp của tỉnh Sơn Viên với lãnh đạo Trung ương đoàn. Vương Tử Quân giữa đoàn người, hắn chậm rãi đi về phía phòng họp. Bí thư Cát tất nhiên là người đi đầu, bên trái là Triệu Nguyên Cố, bên phải là hiệu trưởng Trịnh Hoa Thạch của Đại học Sơn Viên. Hiệu trưởng Thạch, trường Đại học Sơn Viên được xây dựng rất tốt, đi dạo nơi đây một vòng thật sự giống như đi dạo công viên. Bí thư Cát cũng không phải cứ luôn bàn về công tác, hắn chỉ vào những con đường đẹp đẽ với hoa cỏ bốn phía trong khuôn viên nhà trường mà nở nụ cười dùng giọng khẳng định nói. Ánh mắt của Bí thư Cát quá nhạy cảm, chỉ cần liếc mắt qua đã thấy trọng điểm. Từ khi hiệu trưởng Trịnh đến đảm nhiệm vị trí lãnh đạo nhà trường thì luôn là một tay dạy học một tay nắm công tác xây dựng thiết kế, vừa bồi dưỡng ra không ít nhân tài cho xã hội, vừa tạo dựng một không gian học tập tươi đẹp cho sinh viên trong trường. Triệu Nguyên Cố lên tiếng, không những đáp lại vấn đề của Bí thư Cát, còn tán dương các vị lãnh đạo trường Đại học Sơn Viên. Hai ngày qua Triệu Nguyên Cố rất phấn chấn tinh thần, cực kỳ sinh động. Nếu dùng lời cay nghiệt thì rõ ràng là phóng lên nhảy xuống cực kỳ bận rộn, dù bốn vị thành viên ban ngành vẫn tập trung chung quanh Bí thư Cát, thế nhưng Triệu Nguyên Cố lại thấy chủ đạo chính là mình. À, rất tốt, rất tốt. Hiệu trưởng Trịnh, bản thân tôi thật sự rất tán thưởng và đồng ý lý niệm quản lý tiên tiến của anh, chỉ là đáng tiếc năm tháng không buông tha cho con người, sau này tôi cũng không thể tiếp tục quay trở lại thăm viếng ngôi trường xinh đẹp của anh. Bí thư Cát lên tiếng cảm khái. Sau đó được đám người Vương Tử Quân vây quanh đi vào trong hội trường. Lúc này trong hội trường hai tầng đã ngồi chật kín giáo viên sinh viên, bên trên có rất nhiều biểu ngữ, đó là những khẩu hiệu chào mừng Bí thư Cát đến kiểm tra chỉ đạo công tác, càng làm cho bầu không khí của hội trường thêm sôi nổi. Hiệu trưởng Trịnh là người chủ trì hội nghị, ngay từ đầu đã yêu cầu tất cả mọi người dùng tiếng vỗ tay để hoan nghênh Bí thư Cát. Sau khi tràng pháo tay vang lên rộn rã thì các chương trình hội nghị bắt đầu được tiến hành. Đây là một chương trình được tổ chức chào đón Bí thư Cát, thế cho nên Bí thư Cát sẽ là người phát biểu chủ yếu. Bí thư Cát không hổ danh là lãnh đạo Trung ương đoàn, phát biểu cực kỳ có trình độ. Tuy hắn chỉ nói trên ba phương diện, thế nhưng từ ba phương diện đó mở rộng ra lại có 9 vấn đề nhỏ cần bàn. Vương Tử Quân thật sự rất bội phục trình độ lý luận của Bí thư Cát, nhưng lúc này trong đám sinh viên bên dưới đã có vài tiếng xì xào khó nhịn được. Bí thư Cát, ngài vừa nói tỉnh đoàn là một tổ chức tiên tiến, đã đẩy mạnh công tác trong hiện thực cuộc sống xã hội, như vậy là sao? Khi Bí thư Cát đang phát biểu cực kỳ hứng thú thì một giọng nữ bén nhọn chợt vang lên trong hội trường. Vẻ mặt các vị lãnh đạo nhà trường và đám lãnh đạo Tôn Trạch Hồng đều biến đổi. Bọn họ đều đã có sắp xếp và chủ tính cho hội nghị lần này, rõ ràng người đang lên tiếng chắc chắn không phải đã được sắp xếp trước đó. Nếu không phải là người được sắp xếp sẵn, như vậy đối phương lên tiếng đột ngột như vậy là có chuyện gì? Hầu như chỉ trong nháy mắt thì Tôn Trạch Hồng và Triệu Nguyên Cố đều nhìn về phía hiệu trưởng Trịnh. Vẻ mặt hiệu trưởng Trịnh cũng cực kỳ khó nhìn, lão phẫn nộ nhìn về phía bên kia. Nhưng người vừa rồi lên tiếng cũng không đứng lên, có một đám lớn sinh viên đang lao nhau muốn đặt câu hỏi, sao có thể tìm ra được người kia. Cũng may Bí thư Cát cũng không gặp khó khăn khi có câu hỏi như vậy, hắn khẽ gõ micro ở trước mặt rồi nói. Đồng chí sinh viên kia đã nói rõ ràng rồi. Đoàn Thanh niên Cộng sản là một tổ chức tiên tiến, nhiệm vụ quan trọng nhất của cơ quan đoàn chính là ngưng tụ các thanh niên tiên tiến có chí hướng, liên tục cung cấp dòng máu mới cho đảng. Đồng thời cũng phải cố gắng đào tạo ra những thế hệ thanh niên có lý tưởng, đạo đức, văn hóa, có kỷ luật, là tài năng mới của chủ nghĩa xã hội khoa học. Nếu nhìn trên phương diện này thì đoàn viên Thanh niên Cộng sản rõ ràng là danh xứng với thực, nhà trường cũng chính là một cái nôi đào tạo và bồi dưỡng thanh niên, bồi dưỡng lực lượng lãnh đạo đất nước sau này. Bí thư Cát trả lời khá tốt, lý luận rất rõ ràng mạch lạc. Nhưng khi hắn đang phát biểu hăng say thì lại bị một âm thanh cắt đứt. Bí thư Cát, anh nói rất hay, thế nhưng thực tế tình huống lại hoàn toàn khác, tỉnh đoàn của chúng ta đã có những kẻ không ra gì tiến vào làm thành viên ban ngành lãnh đạo. Người này không ai khác chính là Hoắc Tương Nhiễm đang ra vẻ đạo mạo ngồi ngay bên cạnh ngài. Ngài hỏi anh ta xem, năm xưa vì tương lai chính trị mà vứt bỏ hai mẹ con tôi không thèm quan tâm. Như vậy anh ta có phải gánh chịu trách nhiệm không? Khi âm thanh chất vấn bén nhọn vang lên thì một người phụ nữ hơn 30 tuổi mặc một bộ quần áo hơi cũ từ bên dưới chạy sộc lên đài chủ tịch, mà bên cạnh người phụ nữ lại có một đứa bé hơn 10 tuổi. Hai mẹ con người phụ nữ xuất hiện làm cho cả hội trường chợt trở nên im ắng, bầu không khí trầm lắng,
dù là các vị lãnh đạo ngồi trên đài chủ tịch hay người ở bên dưới đều trợn mắt há mồm nhìn hai mẹ con trên đài, không gian lặng ngắt như tờ. Lúc này người bình tĩnh nhất là Vương Tử Quân, hắn dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn Hoắc Tương Nhiễm đang ngồi cách đó không xa. Lúc này Hoắc Tương Nhiễm thật sự ngây ngốc không biết làm sao cho phải, sau đó ánh mắt Vương Tử Quân lại chuyển lên mặt Bí Thư Cát. Bí Thư Cát rõ ràng cũng không ngờ gặp phải tình huống này, nếu nói trên phương diện khách quan thì kinh nghiệm công tác nhiều năm đã làm hắn sinh ra tự tin cao độ với lý luận của mình. Nếu nói về một vấn đề nào đó thì hắn có thể thao thao bất tuyệt hơn 2 giờ mà không có chút vấn đề gì. Nhưng sự việc lúc này xảy ra quá đột nhiên, mức độ lại quá cao, hơn nữa lại liên lụy trực tiếp đến một vị tổ trưởng tổ kiểm tra kỷ luật của tỉnh Đoàn Sơn Nam, là Hoắc Tương Nhiễm. Bí Thư Cát nghĩ như vậy mà cảm thấy bức bối, thật sự có chút cảm giác mắc tiểu. Trước kia khi còn là một viên chức thì hắn luôn nói khoác với đồng sự về khả năng nín nhịn tiểu tiện của bản thân, ngoài công lao của cha mẹ thì chính là sự cố gắng rèn luyện của hắn. Sau khi hắn tốt nghiệp đại học thì nhanh chóng được tiếp nhận công tác, phòng làm việc của hắn cách hơi xa nhà vệ sinh, nếu cứ chạy đi chạy lại cũng phiền. Vì muốn bớt việc nên hắn uống ít nước, tập nín thở, thế là rất giỏi nín nhịn, có thể ngồi một mạch từ sáng đến trưa. Sau đó cơ quan tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ công nhân viên, bác sĩ nói nhịn tiểu tiện sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Khi đó Tiểu Cát còn đang xem xét và nghĩ rằng vị bác sĩ kia rõ ràng không hiểu chuyện. Nhịn tiểu rất quan trọng, khi là viên chức là khá cần thiết, khi làm lãnh đạo còn dùng được, đặc biệt là khi làm lãnh đạo nhỏ. Vì lãnh đạo nhỏ sẽ có lãnh đạo lớn ở bên trên, khi họp nếu lãnh đạo nhỏ cứ mãi chạy ra ngoài đi tiểu tiện, chẳng phải lãnh đạo lớn sẽ có cái nhìn phiến diện sao? Tất nhiên đó chỉ là vài chuyện vui nhưng lúc này thật sự là Bí Thư Cát cảm thấy rất buồn tiểu, thật sự khó chịu được, hắn thật sự rất chờ mong cảm giác thoải mái khi được vào nhà vệ sinh, dù chỉ là một lát mà thôi. Nhưng tình cảnh lúc này thật sự không phù hợp, hắn chỉ có thể âm thầm chịu đựng, nhưng hắn cũng không mở miệng, không khỏi có hơi cúi đầu. Chị gái, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Mau nói rõ ràng, chúng tôi sẽ cùng trừng phạt trên Trần Thế Mỹ kia. Đám sinh viên chợt nhao nhao lên phá tan bầu không khí yên tĩnh của hội trường. Khi những âm thanh kia vang lên thì có không ít người hô hào theo, ai cũng có ý muốn giúp đỡ người phụ nữ kia, muốn người phụ nữ kia nói rõ ràng sự việc. Đám sinh viên thật sự là có thừa chính nghĩa, thế nhưng những tiếng hô hào của bọn họ lại thật sự làm cho đám người Bí Thư Cát bừng tỉnh. Thưa các đồng chí sinh viên, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra thì chúng tôi còn phải điều tra, sau khi điều tra xong sẽ cho mọi người một câu trả lời thuyết phục. Bí Thư Cát dù sao cũng là một người lão luyện trong quan trường, hắn chỉ hơi ngây người một lát, sau đó vung tay gõ lên bàn rồi nói hai câu, cuối cùng ném ánh mắt về phía hiệu trưởng Trịnh. Hiệu trưởng Trịnh bị Bí Thư Cát nhìn sang, đầu óc cũng đã tỉnh táo trở lại. Lão ngồi yên trên đài chủ tịch, gương mặt thật sự chết lặng. Lúc này hiệu trưởng Trịnh cũng biết chuyện quan trọng nhất chính là sơ tán đám sinh viên ngu si đang ồn ào như một đám ruồi bỏ kia đi. Đỡ cho đám người hữu tâm lợi dụng làm loạn để cho ra kết quả như ý muốn. Nếu như tình huống ồn ào náo loạn xuất hiện thì lão là một hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm. Cũng may hiệu trưởng Trịnh là người có uy vọng cao trong trường, sau khi lấy lại bình tĩnh thì tuyên bố kết thúc hội nghị, yêu cầu tất cả sơn viên rời khỏi hội trường, trong thời gian 10 phút nhanh chóng đến phòng học của mình báo danh với phụ đạo viên. Đám sinh viên kia không cam lòng nhưng lúc này cũng chỉ có thể lục tục rời khỏi phòng học. Hội trường ồn ào đã nhanh chóng trở nên yên tĩnh. Hoắc Tương Nhiễm, anh nhìn xem, nó có phải là con anh không? Người phụ nữ đứng trên đài thấy sinh viên lục tục bỏ đi thì tỏ ra rất nôn nóng, sau đó nhanh chóng xông về phía Hoắc Tương Nhiễm với bộ mặt ngây ngốc. Lúc này đại đa số mọi người đã nhìn rõ bộ dạng của người phụ nữ kia. Tuy lúc này đã trải qua nhiều mưa gió, đã lớn tuổi, thế nhưng vẫn còn có thể lờ mờ thấy được dung nhan xinh đẹp năm xưa. Hoắc Tương Nhiễm nghe thấy người phụ nữ kia nói vậy thì vẻ mặt chợt biến đổi, hắn ngồi trên ghế không nói một lời, gương mặt trắng nhợt nhạt, mồ hôi vã ra đầy trán. Lúc này hắn thấy người phụ nữ kia xông lên, thế là cũng không dám qua loa, cũng không quan tâm đến phản ứng của Bí Thư Cát và đám người nơi đây, hắn tiến lên trước mặt người phụ nữ kia rồi hổn hển nói. Cô đi theo tôi. Người phụ nữ bị Hoắc Tương Nhiễm kéo đi, đi cùng hai người còn có cả đứa bé hơn 10 tuổi. Khi ba người bỏ đi thì cả phòng không ai lên tiếng. Dù Hoắc Tương Nhiễm rất dứt khoát kéo người phụ nữ kia ra ngoài, nhưng người khác vẫn có thể nhìn thấy những bước chân liêu xiêu rối loạn của hắn. Vương Tử Quân nhìn Hoắc Tương Nhiễm khốn khổ đi ra mà trong lòng sinh ra cảm giác do dự, mình làm sai rồi sao? Nhưng khi thấy ánh mắt của người phụ nữ và gương mặt của đứa bé, hắn lại cảm thấy nó có giá trị.
Hoắc Tương Nhiễm phải trả giá cho hành vi của mình, xuất hiện tình huống khó khăn ngày hôm nay chẳng qua chỉ là vì Vương Tử Quân giỏi trèo kéo hai bên mà thôi. Triệu Nguyên Cố thật sự đầy hoài nghi và sợ hãi, tuy thiếu một đối thủ cạnh tranh thì là chuyện vui với hắn, thế nhưng Hoắc Tương Nhiễm rơi vào tình cảnh như vậy là quá khốn khổ, hắn cũng không muốn đối phương như vậy. Bí thư Cát không nói một lời, hắn chỉ dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Triệu Nguyên Cố, sau đó rời khỏi đài chủ tịch đi ra ngoài. Những nhân viên theo sát bên thấy bí thư Cát như vậy cũng nhanh chóng theo sau. Đây là trò quái quỷ gì? Tôn Trạch Hồng chợt lộ ra nụ cười thản nhiên, nhưng hắn vươn hai tay ra, tỏ ra mình là người vô tội. Bí thư Cát bỏ đi, đến Sơn Nam chỉ một ngày, sau khi gọi điện thoại cáo biệt với bí thư Lưu Truyền Thụy thì cũng không chú ý đến tỉnh đoàn Sơn Nam, trực tiếp đi thẳng lên máy bay. Nhưng lực ảnh hưởng của sự việc cũng không mất đi theo hành trình quay về thủ đô của bí thư Cát. Trong phòng họp tỉnh ủy, các vị thường ủy tỉnh ủy tập trung đông đủ. Bọn họ biết mục đích hội nghị hôm nay, gương mặt nghiêm túc của bí thư Nhiếp Hạ Quân làm cho cả phòng hội nghị không vang lên chút âm thanh nào. Đúng là coi trời bằng vung, thật sự coi trời bằng vung, vì một chức quan mà cái gì cũng có thể làm được. Nhiếp Hạ Quân vung tay vỗ mạnh lên mặt bàn. Một loạt tư liệu bị đẩy ra mặt bàn, trước đó những thứ này đã được in và phát cho các vị thường ủy. Lúc này trong tay các vị thường ủy cũng có một phần tài liệu tương tự. Thư khen ngợi, đơn tố cáo, còn có một loạt người đứng ra hô hào tố cáo. Trưởng phòng Hứa, anh nói xem, đây là người được phòng tổ chức khảo hạch và đề cử sao? Nhiếp Hạ Quân dùng ánh mắt hung hăng nhìn về phía trưởng phòng tổ chức Hứa Tiền Giang rồi tức giận quát hỏi. Trưởng phòng tổ chức là một vị thường ủy tỉnh ủy quan trọng, dưới tình huống bình thường dù là bí thư tỉnh ủy cũng ít khi phát giận với vị cán bộ này. Nhưng bây giờ Nhiếp Hạ Quân nổi giận có lý do rõ ràng, thậm chí lão không nổi giận thì người nơi đây mới thấy không bình thường. Trưởng phòng Hứa tuy không tính là cường thế nhưng cũng không phải là kẻ yếu thế, nhưng lúc này đối mặt với khí thế sấm sét của bí thư thì cũng chỉ khuất phục, lão dùng giọng chân thành nói. Bí thư Nhiếp, lần này phòng tổ chức không làm tốt công tác khảo sát cán bộ, tôi là lãnh đạo cũng mong tỉnh ủy phê bình. Chương 410, mọi người xông về phía trước, tôi cản ở phía sau. Hội nghị thường ủy hôm nay có vẻ không giống ngày thường, vì đề tài thảo luận quá nhạy cảm. Từ lúc bắt đầu hội nghị thì lãnh đạo đứng đầu tỉnh ủy đã nổi nóng la mắng, điều này làm cho tâm tình mọi người rất đè nén, rất cần được thả lỏng, vì bảo trì một thái độ phù hợp như vậy cực kỳ phí cân não. Dù các vị thường ủy ngồi trong phòng cảm thấy rất mất tự nhiên, thế nhưng tất cả cũng không ai nói ra nói vào, không ai dám chạy ra ngoài hút điếu thuốc hít thở không khí, vì lúc này mặt Nhiếp Hạ Quân thật sự còn đen hơn cả đáy nồi. Được rồi, phê bình hay không cũng là như vậy, tôi cũng đồng ý với những nhân tuyển được khảo sát lần này, nếu nói phê bình thì người đầu tiên cần phê bình chính là chúng ta. Nhưng bài học ngày hôm nay thì chúng ta không nên tái phạm. Trưởng phòng Hứa, sau khi qua về anh cho ra một kế hoạch, cần phải nắm chặt công tác xây dựng và kiến thiết tư tưởng tác phong của các đồng chí cán bộ. Nhiếp Hạ Quân lúc này khá tỉnh táo, lão khẽ phất tay cho trưởng phòng Hứa được ngồi xuống. Hào Nhất Phong nhìn Nhiếp Hạ Quân lúc này đã bao phủ khí thế của mình lên khắp hội nghị thường ủy, trong lòng sinh ra chút khổ sở không nói nên lời. Lão vốn cũng có thể đứng lên phát huy như bí thư Nhiếp, thế nhưng sự việc liên quan đến Hoắc Tương Nhiễm lại chĩa đến Lâm Mộc Dương. Dù không có người xác thực điều này, thế nhưng những người ngồi nơi đây đều là hạng thâm trầm, sao không hiểu cho được. Ai sẽ là người khởi xướng trò này? Đáp án không phải quá rõ ràng rồi sao? Lái xe của Lâm Mộc Dương đã tiếp xúc với hai mẹ con người phụ nữ kia, Lâm Mộc Dương đã sao chép một phần tài liệu ở phòng văn thư. Một loạt tài liệu với chứng cứ xác thực đều chĩa về phía Lâm Mộc Dương, điều này làm cho một vị lãnh đạo đứng đầu Dương phái ở tỉnh Sơn Nam như Hào Nhất Phong thật sự không biết nói gì hơn. Gỗ mục không thể nào là vật liệu tốt để điêu khắc, thành sự không có nhưng bại sự có thừa. Hào Nhất Phong thầm nghĩ như vậy, thế là trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác bức bối. Lão không ngờ trước đó mình đã gọi điện thoại nói quá rõ ràng với Lâm Mộc Dương, đã trực tiếp cảnh cáo Lâm Mộc Dương, thế nhưng Lâm Mộc Dương vẫn cứ làm theo ý mình, lại lớn gan chọc một sự kiện lớn bùng nổ. Đây gọi là gì? Rõ ràng là chơi trò trẻ con. Trước đó Hào Nhất Phong còn cho rằng đối phương là cán bộ trẻ có tương lai tươi sáng, xem ra bây giờ khó thể trọng dụng. Hào Nhất Phong thật sự là cực kỳ nén giận, lão khẽ đặt bút trong tay xuống, chỉ sau nháy mắt đã cho ra định luận rõ ràng với Lâm Mộc Dương. Dù lão không muốn nhưng nhất định phải áp chế chuyện này xuống, dù sao thì Lâm Mộc Dương cũng là thư ký của Dương Độ Lục, nếu truy cứu và xử phạt đến cùng, như vậy sau này gặp mặt Dương Độ Lục cũng khó ăn nói. Bí thư Nhiếp, chuyện này có tính chất ác liệt,
hầu như khơi ra một dòng chảy không tốt trong công tác phân công cán bộ trong tỉnh. Nếu chúng ta không xử lý nghiêm khắc, chỉ sợ sau này có nhiều người vì một vị trí quan chức mà không tiếc thủ đoạn công kích đối phương, không tiếc bất kỳ cái giá nào. Hào Nhất Phong tuy không nói quá lớn, thế nhưng từng chữ vẫn cực kỳ có lực và khí phách. Xử lý người trong cuộc, đây có lẽ là kết quả mà các vị thường ủy trong phòng họp Đề Un có thể phỏng đoán được, thế nhưng xử lý thế nào, xử lý ở trình độ nào, đây chính là điều mà tất cả mọi người cần quan tâm. Từng cặp mắt đều nhìn sang khi Hào Nhất Phong lên tiếng. Nhiếp Hạ Quân khẽ gật đầu, lão và Hào Nhất Phong thật sự là có cùng ý kiến ở phương diện này, đó chính là dù như thế nào cũng không thể để phát sinh tình huống như vậy. Tuy đây chỉ là một chuyện nhỏ, thế nhưng ảnh hưởng của nó cực kỳ sâu xa. Nếu xử lý không tốt thì sẽ sinh ra những tình huống không hay sau này, đó chính là đám cán bộ sẽ noi gương mà càng ngày càng sử dụng nhiều thủ đoạn để đối phó với nhau. Nhiếp Hạ Quân là người tham chính nhiều năm, làm quan đến vị trí bí thư tỉnh ủy, tất nhiên kinh nghiệm quan trường là cực kỳ phong phú. Lão biết rõ lúc này mình nên làm gì, có đôi khi anh cần phải làm nhưng không nên quá nắm chắc, anh phải làm sao cho nó thật rầm rộ giống như khua chiêng gõ trống muốn làm lớn chuyện, thế nhưng tất cả chỉ là mặt ngoài mà thôi. Sau khi mọi người biểu hiện thái độ cực kỳ kiên quyết và phẫn nộ, thu hút sự chú ý của mọi người, sau đó có thể tiến hành một vài hành vi mờ ám. Hơn nữa hành vi mờ ám ngay sau đó không phải là kết quả mà Nhiếp Hạ Quân mong muốn sao. Nhưng này bí thư Nhiếp, tôi cho rằng chúng ta cần phải tỉnh táo và an phận khi xử lý vấn đề này, chúng ta vừa làm cho đám người kia kinh sợ, đồng thời càng phải hạ mức ảnh hưởng của nó đến mức thấp nhất. Nghiêm túc, an phận, đây là thái độ của Hào Nhất Phong. Nhiếp Hạ Quân thật sự tán thưởng phương án của Hào Nhất Phong, lúc này khóe miệng lộ ra nụ cười. Tôi đồng ý với đề nghị của Chủ tịch Hào, tôi thấy hay là thế này, sự việc Hoắc Tương Nhiễm xem như đó là một sự kiện cá nhân, còn những người khác. Nhiếp Hạ Quân nói đến đây thì nhìn sang các vị thường ủy khác, lại nói tiếp. Bọn họ không phải đang cùng nhắm tới vị trí bí thư tỉnh đoàn sao? Dứt khoát chặt đứt tâm tư của bọn họ. Ý kiến của tôi chính là áp dụng phương án không đề bạt trọng dụng các đồng chí này trong thời gian 3 năm. Nhiếp Hạ Quân lúc đầu nói không quá lớn, biểu hiện như bình thường, trên mặt còn mang theo nụ cười với vài phần tha thứ. Nhưng lúc này gương mặt đột nhiên cực kỳ nghiêm túc, lời nói nặng như núi Thái Sơn, như tảng đá ngàn cân ném xuống hồ nước phẳng lặng làm cho toàn trường khiếp sợ, im ắng như tờ. Lần này Nhiếp Hạ Quân căn bản không áp dụng phương pháp dân chủ đối với vấn đề xử lý những người có liên quan. Bí thư Nhiếp cũng không tập trung trưng cầu ý kiến mà cho ra một kết luận, 3 năm không được đề bạt trọng dụng. Đây căn bản không là gì với người bình thường, thế nhưng đối với một vài vị quan đang trên đường leo lên đỉnh núi thì thật sự là khóc không ra nước mắt, là một kết quả mà bất cứ kẻ nào cũng phải hối hận. Thử hỏi mà xem, trên con đường chính trị thì có được mấy cái 3 năm? Tề Chính Hồng không mở miệng, tuy Hào Nhất Phong đã nói lời bảo vệ Lâm Mộc Dương, hơn nữa nhìn qua thì có vẻ bảo vệ rất phong độ. Nhưng Tề Chính Hồng lại biết rất rõ, Hào Nhiếp Quân rõ ràng là cúi đầu trước Nhiếp Hạ Quân trên sự việc lần này. 3 năm không được đề bạt trọng dụng, điều này đối với một Lâm Mộc Dương cực kỳ có danh tiếng chính là sự kiện dùng đá đập chân mình. Đừng nghĩ Lâm Mộc Dương không quá lớn tuổi mà chẳng quan tâm, vì người ta ai cũng có quan hệ, có tương lai rộng, bình thường bọn họ không cần lên tiếng, công tác an phận, chỉ cần dùng năng lực của mình giải quyết vài vấn đề, như vậy sẽ làm cho người phân công quản lý cảm thấy vui vẻ. Sẽ có cơ hội đề bạt. Thế cho nên Lâm Mộc Dương không cần làm gì cả, không cần cho ra thủ đoạn gì thì nhóm Hào Nhất Phong cũng có thể đẩy Lâm Mộc Dương lên làm bí thư tỉnh đoàn. Không ngờ lại phát sinh sai lầm vào thời điểm mấu chốt, bây giờ Nhiếp Hạ Quân đã nói quá rõ ràng, ý nghĩa của nó là Lâm Mộc Dương phải đợi thêm 3 năm nữa. Nhưng đó rõ ràng là những gì mà Lâm Mộc Dương tự làm ra cho mình, có thể oán hận ai được. Chỉ cần anh có chút lực nhẫn nại. Đặc biệt là đối với đám cán bộ có lòng cầu tiến thì tâm tính và tố chất con người có sự tương quan cực kỳ quan trọng. Lực nhẫn nại của người ta rất khác biệt, có người rất có khả năng nhẫn nại nhưng có kẻ thì không, nếu không nhịn được chuyện nhỏ sẽ không thành chuyện lớn, nhìn từ góc độ tu thân thì rõ ràng là như vậy. Tề Chính Hồng thật sự cảm thấy chỉ hận rèn sắt không thành thép, hắn chỉ nhấp một ngầm trà mà không nói gì. Bí thư Nhiếp, anh xem có phải chúng ta lại phải khảo sát cán bộ để tiếp nhận vị trí bí thư tỉnh đoàn hay không? Hứa Tiền Giang là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Sơn Nam, sau khi Nhiếp Hạ Quân cho ra chỉ thị 3 năm không đề bạt thì biết rằng 4 người Lâm Mộc Dương cùng nhau tranh cử vị trí bí thư tỉnh đoàn đã xong, không ai được lợi, tất cả đều bị phạt, tất cả đều bị loại bỏ. Lão trầm tư một lát, thế là khẽ lên tiếng hỏi Nhiếp Hạ Quân.
Lúc này Nhiếp Hạ Quân thật sự chỉ chờ câu hỏi như thế, lần này lão lên tiếng nói ra đề nghị và trực tiếp kết luận không thông qua các vị thường ủy khác, điều này làm lão cực kỳ vui sướng. Nhưng đây không phải là lúc lão ngủ vùi trong chiến thắng, lão thật sự rất vui vì trưởng phòng tổ chức biết gối đầu cho mình đúng lúc, thế là lão trầm mặc xuống nói. Còn khảo sát gì nữa? Chẳng lẽ chuyện này còn chưa đủ sao? Lưu Truyền Thụy là bí thư nắm công tác tổ chức tỉnh Sơn Nam, lão nghe thấy bí thư Nhiếp tỏ thái độ như vậy thì không thể không mở miệng. Bí thư, vậy công tác ở tỉnh đoàn làm thế nào bây giờ? Trong đám thành viên ban ngành của tỉnh đoàn còn có người nào thích hợp không? Nhiếp Hạ Quân khẽ nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi nói. Nếu có thì để cho anh ta phụ trách công tác của tỉnh đoàn đi. Tất nhiên trong tỉnh đoàn sẽ còn có người, mà người kia là ai thì các vị thường ủy ngồi đây cũng rất rõ ràng, cũng ngầm hiểu lẫn nhau. Vì thế khi Tề Chính Hồng nghe thấy Hào Nhiếp Quân tỏ thái độ thì gương mặt chợt biến đổi, nếu so với Lâm Mộc Dương thì hắn thật sự càng không muốn cho đối phương chủ trì công tác của tỉnh đoàn. Bí thư Nhiếp, Vương Tử Quân là đồng chí có năng lực mạnh mẽ, thế nhưng đi phu sao cũng mới để bạt lên cấp phó giám đốc sở được nửa năm, nếu như ba giờ tiếp nhận vị trí bí thư tỉnh đoàn, như vậy chỉ sợ làm cho kẻ dưới khó phục tùng. Lúc này Tề Chính Hồng cũng không nhượng bộ, hắn mở miệng ném vấn đề lên mặt bàn. Chủ tịch Chính Hồng, anh không hiểu ý của tôi rồi, tôi cũng không muốn cho Vương Tử Quân là bí thư tỉnh đoàn, chỉ cho anh ta tạm thời chủ trì công tác mà thôi. Nhiếp Hạ Quân nhìn về phía Tề Chính Hồng rồi dùng giọng thản nhiên nói. Tạm thời chủ trì công tác, như vậy tất nhiên không cần nhìn vào vấn đề lý lịch. Tề Chính Hồng nhìn nụ cười trên mặt Nhiếp Hạ Quân, hắn cảm thấy thật sự khổ sở. Nếu như đổi lại là người khác chủ trì công tác, hắn sẽ không tỏ ra nặng nề băn khoăn như vậy. Nhưng Vương Tử Quân thì lại khác, người này thủ đoạn mạnh mẽ, biết đâu tiến lên sẽ có nhiều trò hơn xuất hiện, đến khi đó sự việc sẽ giống như nước chảy thành sông. Còn bà nó, tiểu tử kia rõ ràng là quá trùng hợp, được làm ngư ông đắc lợi, ngồi mắt ăn bát vàng, xem ra những năm gần đây vận may của con người ta thật sự rất chó má. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, Tề Chính Hồng lập tức cảm thấy buồn bực. Chẳng lẽ những trò kia đều có liên quan mật thiết đến một kẻ quỷ kế đa đoan như Vương Tử Quân? Như vậy cũng là quá đáng sợ rồi. Sao lại có thể như vậy? Mình không phải đã gọi điện thoại đến sao? Đã quyết định cho đám người kia dừng lại, vì sao người phụ nữ kia còn xông vào? Lâm Mộc Dương đi tới đi lui trong phòng làm việc của mình, hắn giống như biến thành kiến bò chảo nóng, căn bản bực bội đến mức muốn chửi người. Lâm Mộc Dương vất vả lắm mới ngồi xuống ghế, hắn cầm lấy điện thoại lên gọi đi. Khi điện thoại nối thông, hắn miễn cưỡng nặn ra nụ cười rồi khách khí nói. Cậu Hoa Quang phải không? Tôi là Mộc Dương, Chủ tịch Hào đã quay về chưa? Chủ tịch Hào còn đang họp, nhưng này trưởng phòng Lâm, lúc này chuyện của anh thật sự rất khó nói, anh cần chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, vì vừa rồi Chủ tịch Hào đi với vẻ mặt thật sự không tốt. Lâm Mộc Dương nghe thấy vậy mà gương mặt chợt run lên, hắn cố gắng áp chế tâm tình, sau đó mới vội vàng giải thích. Cậu Hoa Quang! Làm phiền cậu giải thích vài câu trước mặt Chủ tịch Hào giúp tôi, chuyện này không phải do tôi chọc ra. Nói chung là Chủ tịch Hào đừng nên hiểu lầm, Lâm Mộc Dương tôi là người rất nghe lời lãnh đạo, sẽ không bao giờ làm ra những trò mưa gió trời ơi này. Trưởng phòng Lâm, anh cứ yên tâm, vào thời điểm phù hợp tôi sẽ nói những lời của anh với Chủ tịch Hào. Nhưng lúc này tình thế trước mắt thế nào thì anh đã quá rõ ràng rồi, chỉ sợ nếu tôi giải thích cho anh, Chủ tịch Hào thậm chí không nghe lọt tai, chỉ sợ còn càng tô thêm đen. Càng sinh ra hậu quả giấu đầu lòi đuôi. Chuyện được copy tại truyện full. À, anh Hoa Quang nói đúng, việc do người làm, việc do người làm, chuyện này anh em cũng chỉ có thể nhờ vào anh. Đúng rồi, trước đó có người bạn cho tôi hai chai rượu rất ngon, lát nữa đợi lúc tan tầm tôi sẽ để Tiểu Đỗ đưa qua cho cậu. Lâm Mộc Dương tuy rất thất vọng với lời trả lời của đối phương, thế nhưng lúc này gương mặt cũng tràn đầy nụ cười. Tôi sao lại có thể không biết xấu hổ như vậy, trưởng phòng Lâm. Dựa vào quan hệ của hai ta, nào cần phải làm như vậy? Như thế cũng quá khách khí rồi. Đầu dây bên kia nói ra những lời từ chối, thế nhưng giọng điệu lại nóng sốt hơn vừa rồi rất nhiều. Lâm Mộc Dương cũng không phải lần đầu tiên làm trò này, hắn tất nhiên sẽ không cho rằng lời nói của đối phương là thật, thế là cười ha hả nói. Cậu Hoa Quang, đây là cậu khách khí rồi, nào có thể nói như vậy chứ? Chúng ta là anh em, ngoài vợ không thể dùng chung được. Chứ thứ nào của tôi cũng là của cậu, nên cậu đừng tiếp tục từ chối, nếu không sẽ chẳng coi người anh này ra gì. Lâm Mộc Dương nói thêm hai câu khách khí rồi cúp điện thoại, nhưng lúc này vẻ mặt chắn cực kỳ sao động.
Tuy Hoa Quang biết không nhiều, thế nhưng nhìn vào tình huống trước mắt thì giống như tất cả không quá khả quan. Cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, chủ nhiệm văn phòng Ngải Vu ra hớn hở đi vào, mùi hương nước hoa càng bùng lên nồng nặc trong mũi Lâm Mộc Dương khi nàng mở cửa phòng. Trưởng phòng Lâm, anh nghe nói gì không, lần này ở tỉnh đoàn xảy ra một sự kiện rất kỳ lạ. Ngải Vu ra căn bản không chờ Lâm Mộc Dương mời ngồi, nàng tùy ý ngồi xuống đối diện với Lâm Mộc Dương rồi cười ha hả nói. Lâm Mộc Dương biết rất rõ về chuyện này so với Ngải Vu ra, nếu như là trước kia thì hắn sẽ còn hứng thú để nói vài lời với người phụ nữ thông minh này, nhưng bây giờ hắn căn bản không có tâm tư như vậy. Chủ nhiệm Vu, ai cho cô đi vào? Lúc này tôi còn có chuyện, cô đi ra ngoài đi. Lâm Mộc Dương chợt đứng lên, sau đó hắn dùng giọng nghiêm nghị quát Ngải Vu ra. Ngải Vu ra nào ngờ mình mới mở miệng đã làm cho Lâm Mộc Dương nổi nóng như vậy. Ngải Vu ra thật sự rất bất ngờ, vì vậy mà lúc này không biết làm sao cho phải. Đi ra ngoài. Lâm Mộc Dương nhìn Ngải Vu ra rồi nghiêm túc quát lớn. Ngải Vu ra đi ra ngoài với vẻ mặt khó coi và dưới tiếng quát lớn của Lâm Mộc Dương. Khi thư ký đi đến đóng cửa thì trên mặt hắn không chút biểu cảm nào. Nếu không có sự cho phép của tôi, không cho bất kỳ ai vào phòng. Thời gian chờ đợi rất khổ sở, nhưng Lâm Mộc Dương vừa phải chờ đợi vừa phải xem xét điện thoại. Khi chuông đổ lên, hắn thấy số điện thoại quen thuộc, thế là nhanh chóng cầm điện thoại lên. Hoa Quang, Chủ tịch Hào nói tôi đến sao? Lâm Mộc Dương không chờ bên kia mở miệng mà trực tiếp hỏi. Trưởng phòng Lâm, tôi sẽ phản ánh ý kiến của anh với Chủ tịch Hào, nhưng lãnh đạo chỉ nói anh nên cố gắng công tác cho tốt. Người ở đầu dây bên kia tuy vẫn rất khách khí, thế nhưng lúc này trong lời nói khách khí lại giống như có chút bất hòa. Công tác cho tốt, công tác cho tốt. Lâm Mộc Dương thầm suy xét về bốn chữ kia mà thật sự cảm thấy khổ sở. Hắn công tác bên cạnh Dương Độ Lục vài năm, bây giờ lại tiến lên vị trí lãnh đạo, tất nhiên sẽ hiểu rất sâu những lời đầy ngụ ý trong quan trường như thế này. Hắn biết rõ vấn đề, vì năm xưa đã nhiều lần thay mặt bí thư Dương truyền đạt câu nói như vậy. Làm việc cho giỏi, công tác cho tốt, đó là gì? Là nói anh nên an tâm công tác trên cương vị hiện tại, những thứ khác không cần phải lo nghĩ gì nhiều. Cậu Hoa Quang, cậu có thể nói cho chủ tịch nghe một câu, tôi có chuyện muốn báo cáo với lãnh đạo. Lâm Mộc Dương không thể chờ đợi được, hắn cầm lấy điện thoại, bàn tay có hơi run lên. Trưởng phòng Lâm, Chủ tịch Hào sắp có việc đi ra ngoài, tôi cần phản ánh rõ ràng với anh. Đúng rồi, hôm nay tôi cũng cùng đi với Chủ tịch Hào, căn bản là không có thời gian. Sau một câu tạm biệt thì bên kia cúp điện thoại, những âm thanh tút tút liên tục vang lên bên tai Lâm Mộc Dương. Không có thời gian, không có thời gian. Lâm Mộc Dương rất hiểu tính cách của tên Hoa Quang kia. Lúc này ngoài cảm giác phẫn nộ thì hắn thật sự có chút sợ hãi, chẳng lẽ Chủ tịch Hào thật sự từ bỏ mình. Lâm Mộc Dương cảm thấy run tay, hắn lại cầm lấy điện thoại, nhưng lần này là bấm số của thư ký Chủ tịch Tề Chính Hồng. Nhưng đáp án nhận được cũng không khác gì vừa rồi, Chủ tịch Tề bây giờ cũng không rảnh. Lâm Mộc Dương thật sự không thể chờ đợi được, nếu không thì hắn sẽ ngày càng nguy hiểm. Hắn thật sự cảm thấy bất an, bây giờ quyết định trực tiếp đến tìm Tề Chính Hồng. Nhưng khi hắn vừa muốn ra khỏi cửa thì điện thoại vang lên. Cú điện thoại rất ngắn nhưng Lâm Mộc Dương nghe xong và ngồi tê liệt trên ghế, 3 năm không được đề bạt, đối với một người tâm tính bừng bừng như hắn thì đây thật sự giống như một hòn đá lớn đập vào đầu. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Lâm Mộc Dương không tin đây là sự thật, nhưng ý thức lại nó rõ ràng cho hắn biết, chuyện này đã không còn dư âm quay về, người bạn công tác ở khu văn phòng thường ủy này sẽ không bao giờ báo tin tức giả. Nếu so sánh với cảnh ngộ của Lâm Mộc Dương thì 3 người ở tỉnh đoàn cũng không khá hơn gì, nhưng Vương Tử Quân là kẻ không chút hy vọng, bây giờ lại là người chủ trì công tác của tỉnh đoàn, điều này làm cho Lâm Mộc Dương cực kỳ ghen ghét. Hắn dù thế nào cũng không ngờ sự việc tiến triển theo hướng không ngờ như vậy, hắn và nhóm người Tôn Trạch Hồng tranh đấu điên cuồng, kẻ chết người chết, cực kỳ ghê gớm, bây giờ lại xem như may áo cưới cho Vương Tử Quân. Tôi không cam lòng. Lâm Mộc Dương cầm lấy ly trà đập mạnh xuống đất. Ly trà tử xa va chạm với nền nhà mà phát ra một âm thanh chát chúa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 42.